Chương 621. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu lúc trước rằng coi như vậy, nhưng kết thúc lại đột ngột như thế. Một kiếm chém ba đế, cường đại đến thái quá. Ba người đó cũng không phải là Nguyệt Minh Đế bình thường, mà đều là Nguyệt Minh Đế 10 vầng trăng vượt qua cực hạn, có tiếng thiên tài. Hơn nữa, giết bốn người này chẳng những sẽ chọc giận thế lực sau lưng bọn họ, còn chọc ra nhân vật càng thêm cường đại ở sau lưng bọn họ. Tiểu tử này làm việc thật sự là bất chấp hậu quả, tuy rằng giết đến sảng khoái, nhưng cũng chọc tới cho mình phiền toái bằng trời. Hàn Xương công tử là ai? Đó nhưng là thiên tài chân chính, ở trong Nhật Diệu Vương đều có danh xưng vô địch, ở toàn bộ 49 tiên thành đều có chút danh tiếng nhỏ, nghe nói còn từng được một sáng thế vương khen ngợi. Chu Hằng giết người theo đuổi của hắn, chỉ cần hắn vừa tới khẳng định sẽ chấn giết Chu Hằng. Đó là một vị Nhật Diệu Vương tuyệt đối cường thế, nghe nói còn từng nghịch phạt Nhật Diệu Hoàng. Chu Hằng lạnh lùng đảo quanh mọi người một vòng, hắn không thích gây chuyện nhưng cũng chưa từng sợ chuyện. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, mọi người đều cúi thấp đầu. Đây là một vị vương giả trong võ, uy áp phát ra khiến bọn họ căn bản không thể nhìn thẳng. Trở về đi. Chu Hằng cùng Liên Tĩnh Hương, con lửa đen trở về tinh thuyền của Liên gia. Tiên giới thời khắc đều có cửu sát phát sinh, tuy rằng lúc này chết bốn thiên tài, nhưng cũng chỉ là thiên tài cấp bậc Nguyệt Minh Đế, lại có thể nhấc lên bọt sóng bao lớn. Ngược lại Liên Hữu Hạo sau khi biết được Chu Hằng là Nguyệt Minh Đế 10 vầng trăng tặng hắn một ít lễ vật, xem như là đãi ngộ cho hắn tăng lên một cấp bậc, nhưng người cũng không đích thân tới. Dù sao người ta nhưng là Nhật Diệu Vương, sao có thể hạ mình? Chu Hằng âm thầm lắc đầu. Muốn mời chào nhân tài cũng phải lấy ra thái độ nên có. Đem tư thái bày cao như vậy lại làm sao có thể mời được thiên tài chân chính? Thiên tài đều là có ngạo khí. Dù sao hắn cũng không có tính toán nương tựa vào Liên gia. Thái độ của Liên Hữu Hạo như thế nào hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Thế lực nhân cơ hội này phát tài lớn rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Thiên Bảo Các. Chu Hằng sau khi thăm dò đến tinh thuyền của bọn họ ở đâu liền đi một chuyến, mua rất nhiều tài liệu, đặc biệt là vị thuốc chủ yếu thiếu hụt để luyện chế kim nguyên đan kia. Trở lại trên tinh thuyền của Liên gia, Chu Hằng lập tức cho hỏa thần lô bắt đầu luyện đan. Không chỉ là kim nguyên đan, còn có rất nhiều hồi xuân đan. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu phù văn trong huyết hà thiên kinh. Tự nhiên không tránh khỏi sẽ bị thương. Hồi xuân đan có thể khôi phục thương thế, mà không cần tiêu hao tinh huyết bản thân. Vài ngày sau, hắn đem số tổ hợp phù văn đẩy lên tới 27 cái, nhưng đây cũng là cực hạn trước mắt của hắn. Nếu muốn tiếp tục nữa, như vậy sẽ làm hắn trực tiếp sụp đổ mà chết, căn bản không phải hồi xuân đan có thể trị được. Bởi vì lần thám hiểm này liên quan đến tiên thuật tối cao, hấp dẫn tới lượng lớn cường giả tuyệt thế. Trên tinh thuyền của Thiên Bảo Các cũng có lượng lớn tài liệu quý báu bán ra. Theo người của Thiên Bảo Các nói, nửa tháng sau sẽ còn tiến hành một lần hội đấu giá, sẽ có chân bảo chân chính bán ra. Thiên Bảo Các phát ra giới thiệu bộ phận vật phẩm đấu giá cho tinh thuyền tới, trước thời hạn, nhưng buổi đấu giá cũng không phải là ngươi muốn tham gia là có thể tham gia, hoặc là có thể dự chi lượng lớn tiền ký quỹ, 2 vạn tiên thạch thượng phẩm, hoặc là có thể cung cấp vật đấu giá đồng giá thậm chí cao hơn, như vậy mới có tư cách tiến vào. Chu Hằng tâm động không thôi, nhưng lật pháp khí không gian của mình nhìn xem. Tiên thạch khẳng định là không đủ, mà bảo bối đồng giá. Không phải là không có. Bất kể là hắc kiếm, bách quỷ kiếm lại hoặc là hỏa thần lô, đều là chí bảo không thể dùng tiên thạch để đánh giá. Nhưng hắn làm sao có thể đem mấy món bảo vật này bán đi chứ? Như vậy cũng chỉ có kiếm tiền trước. Chu Hằng hỏi hỏa thần lô. Có đan dược giá trị rất cao đối với cường giả thăng hoa cảnh hay không? Khẳng định là có. Hỏa thần lô lập tức trả lời. Tuy nhiên... Bổn tạo ở trong khoang thuyền kia ngửi một chút, tài liệu ở đó tương đương hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 3 loại đan dược của thăng hoa cảnh. Giá trị cao nhất thuộc về cố hồn đan. Cố hồn đan có tác dụng gì? Chu Hằng tuyệt đối sẽ không hiểu giả hiểu. Võ giả thăng hoa cảnh tu là pháp tướng, thăng hoa chính mình, từ đó sáng thế. Nhưng cái gọi là tướng từ tâm sinh, rất dễ dàng bị ảnh hưởng của tâm ma, từ đó mà sụp đổ một cái là tan vỡ, tu vi vạn năm hóa thành hư không. Cố hồn đan có thể củng cố pháp tướng, tăng cường đề kháng đối với tâm ma, có thể nói là một trong những đan dược hữu dụng nhất đối với võ giả thăng hoa cảnh. Hỏa thần lô sau một hồi vắt hết óc suy nghĩ, nói ra một phen lời như vậy. Chu Hằng gật gật đầu, hắn cách thăng hoa cảnh còn kém 2 cảnh giới lớn, hiện tại hắn cần suy tính là mau chóng hoàn thành tích lũy 21 vầng trăng, đột phá đến Nhật Diệu Vương. Một khi tiến vào Nhật Diệu Vương, hắn liền có tư cách tranh đoạt trong di phủ. Cần tài liệu gì? Hỏa thần lô báo ra tên tài liệu, Chu Hằng lập tức liền đi mua, nhưng sau khi hắn nghe thấy giá cả của những tài liệu đó lập tức nhăn răng. Lúc trước hắn tích lũy tài phú sắp xỉ 1 triệu tiên thạch hạ phẩm, nhưng chút tiên thạch này không ngờ chỉ đủ mua 3 phần tài liệu cố hồn đan. Lại suy xét đến đây là đan dược thất phẩm, tỷ lệ thành đan bình thường chỉ có 2 phần,
ba phần tài liệu của hồn đan đưa tới, trong tay dược sư thất tinh bình thường khả năng báo phế sẽ càng cao hơn một chút. Tính như vậy là có thể thấy sự quý giá của tài liệu đan dược thất phẩm. 1 triệu tiên thạch hạ phẩm tốt xấu cũng đáng giá 1 vạn tiên thạch thượng phẩm, mặc dù không có bao nhiêu người nguyện ý dùng tiên thạch thượng phẩm để đổi tiên thạch hạ phẩm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng may, Hỏa Thần Lô đại gia cũng không phải là dược sư bình thường, mà là tồn tại như dược tôn. Chu Hằng mang theo tài liệu trở về, rất nhanh liền đạt được 3 viên cố hồn đan. Bởi vì lần này tài liệu quá ít, không thể luyện thêm ra 1 viên ngoại ngạch. Lò à, sau này đan dược bán cho người ngươi luyện kém một chút, đừng luôn là ra hàng cực phẩm để dọa người. Chu Hằng đánh giá cố hồn đan trong tay, không cần nghĩ đây khẳng định là phẩm chất cực phẩm. Phi, bổn tạo chỉ biết luyện đan dược cực phẩm, ngươi nếu chê thì đừng tìm bổn tạo. Còn nữa, dị hỏa ngươi nợ bổn tạo lúc nào thì kiếm được. Hỏa Thần Lô rất là không vui nói. Được rồi, cực phẩm thì cực phẩm. Chu Hằng cũng thật sự sợ vị đại gia này không làm nữa. Hắn cầm cố hồn đan đi tinh thuyền của Thiên Bảo Các, nói là có đan dược muốn gia nhập bán đấu giá. Rất nhanh liền có một nam trung niên đeo minh bảo dược sư đi tới, rõ ràng là một dược sư tam tinh. Nhưng dược sư tam tinh trên tinh thuyền này hiển nhiên cũng không tính là gì, nam trung niên này thái độ rất là ôn hòa, nói. Bằng hữu, ngươi muốn bán đấu giá đan dược gì? Cố hồn đan. Chu Hằng lấy ra một bình thuốc, bên trong chứa 3 viên đan dược vừa luyện chế ra kia. Cái gì? Cố hồn đan. Vị dược sư kia sợ nhảy dựng, run giọng nói. Thật hay giả, đó nhưng là đan dược thất phẩm. Đan dược thất phẩm, hắn có thể giám định, nhưng nếu muốn luyện chế, đời này phòng trừng đều không có hy vọng. Luyện đan cần thiên phú, khả năng cực hạn của hắn chính là dược sư tứ tinh, mặc hắn cố gắng như thế nào đều vô dụng. Hắn vội vàng cầm lấy bình thuốc, vô cùng cẩn thận mở nắp bình ngửi một cái, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cố hồn đan, thật sự là cố hồn đan. Hắn đời này là tuyệt đối không có khả năng luyện chế đan dược thất phẩm, nhưng cũng không cản trở sự cuồng nhiệt của hắn đối với đan dược bậc cao. Loại mùi đó khiến hắn ngửi mãi không chán. Đổ ra 1 viên cố hồn đan, hắn nhìn kỹ, ngửi cẩn thận, thưởng thức phán đoán phẩm chất của đan dược. Cực phẩm. Một lúc sau, thanh âm của hắn đều run lên. Cấp bậc đan dược càng thấp, tự nhiên luyện chế ra càng thêm dễ dàng, tỷ lệ ra cực phẩm cũng càng cao. Nhưng đan dược cấp bậc càng cao, độ khó luyện chế cũng tương ứng tăng lên, khả năng đạt được đan dược cực phẩm cũng càng ngày càng nhỏ. Như đan dược thập phẩm, đừng nói cực phẩm, có thể luyện chế ra chính là may mắn tay trời rồi. Đan dược thất phẩm đương nhiên không thể so với đan dược thập phẩm, nhưng tỷ lệ luyện chế ra cực phẩm cũng là khó càng thêm khó, quả thật có thể xưng là kỳ tích. 3 viên đều là cực phẩm. Sau khi lần lượt xem xét 3 viên cố hồn đan, biểu tình của dược sư kia có thể nói là đặc sắc đến không thể hình dung. Đan dược thất phẩm nhiều nhất chỉ có 2 phần tỷ lệ thành đan, mà muốn đạt được 3 viên cực phẩm, như vậy phải luyện chế bao nhiêu lò hà? Có tư cách tiến hành bán đấu giá chứ? Chu Hằng cười nói. Có. Dược sư kia gật đầu không thôi. Nói đùa à, đan dược thất phẩm tuyệt đối có tư cách tiến vào hội đấu giá lần này, huống chi tất cả đều là cực phẩm. Trong miệng hắn nói xong, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm vào 3 viên cố hồn đan. Đan văn tuyệt đẹp kia, mùi thuốc thấm người kia, đều khiến hắn như mê như say. Qua một hồi lâu hắn mới phản ứng lại, đã đem Chu Hằng gạt ở một bên, đành phải lưu luyến không rời đem 3 viên cố hồn đan thu vào bình thuốc. Nếu như không tiến hành đóng kín bảo tồn, dược hiệu nhưng là sẽ sói mòn rất nhanh. Ta viết cho ngươi giấy biên nhận. Dược sư kia lại lấy ra một tấm thẻ đưa cho Chu Hằng. Đây là thẻ khách quý của hội đấu giá nửa tháng sau, xin cất kỹ, nhất thiết không thể làm mất. Chu Hằng vừa lòng cười, thu thẻ. Vào tay rất nặng, chất liệu như kim loại lại giống như gỗ, một mặt có khắc đồ án thỏi vàng, mặt khác thì viết 3 chữ Thiên Bảo Các. Hắn lại thu lấy giấy biên nhận, sau đó rời khỏi Thiên Bảo Các trở lại tinh thuyền của Liên gia. Nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn bắt đầu rút ra phù văn nhỏ thứ 2 trong Huyết Hà Thiên Kinh. Phù văn nhỏ thứ nhất hắn chỉ có thể tạo thành 27 đạo, nếu tiếp tục nữa rất có thể làm hắn sụp đổ mà chết. Nếu phù văn nhỏ này không thể tiếp tục, có thể đổi một cái mà, không cần cứ phải cắm đầu vào ngõ cụt. Bởi vì có kinh nghiệm của lần đầu tiên, hắn rút ra mảnh vỡ phù văn thuộc phù văn nhỏ thứ 2 chỉ mất thời gian 13 ngày. Hắn bắt đầu thử tổ hợp phù văn. Sau mấy lần bị thương, hắn thành công hoàn thành tổ hợp 2 cái phù văn, nhưng hắn lại không phát hiện 2 phù văn này có tác dụng gì, không hề có một chút uy lực nào. Chuyện gì xảy ra? Phù văn nhỏ thứ nhất nhưng là cực kỳ lợi hại, dưới sự duy trì của lực lượng 10 vầng trăng, của Chu Hằng có thể dễ dàng đem nam nhân đuôi bọ cạp hình thần điều diệt. Phù văn nhỏ thứ 2 làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Ông, 2 phù văn nhỏ này ở trong cơ thể lưu chuyển một chút,
Chu Hằng lập tức cảm ứng được một luồng khí bừng bừng sức sống. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Không phải là phù văn nhỏ thứ hai không có hiệu năng, mà nó căn bản không phải là tính công kích mà là tính trị liệu. Từ giá trị mà nói, phù văn nhỏ thứ hai này càng thêm quý báu. Tuy rằng tinh huyết của võ giả có thể trị liệu gần như mọi thương thế, điều kiện tiên quyết chỉ cần đem linh lực dị chủng trong cơ thể xua tan, lại hoặc là bị thương cũng không phải là thương đại đạo. Tỷ như tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện, cùng với thương tổn về thần thức, những loại này đều không thuộc phạm chủ tinh huyết có thể trị liệu. Nhưng tinh huyết lại là căn bản của một võ giả, tiêu hao tinh huyết chính là tiêu hao tu vi, nghiêm trọng sẽ khiến cho cảnh giới thụt giảm mạnh. Nhưng phù văn nhỏ này bản thân lại có hiệu quả chữa trị thương thế, không cần tiêu hao tinh huyết. Hơn nữa Chu Hằng cảm ứng một chút, hiệu quả của nó rất mạnh. Hiện tại mới hai mảnh vỡ phù văn đã có hiệu quả rất mạnh. Nếu như là đầy đủ, chẳng phải là chỉ còn một giọt máu đều có thể khởi tử hồi sinh. Chu Hằng vui mừng quá đỗi. Hắn hướng lên tay mình rạch mạnh một cái, da thịt nứt ra, máu chảy như suối. Nhưng chiếc phù văn nhỏ thứ hai ở trong cơ thể lưu chuyển, lập tức liền có một luồng lực lượng huyền ảo vô danh vọt tới, nhanh chóng phủ bằng miệng vết thương. Da thịt trắng nõn bóng loáng, dường như chưa từng bị thương. Chu Hằng trầm ngâm, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình vừa rồi. Phù văn nhỏ vận chuyển là cần linh lực duy trì, nhưng so với thiêu đốt tinh huyết để trị thương, cái giá phải trả này liền nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ không tính đến. Không trách khi huyết hà lão tổ thương nặng mới lành lại ở vào lúc suy yếu nhất, hóa ra linh lực của hắn toàn bộ dùng để tổ hợp phù văn chữa thương. Chu Hằng trước tiên bất chấp tất cả, tận khả năng hoàn thiện phù văn thứ hai này. Từ hai mảnh vỡ phù văn đến 3, 4, 5, mãi cho đến gần 30 cái. Hắn ngừng lại một chút. Phù văn nhỏ thứ hai này khi tổ hợp chính xác không hề có lực sát thương, chỉ có thể dùng để trị thương, khôi phục sức sống. Nhưng tổ hợp sai lầm lại giống như phù văn thứ nhất, sẽ bộc phát ra lực sát thương khủng bố. Hơn nữa mục tiêu sát thương là chính mình. Phù văn thứ hai có thể xưng là phù văn trị liệu, nếu là cái thứ nhất. Bởi vì lực sát thương thật lớn, có thể xưng là phù văn công kích. Trong lòng Chu Hằng đột nhiên có ý tưởng, hắn dùng phù văn trị liệu vận chuyển quanh mình, lại thử tổ hợp phù văn công kích. Bùng! Cả cánh tay phải của hắn đều bị nổ tung, ngay cả ngực phải đều bị lan đến. Nhưng ngay lúc đó phù văn trị liệu đã phát động, bảo hộ những khí quan trọng yếu của hắn như là nội phủ. Lấy ra một viên hồi xuân đan nuốt vào, Chu Hằng tiếp tục vận chuyển phù văn trị liệu. Miệng vết thương lập tức nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Phương pháp này khả thi. Chu Hằng tiếp tục tổ hợp phù văn nhỏ thứ nhất có tính công kích. Có phù văn trị liệu bảo mệnh, lá gan hắn lớn hơn rất nhiều. 28, 29, 30, 41, Chu Hằng lại ngừng lại. Không có biện pháp tiếp tục nữa, năng lực bảo mệnh của phù văn trị liệu đã không theo kịp lực phá hoại của phù văn công kích. Nếu hắn còn tiếp tục, tuyệt đối là bị phù văn công kích trực tiếp đánh nát, ngay cả phù văn trị liệu cũng không bảo vệ được hắn. Đáng tiếc, không thể vận chuyển phù văn trị liệu khi nghiên cứu phù văn trị liệu. Nếu không hai loại hỗ trợ lẫn nhau, hắn có thể trực tiếp đem phù văn trị liệu hoàn toàn tổ hợp ra. Hiện tại phù văn trị liệu tổng cộng có 27 mảnh vỡ phù văn, mà phù văn công kích thì nhiều tới 41 cái. Đã là rất cường đại rồi. Ít nhất phù văn công kích này tuyệt đối lên được cấp bậc, bởi vì cho dù với trình tự linh lực của Chu Hằng hiện tại lại thêm có phù văn trị liệu đều suýt nữa liền bị một đòn liền nát. Hắn tự tin cho dù Nhật Diệu Vương bị hắn bất ngờ không kịp đề phòng đánh một cái, không chết cũng chóc một lớp ra. Chỉ là kỳ quái là, vì sao khi hắn vận chuyển phù văn hiện ra là màu vàng chứ? Nhân Uẩn Thiên Kinh của Hoặc Thiên là màu hồng phấn, mà Huyết Hà Thiên Kinh là màu máu. Cái này vào lúc Hoặc Thiên hoặc Huyết Hà lão tổ vận chuyển đều nhìn thấy rõ rành rành. Vì sao đến trên người hắn liền toàn bộ biến thành màu vàng chứ? Kỳ quái. Không nghĩ ra thì thôi, dù sao cũng chỉ là màu sắc mà thôi, chỉ cần uy lực không giảm là được rồi. Chu Hằng đối với tiến cảnh của mình vẫn là tương đối hài lòng. Thời gian hiện tại đã không đủ cho hắn tiếp tục nghiền ngẫm phù văn nhỏ thứ ba. Hắn liền dứt khoát xuất quan, gọi con lừa đen lại lên thuyền rượu ăn uống một trận, rất nhanh liền tới cái ngày Thiên Bảo Các bắt đầu bán đấu giá. Hắn và con lừa đen ra khỏi khoang thuyền, khi đi tới trên boong thuyền vừa khéo nhìn thấy Liên Hữu Hạo và Liên Tĩnh Hương, cũng đang đứng ở đó. Chu huynh, Liên Tĩnh Hương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền lộ ra vẻ áy náy. Thật xin lỗi, quên đi báo cho người một tiếng. Hôm nay hội đấu giá tương đối nhiều người. Cho nên một tấm thẻ thông hành chỉ có thể mang thêm một người. Các ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Chu Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ. Hóa ra hai người của Liên gia này cũng muốn đi hội đấu giá, nhưng bọn họ lại cho là mình muốn thơm lây, theo bọn họ cùng đi. Liên Hữu Hạo lộ ra một tia không vui. Hắn thấy Chu Hằng cho dù quy thuận Liên gia cũng chỉ là một hạ nhân, một thực khách, chủ nhân làm việc nào cần khách khí với tôi tớ.
thái độ của Liên Tĩnh Hương bày ra quá thấp, thật là có tổn hại uy nghiêm của gia tộc. Tuy nhiên hắn lòng dạ sâu, vẻ không vui này chỉ thoáng hiện liền bị hắn giấu đi, dù sao Chu Hằng quả thật là một nhân tài đáng giá mời chào. Ha ha ha, không sao, ta chỉ đi nhờ thuyền, mượn Lưu Vân toa của các ngươi đi qua xem, có lẽ còn có thể mua chút đồ vật. Chu Hằng nói, hội đấu giá là hội đấu giá, buôn bán bình thường của Thiên Bảo các cũng sẽ không bởi vì hội đấu giá mà dừng lại. Liên Tĩnh Hương đối với năng lực của Chu Hằng vẫn là hết sức coi trọng, trong nháy mắt này đều có xung động đem vị trí của mình nhường cho Hương Hương. Chỉ là nàng biết điều này khẳng định sẽ không đạt được sự đồng ý của Liên Hữu Hạo. Chu Huynh, thật sự rất xin lỗi. Nàng nghiêm mặt nói. Lúc này Chu Hằng đều thấy có chút ngượng ngùng, lát nữa hắn cũng đường hoàng tiến vào phòng đấu giá chẳng phải là sẽ bị nàng lừa nguýt, mà chết. Vẫn là khiêm tốn một chút, chờ bọn họ tiến vào trước mình mới vào thôi. Hắn cũng không muốn làm mình quá mức rêu rao. Liên Hữu Hạo gọi ra Lưu Vân Toa, ba người một lường ngồi lên. Vù một cái, phi toa bắn ra, chỉ mấy phút sau liền vượt qua khoảng cách xa xôi, đi tới gần một chiếc tinh thuyền siêu cấp lớn. Tinh thuyền của Liên gia đã xem như là hết sức khổng lồ, nhưng so với tinh thuyền cấp bậc quái vật lớn này lại ngay cả sách giày cũng không xứng. Ít nhất phải 100 tinh thuyền của Liên gia cộng lại một chỗ mới có thể so với chiếc này. Thể tích của tinh thuyền khi đạt tới mức độ nhất định, cứ gia tăng một phần tiêu hao đối với tài liệu, nhiên liệu đều tăng lên rất nhiều. Toàn bộ tiên giới thế lực có thể làm ra tinh thuyền khổng lồ như vậy, tuyệt đối không nhiều. Lưu Vân Toa lại nhoáng lên một cái liền xuất hiện, ở trên bong chiếc tinh thuyền khổng lồ này. Ba người một lửa xuống dưới, Liên Hữu Hạo liền đem Lưu Vân Toa thu vào. Lúc này liền có một người hầu áo xám đi tới, nói. Bốn vị, các ngươi là tới tham gia hội đấu giá sao? Ừ. Liên Hữu Hạo gật gật đầu, từ trong tay áo đưa ra một tấm thẻ. Hắn đã sớm nộp tiền ký quỹ, cũng xem như là kẻ tiền của dồi dào. Hai vị này, người hầu áo xám kia nhìn về phía Chu Hằng và con lửa đen. Chỉ có một tấm thẻ thông hành, nhưng bọn họ lại có bốn người, còn thiếu một tấm. Chúng ta chỉ là xem. Chu Hằng cười cười, cũng không đem tấm thẻ khách quý trong pháp khí không gian kia ra. Người hầu áo xám gật gật đầu, cười nói. Mời quý khách tùy tiện xem. Lại hướng về Liên Hữu Hạo và Liên Tĩnh Hương nói. Hai vị mời đi theo ta. Hắn dẫn hai người Liên ra vào trong tinh thuyền, cũng không biết rẽ đông quẹo tây đi đâu mất. Chu Hằng thì không hoảng không vội, cách bắt đầu buổi đấu giá còn có một giờ, nguyên bản hắn ra ngoài sớm, như vậy là muốn dùng thân thể trực tiếp vượt qua hư không mà tới, nhưng sau khi đi nhờ thuyền lại sớm hơn rất nhiều. Trên boong thuyền không có bao nhiêu người, hơn nữa cũng không nhìn thấy cảnh tượng gì. Một vùng hư không tối đen như mực, sau đó là một đống lớn tinh thuyền như sao điểm xuyết. Mới nhìn có chút rung động, nhưng thời gian dài cũng vẫn là như vậy. Chu tiểu tử, chúng ta mau vào đi. Con lửa đen không ngừng thúc giục. Hội đấu giá này đương nhiên đều là bảo bối, vừa nghe tới hai chữ bảo bối con lừa đê tiện này liền nóng ruột. Đợi thêm lát nữa. Chu Hằng vẫn không vội, lúc này tiến vào cũng là chờ, còn không bằng ở bên ngoài thanh tĩnh hơn. Trong khi bọn họ chờ đợi, không ngừng có khách tới. Chu Hằng cũng nhìn thấy rất nhiều nhân vật cường đại, có mấy người vừa bước lên tinh thuyền, cả thân thuyền đều run lên một hồi, dường như không chịu nổi nhân vật như vậy phải vỡ nát. Đó tuyệt đối không phải là cường giả sáng thế cảnh. Chu Hằng từng ra mắt sáng thế đế. Càng đã thấy chiến đấu cấp bậc sáng thế đế, mặc dù không được lợi gì, nhưng hắn lại rõ ràng hơi thở lực lượng cấp bậc sáng thế cảnh. Mấy người này mạnh là mạnh, nhưng còn không đến cái loại tầng thứ đó. Hẳn là cường giả thăng hoa cảnh. Hội đấu giá lần này phòng trừng còn không hấp dẫn được nhân vật sáng thế cảnh. Cái loại hội đấu giá cấp bậc cao nhất đó hẳn là cử hành trong Tuyệt Tiên Thành. Nhưng cường giả thăng hoa cảnh đến, nếu là bọn họ muốn mua món bảo vật này, những người khác dám tranh với bọn họ sao? Không sợ vừa rời khỏi tinh thuyền liền bị bọn họ làm thịt. Lại tưởng tượng, ngay cả cường giả thăng hoa cảnh đều bị hấp dẫn tới, hội đấu giá lần này tuyệt đối có cái để xem. Hơn nữa, cố hồn đan hắn buổi đấu giá chính là đối với cường giả thăng hoa cảnh, võ giả nhật diệu cảnh căn bản không dùng được. Nếu là những đại lão này không tới lại làm sao có thể bán ra giá cao chứ? Đến đi, đến thêm mấy người, đem giá của cố hồn đan xào lên cao. Qua hơn 40 sau, Chu Hằng mới nói với con lửa đen. Đi, chúng ta nên đi vào. Đã sớm nói với ngươi rồi. Con lửa đen vội muốn chết. Bọn họ đi tới cửa khoang, khéo chính là, tiếp khách bên đó chính là người hầu áo xám lúc trước. Bởi vì nhận ra Chu Hằng và con lửa đen, hắn tự nhiên cũng không tiến lên chào hỏi, chức trách của hắn hôm nay chính là chiêu đãi khách quý đến hội đấu giá. Nhưng hắn lại phát hiện Chu Hằng, và con lửa đen không ngờ đứng ở trước mặt hắn không đi, khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Khách quý, phiền toái nhường một chút. Các ngươi chặn tầm mắt của ta. Nói gì thế, mắt chó coi thường người. Chúng ta muốn đi hội đấu giá. Con lửa đen kiêu ngạo vênh váo nói. Người hầu áo xám vừa nghe, không khỏi lộ ra một tia tức giận.
một người một lửa này lại không có thẻ thông hành, đây không phải là tỏ rõ muốn tới gây rối sao? Thật có lỗi, ta vừa rồi không nghĩ ra, thẻ thông hành không có lại có một tấm thẻ khách quý. Chu Hằng ngăn cản con lừa đen làm ồn ào. Con lừa đê tiện này chỉ biết trêu chọc cửu hận cho hắn, đem tấm thẻ khách quý kia trong pháp khí không gian lấy ra. Người hầu áo xám vốn đã chuẩn bị nổi giận, gọi người tới đuổi hai kẻ quấy rối này. Nhưng khi nhìn thấy thẻ khách quý, khí thế của hắn lập tức như bóng xì hơi. Cầm thẻ khách quý chính là khách tôn quý nhất của Thiên Bảo Các, nếu hắn dám bất kính đối với khách quý là sẽ bị nghiêm trị. Hắn trong lòng mắng thầm Chu Hằng giả ngu, trêu chọc nhân vật nhỏ như hắn có ý tứ sao. Nhưng trên mặt hắn lại không dám biểu lộ ra chút nào, ngược lại lộ ra tươi cười đầy mặt. Khách nhân tôn quý, xin theo ta. Tiểu nhân, con lừa đen thè cái lưỡi thật dài, khinh thường một câu, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, đủ cho người hầu áo xám nghe thấy rõ ràng. Người hầu áo xám đó mặt đều tái. Tại sao lại có con lừa đê tiện như vậy? Rõ ràng là bọn họ trêu người, làm sao ngược lại là chính mình thành tiểu nhân? Hắn đen mặt đem Chu Hằng và con lừa đen tới một gian phòng bao, sau khi mời một người một lừa vào, chạy đi như chạy nạn. Con lừa đen không khỏi cười to. Con lừa, ta có từng nói qua ngươi rất đê tiện hay chưa? Phòng đấu giá này vô cùng to lớn. Nếu để Chu Hằng nói, nó càng giống như một cái đấu thú trường. Phía dưới là ghế bình thường, gần như đã ngồi kín người, đen nghịt đều là đầu người, ít nhất cũng có vạn người. Bắt đầu từ tầng 2 thì đều là phòng riêng, tổng cộng có 5 tầng. Nhưng số người có thể chứa khẳng định không bằng khoang thuyền giống như là quảng trường ở dưới kia. Chu Hằng ở vào tầng thứ 4, không trên không dưới. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong đám người phía dưới nhìn thấy Liên Tĩnh Hương và Liên Hữu Hạo. Nhưng bởi vì phòng riêng là có trận pháp bảo hộ, người phía dưới căn bản không thể nhìn thấu, cũng không thể dùng thần thức thẩm thấu. Hai người Liên gia lại không hề phát giác Chu Hằng cũng tới, còn ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Kỳ thật phòng bao này đủ chứa 10 người. Con lừa đen ngồi trong một chiếc ghế bành. Tứ chi duỗi ra, bộ dạng rất lưu manh. Chu Hằng cười nói. Như vậy ngươi có thể gọi bọn họ đi lên. Phì. Lão chó kia mắt chó coi thường lừa, bổn tạo mới không làm vậy. Con lừa đen lập tức giơ giơ móng. Chu Hằng cũng không nghĩ, tới tay cầm thẻ khách quý không ngờ có thể được mời vào phòng bao, càng không biết phòng này rồi lại lớn như thế. Bằng không hắn cũng không ngại gọi đám người Liên Tĩnh Hương cùng tới. Dù sao hắn cũng là đi nhờ tinh thuyền của Liên gia mới tới được. Dù sao là thiếu Liên gia một cái ân tình. Tuy nhiên lúc trước hắn đã nói dối, nếu hiện tại lại đi mời hai người của Liên gia, chỉ sợ hai bên đều sẽ khó coi. Tuy nhiên phòng bao so với phía dưới trừ rộng mở hơn một chút, cũng không có khác biệt gì lớn, lại không phải là ở dưới không mua được đồ. Cứ vậy đi. Ngồi ở tầng thứ 6 trên cùng này hẳn đều là cường giả thăng hoa cảnh, Chu Hằng dựa vào hắc kiếm đề cao thần thức, mơ hồ phát giác đến vài luồng hơi thở mạnh mẽ mà khó hiểu. Tuy nhiên tầng thứ 6 này nhiều nhất chỉ có 11 phòng có người vào, đại bộ phận ngược lại là trống. Phòng trống này cũng chỉ có thể để trống, vị trí đó liền đại biểu cho một loại địa vị, cũng không phải là có thể khiến người tùy tiện tiến vào. Dù cho Thiên Bảo Các nguyện ý, người khác lại dám tiến vào sao? Không sợ mấy cường giả thăng hoa cảnh đó dưới cơn giận dữ đập chết mình. Tuy nhiên có thể ở trong phòng bao liền đại biểu, cho một loại khẳng định đối với địa vị. Không bao lâu liền có một thị nữ mỹ mạo tiến vào, đưa tới hoa quả và rượu ngon, đều là giá trị không rẻ. Ở Tây Hợi Thành lại càng là thứ có tiền cũng không mua được. Con lừa đen nhìn chằm chằm vào váy của thị nữ kia, lộ ra vẻ ý động, nói. Tiểu cô nương, bổn tạo cho ngươi một khối tiên thạch, ngươi đem váy cởi ra. Con lừa lưu manh. Thị nữ kia sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa liền cho con lừa đen một cái bạt tai, chật vật mà đi. Con lừa đen chớp chớp hai mắt to lớn, có vẻ vô tội. Nó lưu manh chỗ nào? Nó chỉ là coi trọng cái váy kia, còn không tiếc lấy ra một khối tiên thạch để mua mà. Đối với con lừa đê tiện nhỏ mọn đến cực điểm này mà nói. Có thể lấy ra một khối tiên thạch đã là trong lòng đang dỉ máu rồi. Chu Hằng không khỏi cười ha hả. Con lừa này vừa gặp mặt liền bảo tiểu cô nương người ta cởi quần áo, ai không coi nó là lưu manh mới quái. Nhưng hắn lập tức liền buồn bực, bởi vì hắn và con lừa đen là đi cùng nhau, con lừa đê tiện bị coi là lưu manh, hắn cũng chưa chắc trên mặt có ánh sáng. Thanh danh của ta đều mất hết ở trên người ngươi. Hắn thở dài nói, phi, bổn tạo chính là điềm lành thiên địa, ngươi đi theo bổn tạo đó là phúc khí của ngươi. Sẽ được thiên địa chiếu cố. Con lừa đen ra mặt dày người thường không thể sánh bằng. Trong lúc nói chuyện, hội đấu giá phía dưới rốt cuộc bắt đầu. Nơi này thật sự gần như đấu thú trường. Đài đấu giá cũng không phải ở cuối khoang thuyền mà là ở vị trí chính giữa. Vật phẩm đấu giá thì trực tiếp từ phía dưới đưa lên. Phụ trách chủ trì bán đấu giá là một lão già 60, râu tóc bạc trắng, bộ dạng già đến bất cứ lúc nào đều sẽ một chân vào quan tài. Nhưng lập tức có người nhận ra thân phận của lão già này.
Trong tiếng trao đổi khe khẽ, tất cả mọi người đều biết lão già này là ai. Đây là một vị thăng hoa hoàng, tên là Lý Minh Động. Thăng hoa hoàng. Ba chữ này đủ để chấn cho tất cả mọi người đều không thể thẳng sống lưng, ai dám sằng bậy. Các ngươi đại khái cũng đều biết lão phu là ai rồi, lão phu liền không tự giới thiệu nữa. Lý Minh Động tươi cười, thanh âm tuy rằng không cao, lại không hề chắc trở truyền đến mỗi một góc. Rõ ràng đến như ở trước mặt mỗi người nói chuyện vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay vật đấu giá tương đối nhiều, lời thừa liền không nói nhiều nữa, lập tức bắt đầu bán đấu giá. Hắn dùng ngón tay gõ trên đài đấu giá một cái, nền đất bên cạnh lập tức hiện ra một lỗ, một nữ nhân áo trắng mỹ mạo từ dưới dâng lên, trong tay nâng một cái mâm ngọc, trong mâm bày một chiếc bình thuốc. Trước lấy món đồ tốt ra, ánh mắt của Lý Minh Động nhìn về phía tầng thứ 6, chậm rãi nói, đây là một viên cố hồn đan. Tác dụng như thế nào, chắc là mấy vị lão huynh cũng rõ ràng. Lão phu chỉ bổ sung một câu, trải qua dược sư bản các giám định nhiều lần, đây là một viên cố hồn đan cực phẩm. Cực phẩm. Oanh. Lập tức có vài luồng thần ý vô cùng mạnh mẽ đảo qua. Chỉ cần bị thần ý đó đảo qua, cho dù Nhật Diệu Đế đều có loại cảm giác toàn thân trần trụi, dường như tất cả bí mật của mình đều không trốn vào đâu được trước mặt những thần ý này. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết cố hồn đan là cái gì. Nhưng chỉ cần biết cường giả thăng hoa cảnh nghe thấy cái tên cố hồn đan không ngờ, lại thần ý thất thủ là, có thể đoán ra cố hồn đan này tất nhiên vô cùng quý báu. Nhưng bọn họ lại không biết, cường giả trong 11 phòng bao tầng thứ 6 đã trong nháy mắt trao đổi rất nhiều, đều muốn cho người khác không nên tranh đoạt viên cố hồn đan này với mình. Gia cố thần hồn, pháp tướng bất diệt, đây là thứ có thể cứu mạng. Thăng hoa cảnh tuy rằng còn không phải mạnh nhất tiên giới, nhưng cường giả sáng thế cảnh lại có thể có mấy người. Thăng hoa cảnh đã đủ trâu bò. Còn sống chính là một cái uy hiếp, có thể bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy. Ra giá đi, giá khởi điểm 1 vạn tiên thạch thượng phẩm. Lý Minh Động thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một luồng lửa nóng. Nếu không phải là thân phận đặc biệt, hắn đều muốn gia nhập đấu giá. 1, 2 vạn, 1, 5 vạn, 1, 9 vạn. Trong phòng bao tầng 6, tiếng tăng giá nối liền không dứt. Mấy vị đại nhân vật này tranh nhau, những người khác cho dù có nhiều tiên thạch đến mấy lại dám tranh với bọn họ sao? Đương nhiên, nếu là gia tộc đủ châu bò, vậy thì danh thôi. Tuy nhiên đây mới là vật phẩm đấu giá thứ nhất của ngày hôm nay, ai cũng không muốn vừa lên liền biến cho hỏa khí quá lớn. 2, 3 vạn, 2, 4 vạn, hỏa huynh, nể mặt lão phu một chút, thế nào? 2, 5 vạn, hừ, vì sao chư huynh không nể mặt lão phu, nói không chừng phía sau còn có viên cố hồn đan thứ hai đấy. 2, 6 vạn, hỏa huynh sao không chờ viên thứ hai chứ? 2, 7 vạn, 2, 8 vạn, 2, 9, 3 vạn. Sau khi gọi lên 4 vạn, cuối cùng không có người ra giá nữa. Tiên thạch của nhà ai cũng không phải là gió lớn thổi tới, hơn nữa còn là tiên thạch thượng phẩm. Cố hồn đan tuy rằng quý báu, nhưng dù sao vẫn chỉ là đan dược thất phẩm, hơn nữa cũng không phải là trừ bỏ chỗ này liền không có chỗ để mua. Nó quý là quý ở hai chữ cực phẩm, nhưng nói đến phải bỏ ra giá lớn 4 vạn tiên thạch thượng phẩm trở lên, thì quá không đáng. Vật đấu giá thứ nhất liền bán ra giá cả cao như thế, nhiệt tình của tất cả mọi người dường như đều bị đốt cháy. Bởi vậy tuy rằng mấy món đồ bán đấu giá kế tiếp không quý không hiếm, nhưng vẫn bán ra giá cao tương đối. Chu Hằng lại rất không vui. Cố hồn đan đặt ở thứ nhất bán đấu giá, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá của nó. Tuy nhiên, hắn xoay chuyển ý nghĩ, 4 vạn tiên thạch thượng phẩm cũng đủ nhiều rồi. Hắn mua nguyên liệu cũng chỉ bỏ hơn 90 vạn tiên thạch hạ phẩm, đổi ra xấp xỉ là 9.000 tiên thạch thượng phẩm. Hơn nữa còn tổng cộng luyện chế ra 3 viên. Dựa theo giá mỗi viên đều là 4 vạn tiên thạch thượng phẩm mà tính, như vậy tổng cộng có thể đạt được 12 vạn tiên thạch thượng phẩm. Hồi báo 1 so với 10 mấy. Mấu chốt là hắn căn bản không cần tiêu hao tinh lực gì, hết thảy đều là do hỏa thần lô làm thay, tiền này tới thật sự dễ dàng. Luyện đan quả nhiên kiếm tiền. Nhưng suy tính, đến đan dược thất phẩm ở trong tay dược sư khác chỉ có tỷ lệ thành đan 20%, trên lý thuyết chi phí chính là 15.000 tiên thạch thượng phẩm. Cực phẩm cũng chỉ bán 4 vạn, kỳ thật không đắt. Kế tiếp là một tảng đá. Lý Minh Động vẫy vẫy tay, một gã thị nữ đem mâm để lên đài đấu giá, lật mở vài gấm phủ ở trên, phía dưới quả nhiên là một tảng đá, cỡ cũng chỉ bằng nắm tay. Toàn thân đỏ thẫm, bề ngoài không hề bằng phẳng chút nào, góc cạnh rõ ràng. Trong tảng đá này ẩn chứa uy lực ngọn lửa rất cường đại, ít nhất cụ thể có tác dụng gì lão phu cũng không rõ ràng. Giá khởi điểm 500 tiên thạch trung phẩm. Hắn đưa tay ra, làm động tác mời mọi người ra giá. Tuy rằng 500 tiên thạch trung phẩm không đắt, nhưng ai cũng sẽ không tiêu tiền lung tung.
Thanh âm của Lý Minh Động chấm dứt ít nhất 10 giây sau, lúc này mới có người gọi ra giá thấp nhất. Tiểu tử, mau đem khối hỏa thạch này mua lại. Trong đan điền, hỏa thần lô đột nhiên hết sức kích động nói. Làm chi? Trong tảng đá này có chứa một tia thiên địa dị hỏa, bổn tạo cần. Hỏa thần lô nếu là có tay, tuyệt đối sẽ bóp cổ Chu Hằng phun nước miếng đầy mặt hắn. Cái lò đan này lúc trước nói, nó thích ăn dị hỏa. Nhưng từ bộ dạng kích động của nó hiện tại mà xem, đây không đơn giản là thích ăn như vậy, mà là một loại nhu cầu bản năng. Cũng giống như hấp dẫn của kim loại bậc cao đối với huyết mạch phệ kim tộc của Chu Hằng vậy. Lò à, nói lời thật, ngươi cần dị hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hằng hỏi. Hiện tại hỏa thần lô nhưng là sống nhờ trong đan điền của hắn. Nếu là nó đột nhiên phun ra một luồng dị hỏa, hắn chẳng phải là gặp tai ương. Bên kia, Lý Minh Động đã bắt đầu đếm ngược. Hỏa thần lô sốt ruột, vội vàng nói. Bổn tạo là thái dương tinh kim, dị hỏa có thể cho bổn tạo tiến hóa. Hơn nữa, bổn tạo tiêu hóa tảng đá này, có thể ra tay giúp ngươi thêm một lần. Mới một lần. Một lần đã không tệ rồi. Trong hỏa thạch này cũng chỉ có một chút xíu dị hỏa như vậy, sau khi bị bổn tạo tiêu hóa, nhiều nhất chỉ còn lại tàn hỏa ra tay một lần. Được rồi. Chu Hằng hiểu, tiền thân của hỏa thần lô này là một khối thái dương tinh kim, chỉ là bởi vì bị ngọn lửa rèn luyện đủ kiểu mới sinh ra thần trí. Dị hỏa này có thể khiến nó tiến hóa hẳn là không giả. 1000, hắn rốt cuộc dành trước khi Lý Minh Động ba chủy định âm ra giá. 1500, người thứ nhất ra giá rất không vui. Hắn cũng chỉ là ôm ý tưởng thu thập một chút, cũng không có ý tứ nhất định phải giành được. Nhưng ai bảo Chu Hằng sớm không ra giá muộn không ra giá, cứ phải trong nháy mắt trước khi ba chủy định âm ra giá, đây là đùa hắn sao? 2000, Chu Hằng thuận miệng nói. 3000, 5000, sau khi nâng đến 5000, người kia liền không ra giá nữa. Đem một tảng đá rác rưởi xào lên đến giá cao như vậy, cơn giận của hắn cũng trút ra gần hết. Chu Hằng cũng rất hài lòng. 5000 tiên thạch trung phẩm liền có thể cho hỏa thần lô ra tay một lần, kiếm lớn. Hỏa thạch cũng không lập tức đưa tới, phải đợi sau khi tất cả vật phẩm đấu giá đều chấm dứt mới có thể tiến hành giao hàng. Thiên Bảo Các cũng không cần lo lắng sẽ có người quỵt nợ. Dù sao mọi người đều nộp tiền ký quỹ, ai quỵt nợ chẳng những chịu thiệt một khoản, ngày sau cũng sẽ bị Thiên Bảo Các cho vào sổ đen, đừng mơ lui tới với Thiên Bảo Các nữa. Bán đấu giá vẫn đang tiếp tục, đưa lên mấy món bảo vật cấp bậc Nhật Diệu Cảnh, gây ra một đợt tranh giành điên cuồng. Mọi người đến nơi này chính là vì Hóa Long Cửu Trảm của Vũ Văn Kiếm, mà khăng khăng vị đại năng này cường đại đến thái quá, đạo trường chết không biết bao nhiêu năm để lại còn có uy lực lớn lao, chỉ có thể cho phép cao nhất võ giả Nhật Diệu Vương tiến vào. Điều này khiến cho bảo khí của Nhật Diệu Cảnh trở nên vô cùng quý báu, bán ra giá cao hơn nhiều so với bình thường. Chu Hằng cũng rất là động lòng, nhưng hắn vẫn là Nguyệt Minh Đế, cho dù lấy được tiên khí Nhật Diệu Cảnh cũng không thể phát huy ra uy lực vốn có, cái này thuần túy chỉ là xài tiền lung tung. Mục tiêu của hắn hiện tại là mua thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Kế tiếp là một thanh thần binh, chính là tiên thương cấp bậc thăng hoa cảnh. Lý Minh Động bình thản nói. Cái gì? Thần binh cấp bậc thăng hoa cảnh? Nói đùa à, mọi người đều biết sự quý báu của tiên khí, lúc trước những tiên khí Nhật Diệu Cảnh kia đều bán ra giá hơn vạn tiên thạch thượng phẩm. Nhưng mấu chốt là tiên khí thăng hoa cảnh không nên bán đấu giá ở lại trường hợp này. Quý báu là quý báu, nhưng cũng không cần gấp. Hơn nữa, có vị Nhật Diệu Vương nào có thể thúc giục tiên khí thăng hoa cảnh? Bán là khẳng định có thể bán được, nhưng nếu nói bán ra giá cao thế nào lại là không quá có khả năng. Loại tiên khí này nên đặt ở tiên thành tiến hành bán đấu giá. Mời đến hơn 100 cường giả thăng hoa cảnh, như vậy khẳng định sẽ đưa tới tranh đoạt điên cuồng. Thị nữ bưng lên một cái mâm, vạch trần gấm lụa màu đỏ phía trên. Ặc, tất cả mọi người đều phát ra tiếng cảm thán bừng tỉnh đại ngộ. Không trách được sẽ có một món pháp khí thăng hoa cảnh bán ra, hóa ra là đã hư hỏng. Trong mâm quả thật có để một thanh trường thương màu xanh, nhưng đã gãy thành năm đó. Cho dù thứ này thật sự là tiên khí thăng hoa cảnh thì lại thế nào? Cái gọi là phượng hoàng trụ lông không bằng gà. Hiện tại thanh thương gãy này nhiều nhất chỉ có thể nói là ẩn chứa một chút tài liệu thăng hoa cảnh mà thôi. Mọi người đều có một loại cảm giác mắc mưu, nhưng Lý Minh Động chính là thăng hoa hoàng, ai lại dám lên tiếng chỉ trích lão già này gạt người. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thanh trường thương này nếu như dung luyện lại lần nữa, vẫn là có thể chiết xuất ra tài liệu tương đương quý báu. Đương nhiên, so với tiên khí thì giá trị bản thân tài liệu kém hơn rất nhiều. Giá khởi điểm 500 tiên thạch thượng phẩm. Lý Minh Động tuyệt đối không phải là một đấu giá sư hợp cách, căn bản không biết điều động không khí để kích thích ham muốn mua sắm, và lòng hiếu thắng của mọi người, tác dụng càng lớn của hắn là chấn tràng. 500 tiên thạch thượng phẩm tương đương với 5 vạn tiên thạch hạ phẩm. Ngẫm lại võ giả Nguyệt Minh Cảnh, của Dương gia một tháng chỉ có thể đạt được 2 khối tiên thạch hạ phẩm,
là có thể biết được chênh lệch giàu nghèo của tiên giới to lớn biết bao. 700, 800, 1000, tuy rằng đây là một thanh tiên khí thăng hoa cảnh đã gãy, nhưng bản thân tài liệu cũng là tương đương đáng giá. Ít nhất 3000 tiên thạch trung phẩm trở xuống mua được khẳng định là kiếm lời, nhưng giá cao hơn thì khó mà nói. Dù sao ai cũng không biết có thể từ trong thanh thương gãy này rút ra bao nhiêu tài liệu. Trong quá trình luyện chế, có một số tài liệu cao cấp là dùng một lần, không thể tuần hoàn lợi dụng. Chu Hằng lại là tim đập thình thịch. Hắn khác với người khác, hắn có huyết mạch phệ kim tộc, có năng lực cắn nuốt kim loại để cao thể chất. Một món tiên binh thăng hoa cảnh, có thể đem thể chất của hắn tăng lên một tầng thứ. Thể chất tăng lên, chẳng những gia tăng năng lực bỏ mệnh của hắn hơn nữa, còn có thể lại thử tổ hợp phù văn. Bởi vì hắn càng không dễ chết. Hắn quyết định ra tay. 5.000. Giá của thanh tiên khí này rất nhanh liền xào lên tới 5.000 tiên thạch thượng phẩm. Đáng tiếc, nếu là không hỏng, cho dù đắt hơn 100 lần nữa cũng chưa chắc có thể mua được. 6.000, Chu Hằng gia nhập đấu giá. Vượt qua 3.000 liền quá đắt, tuyệt đại bộ phận người đã từ bỏ, người hiện tại còn đang ra giá đếm trên đầu ngón tay. 6.200, 6.300, 6.400, Chu Hằng vừa dứt lời lập tức liền có 3 người tranh nhau tăng giá, cũng không biết là bọn họ có chú ý gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Chu Hằng là muốn cắn nuốt món tiên khí này. Có lẽ có người muốn chữa trị món tiên binh này, có lẽ có người muốn nghiền ngẫm trận văn phía trên nếu như còn có thể bảo tồn lại. Chu Hằng không quan tâm người khác có chú ý gì, nếu món tiên binh này cũng không đưa tới quá nhiều người chú ý, như vậy hắn liền nhất định phải được. Hắn hiện tại còn có hạn ngạch 4 vạn tiên thạch thượng phẩm, đủ cho hắn tiêu xài. 7.000, hắn nói với vẻ tiền của dồi dào. 7.100, 8.000, Chu Hằng tăng giá càng nhanh. Người khác vừa báo một giá, hắn liền trực tiếp lại thêm 1.000. Đồ phá của, không ít người đã đang nói thầm trong lòng. Đấu giá cũng chú trọng kỹ xảo và tâm lý. Như Chu Hằng khí thế hùng hổ, có khả năng dọa ngã đối phương, nhưng cũng có khả năng khơi dậy đối phương bắn ngược, tranh một hơi mà hao tổn. 8.100, 9.000, 9.100, 1 vạn. Chu Hằng mặt không đổi sắc. Tiên thạch ở trong mắt hắn cũng chỉ là con số mà thôi. Hắn cũng không cần tiên thạch, chỉ cần dùng tiên thạch để đổi đồ vật hắn cần. Sau khi Chu Hằng đưa ra giá cao 1 vạn, mấy đối thủ cạnh tranh kia đều là cờ rủ chống lặng. Nếu nói quan sát trận văn trên tiên binh, cái này còn có trận văn để lại hay không cũng là một vấn đề. Mà nói muốn chữa trị, ai có thể cam đoan có thể thành công. Tiêu tốn mấy ngàn tiên thạch chỉ xem như thử vận may, nhưng giá cao hơn thì thiệt thòi. Ba chủy định âm, Chu Hằng lại thành công mua được một món đồ tốt, ít nhất đối với hắn mà nói là như thế. Đấu giá tiếp tục, con lừa đen cũng không chịu tịch mịch, thừa dịp Chu Hằng không chú ý gọi giá mấy lần. Phần lớn lại bị người vượt lên, nhưng vẫn là có mấy lần không người tăng giá nữa, bị ép mua vào. Không nên sằng bậy. Chu Hằng nói, hắn còn muốn giữ tiền để mua đồ tốt có thể xuất hiện sau này. Cho bổn tạo mua thêm một món. Con lừa đen có kẻ mặc cả. Người mua hai món, lừ đại gia cũng muốn mua hai kiện. Con lừa đê tiện này thật sự là không muốn chịu thiệt một chút nào. Chu Hằng lắc đầu nói. Người còn ra giá lung tung ta liền bịt miệng ngươi lại, cho ngươi 1.000 năm không nói được. Chu tiểu tử, ngươi cũng quá tàn nhẫn chứ hả? Con lừa đen sợ. Nó một là tham lam keo kiệt, hai là miệng không chịu nhàn rỗi. Bắt nó không nói được quả thật như lấy mạng của nó. Vậy kế tiếp nếu là nhìn thấy đồ tốt, ngươi phụ trách ra giá. Chu Hằng lùi một bước. Được. Con lừa đê tiện này lại mặt mày hớn hở. Sau khi lại là mấy món bảo vật cấp bậc nhật diệu cảnh bán đấu giá, Lý Minh Động lấy ra một trang giấy cổ xưa, nói. Đây là một tờ đan phương thất truyền. Có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm thông địa đan, trợ giúp tu giả thăng hoa cảnh đề cao lĩnh ngộ. Đan dược thất phẩm. Đừng quản đan dược tác dụng thế nào, có thể liệt vào đan dược thất phẩm nghĩa là tuyệt đối quý báu. Mà đan phương thất truyền lại càng vô cùng giá trị. Đan sư muốn nhất là cái gì? Một là đề cao năng lực luyện đan của mình, hai là đạt được đan phương. Tựa như võ giả muốn học được võ kỹ, căn bản là không dừng được. Chính mình không biết luyện đan không sao. Đem tờ đan phương này tặng cho dược sư thất tinh, bát tinh thậm chí cửu tinh, tất nhiên sẽ khiến đối phương vui mừng quá đỗi. Ân tình bằng trời. Nếu để dược sư bậc cao thiếu nợ ân tình, như vậy nghĩa là sau này muốn luyện chế đan dược bậc cao liền có cơ hội, không cần cầu ông nội xin bà ngoại. Nhất định phải giành được. Giá khởi điểm 2 vạn tiên thạch thượng phẩm. 3 vạn. 5 vạn. 6 vạn. Mọi người điên cuồng ra giá. Chẳng những cường giả thăng hoa cảnh ở tầng 6 đang cạnh tranh. Ngay cả người ở dưới cũng không hề thua kém. Tờ đan phương này ít nhất có thể kết giao được một vị dược sư thất tinh, mà dược sư thất tinh ý nghĩa điều gì? Có được một đống bằng hữu thăng hoa đế, nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử. Nếu là có thể làm bằng hữu với một vị dược sư thất tinh,
đắc tội vài tên thăng hoa hoàng, thăng hoa đế lại tính là gì? Hơn nữa, trong bọn họ rất nhiều người đều có thế lực bối cảnh thăng hoa cảnh, chỉ là không tới mà thôi. Thế lực không có thăng hoa cảnh, kỳ thật cũng không có của cải phong phú như vậy để tham dự tranh đoạt. Cuối cùng, tờ đan phương này đấu giá ra giá cao 42 vạn tiên thạch thượng phẩm, đã vượt qua giá của một món tiên binh thăng hoa cảnh rồi. Rơi vào trong tay một người thần bí nào đó toàn thân bao phủ trong áo choàng, món áo choàng đó hiển nhiên bất phàm, dù là thần thức của cường giả thăng hoa cảnh cũng không thể xuyên thấu. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, thứ tốt thật sự là không ít, kế tiếp lại có một gốc tử tinh long tu tham gây nên chấn động lớn. Đây là một gốc thần dược có ít nhất 7 vạn năm tuổi, có thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ ngoại ngạch. Dù là tiên nhân cũng không thể không già không chết, 1 vạn năm tuổi thọ ai không động lòng. Không có ai lại ngại mình sống quá dài. Gốc thần dược này cũng bán ra giá cao, 27 vạn tiên thạch thượng phẩm khiến Chu Hằng thầm hô người có tiền nhiều. Mà con lừa đen thì ra sức giật dây đi cướp. Cướp con em ngươi. Chu Hằng nhưng là nhìn rõ ràng, gốc thần dược này bị cường giả thăng hoa cảnh ở tầng 6 mua được. Đi cướp loại cường giả này, tìm chết. Hơn nữa, hắn hiện tại cách lo lắng tuổi thọ khô cạn còn rất sớm. Không khí buổi đấu giá một mực rất nhiệt liệt. Tuy rằng Lý Minh Động tuyệt đối không phải là một đấu giá sư hợp cách, nhưng bởi vì trình tự đưa ra vật đấu giá bố trí tốt, cho nên một mực không tẻ ngắt. Khiến thần kinh của mọi người có lên có xuống, một mực duy trì ham muốn tranh đoạt mạnh mẽ. Viên cố hồn đan thứ hai đưa ra chính vào lú này, bán ra giá cao 5.3 vạn tiên thạch thượng phẩm, khiến Chu Hằng hết sức vui vẻ. Có nghĩa là kế tiếp nếu có thứ tốt gì bán ra, cơ hội tham gia của hắn càng lớn. Kế tiếp là một viên thần đan đoạt đại tạo hóa. Lý Minh Động vẫn là bộ dạng người chết như cũ, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Liệt vương đan, có thể cho võ giả thăng hoa cảnh trở xuống tăng lên nhiều nhất một cảnh giới nhỏ. Hít, kha, mọi người đều kinh hô. Tuy rằng nhật diệu cảnh ở tiên giới không tính là cao thủ tuyệt cường cỡ nào, nhưng mỗi một cường giả không phải đều là từ nhật diệu cảnh đi lên sao? Trống rỗng đề cao tu vi một cảnh giới nhỏ, cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian hả? Nhưng lại nghĩ, Nguyệt Minh đế ăn viên liệt vương đan này chưa chắc có thể tiến vào nhật diệu cảnh, mà nhật diệu vương nếu là ăn vào trực tiếp tăng lên tới nhật diệu hoàng, chẳng phải là không vào được ngự long điện. Đương nhiên, hiện tại ăn cũng không phải là cứ phải lập tức ăn luôn mới được. Nhưng bởi vì thời gian tương đối xấu hổ, khiến ham muốn tranh mua của mọi người bị giảm thật lớn. Chu Hằng lại động lòng, con lừa đen cũng động lòng. Nhiều nhất tăng lên một cảnh giới nhỏ. Loại thần đan này đi đâu tìm? Chu tiểu tử, viên thần đan này bổn tạo muốn. Con lừa đen nói. Chu Hằng rất là khinh bỉ liếc nó một cái. Ngươi có tiền sao? Tiền của ngươi không phải là tiền của bổn tạo sao? Không cần phân chia kỹ càng như vậy. Chúng ta là giao tình gì chứ? Con lừa đen ôm vai Chu Hằng lôi kéo làm quen. Không được. Chu Hằng lắc lắc đầu nói. Có viên liệt vương đan này. Nói không chừng ta có thể lập tức bước vào nhật diệu nhất trọng thiên. Có đủ phần thắng và cơ hội sống sót. Con lừa đen tuy rằng mặt đầy nịnh nọt, nhưng cũng không nói nữa. Con lừa đê tiện này cũng không ngu chút nào, Chu Hằng cường đại mới có thể bảo đảm sự an toàn của bọn họ, cũng ở trong hành trình ngự long điện giành được thu hoạch đủ lớn. Giá khởi điểm 5.000 tiên thạch thượng phẩm, bắt đầu đi. Lý Minh Động lạnh nhạt nói, theo Chu Hằng thấy thiên bảo các tuyệt đối nên giảm tiền lương của hắn. 6.000, 7.000, 8.000, giá cả từng bước lên cao, tuy nhiên nói thế nào đi nữa đây cũng chỉ là đan dược cấp bậc nhật diệu cảnh. Quý báu thì quý báu, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta vung tay quá chán để giành mua. Đợi sau khi giá cả tăng lên đến 5 vạn người ra giá liền ít đi. Bán. Cuối cùng giá cả tăng lên tới 5. 9 vạn, bị Chu Hằng thành công mua lấy. Lại hết tiền. Chu Hằng cảm thán nói. Hắn tuy rằng kiếm tiền dễ dàng, nhưng tốc độ tiêu tiền cũng không chậm chút nào. Hiện tại trong tay hắn cũng chỉ còn thừa lại hơn 2 vạn tiên thạch thượng phẩm. Bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau mấy món vật phẩm nhỏ lại có một món đồ vô cùng quý báu bày, lên đài đấu giá. Đây là một bộ cổ công, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, là một phần tàn thiên. Tuy nói như thế, nhưng đối với võ giả thăng hoa cảnh mà nói vẫn có giá trị không thể đo lường. Lý Minh Động nói, phàm là thứ có liên quan đến chữ cổ, liền nghĩa là thần bí, thần kỳ. Năm đó tiên giới gần như vỡ nát, không biết có bao nhiêu công pháp đứt đoạn truyền thừa, tỉ như hóa long cửu trảm của Vũ Văn Kiếm. Đây là một bộ cổ công của thăng hoa cảnh, mặc dù là bản tàn quyển lại vẫn, như cũ khơi dậy sự tranh đoạt cuồng nhiệt của mọi người. Bất kể có phải là thăng hoa cảnh hay không, chỉ cần trong nhà có loại cường giả cấp số này, ai cũng nhao nhao ra tay. Ai không hy vọng lão tổ gia tộc có thể vượt qua thăng hoa cảnh, bước vào sáng thế cảnh, trở thành mạnh nhất tiên giới chân chính. Con lừa đen cũng đỏ mắt không thôi, nhưng Chu Hằng cũng chỉ còn lại hạn ngạch hơn 2 vạn tiên thạch thượng phẩm, nó căn bản chỉ kêu giá một lần liền héo. Trong nháy mắt liền tăng vọt tới giá cao 10 vạn tiên thạch thượng phẩm,
hơn nữa còn đang một mực tăng lên. Chu Hằng cũng không quan tâm ra sao, trong tay hắn đã nắm giữ một bộ thiên kinh, hiện tại công pháp của tiên giới có thể khiến hắn động lòng, cũng chỉ có thiên kinh khác mà thôi. Cuối cùng, bộ cổ công này bị đấu giá tới giá cao 33 vạn tiên thạch thượng phẩm, khiến Chu Hằng luôn than kẻ có tiền thật nhiều. Nhưng kiếm tiền nhất vẫn thuộc về Thiên Bảo Các. Bộ cổ công này bao gồm cả loại đan phương lúc trước, lại không phải là bán đứt một lần, bọn họ còn có thể qua một đoạn thời gian lại lấy ra đấu giá một lần. Viên cố hồn đan thứ 3 cũng là viên cuối cùng rốt cuộc lên sân khấu. Lúc này Lý Minh Động rất thành thật nói rõ, đây là một viên cuối cùng. Hắn còn chưa dứt lời, người khác thấy lúc trước đã bán đấu giá 2 viên, nói không chừng còn có thể có viên thứ 4, thứ 5. Nhưng hắn vừa nói là một viên cuối cùng, tự nhiên đưa tới đấu giá điên cuồng, cuối cùng bán ra giá cao 6 vạn tiên thạch thượng phẩm. Mọi người cũng không phải là ngốc, giá bán này quả thật là cao, nhưng cũng không cao đến mức thái quá. Cứ như vậy, tài chính Chu Hằng có thể vận dụng đạt tới 8, 4 vạn tiên thạch thượng phẩm, có thể mua thêm một món đồ vật gia hồn. Bán đấu giá tiếp tục, sau một phen bình tĩnh lại có một món tiên khí nhật diệu cảnh bày lên. Đây là một đôi bảo vệ tay, sau khi kích hoạt có thể hình thành một cái hộ thuẫn, đỡ được công kích cấp bậc nhật diệu hoàng và liên tục dài đến 10 giây. Tuy nhiên, sau một lần sử dụng thì cần hấp thu linh khí chậm rãi chứa đựng nguồn năng lượng, quá trình này dài đến một ngày. Có thể dùng để bảo mệnh. Chu Hằng rất muốn mua vào. Nhưng người nhiều tiền hơn hắn có đầy, đôi bảo vệ này này lại có thể nói là tiên khí phòng ngự mạnh nhất trong hành trình Ngự Long Điện này, người đỏ mắt đối với nó rất nhiều. Cuối cùng bán ra giá cao 13 vạn tiên thạch thượng phẩm. Giá tiền này tuyệt đối cao, bình thường cho dù là pháp khí nhật diệu cảnh cực phẩm nhất, cũng chỉ 10 vạn tiên thạch thượng phẩm mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại bất đồng, hành trình Ngự Long Điện không lâu sau chỉ có thể cho Nhật Diệu Vương tiến vào, có đôi bảo vệ tay này tương đương thêm một cái mạng, hơn nữa mỗi ngày đều có thể sử dụng một lần. Chu tiểu tử, chúng ta đi đánh cướp. Con lừa đen lại nổi lòng tham, đằng đằng sát khí nói. Chu Hằng cười ha ha, lại lắc lắc đầu. Người mua đôi bảo vệ tay này chính là một vị Nhật Diệu Vương, hắn hiện tại còn không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn muốn cướp đoạt cũng là vật vô chủ hoặc là người cầm khiến hắn chán ghét, tỉ như loại người giống như nam nhân đuôi bọ cạp. Sau khi đôi bảo vệ tay này được bán ra, hội đấu giá lần này cũng rốt cuộc tiến vào hồi kết, vật phẩm áp chụp lại là một món bảo vật cấp bậc thăng hoa cảnh. Tuy nhiên không liên quan gì tới Chu Hằng. Hắn hiện tại muốn dùng cũng không được, hơn nữa càng không có nhiều tiền như vậy. Hội đấu giá chấm dứt, Chu Hằng xuống dưới tính tiền và lấy vật phẩm mua được. Lần này lớn có nhỏ có tổng cộng bán ra mấy trăm món vật phẩm, người chờ tính tiền cũng là một đống lớn. Bởi vì phải tận khả năng giữ bí mật, mỗi người tính tiền đều tiến vào trong phòng có trận pháp bảo hộ tiến hành. Trừ Thiên Bảo Các biến là ai mua, ai bán cái gì ra, những người khác lại là không có khả năng biết được. Bởi vì người cùng tới quá nhiều. Thiên Bảo Các đặc biệt mở thêm mấy phòng để phân chia dòng người, tăng nhanh tốc độ tính tiền của mọi người. Chu Hằng đợi gần một giờ mới đến lượt, hắn chỉ mua 4 món, trong đó một món là bị con lừa đen làm loạn mua được. Tiền thì dễ tính, mấu chốt là phải nghiệm hàng. Bởi vì hàng hóa vừa rời khỏi gian phòng này liền không có quan hệ với Thiên Bảo Các. Hỏa thạch có hỏa thần lô nghiệm chứng, huyết mạch phệ kim tộc của Chu Hằng, cũng có thể rõ ràng cảm ứng ra kim loại bậc cao ẩn chứa trong cây thương gãy. Chỉ là liệt vương đan không có biện pháp biết là thật hay giả. Nhưng miệng bình có dán phong cấm đặc thù của Thiên Bảo Các, như vậy nếu còn là hàng giả, Thiên Bảo Các cũng không cần mở cửa nữa. Bọn họ không ném nổi thể diện. Chu Hằng đem 4 món đồ vật này thu vào pháp khí không gian, sau đó đem tiên thạch thượng phẩm còn thừa chia đôi, chia đều với con lừa đen, nếu không con lừa đê tiện này khẳng định là nháo ngất trời. Bởi vì lần này tình huống đặc thù, Thiên Bảo Các cũng không thu phí bán đấu giá, một phần giá đấu giá vẫn là tương đối khả quan. Hắn rất nhanh liền đi tới trên bong thuyền. Không lâu sau chỉ thấy Liên Tĩnh Hương và Liên Hữu Hạo cũng đi ra ngoài. Thật là xin lỗi, để ngươi chờ lâu. Liên Tĩnh Hương thần tình áy náy, lần này hội đấu giá kéo dài gần một ngày, nàng không nghĩ tới Chu Hằng rồi lại một mực ở ngoài chờ bọn họ. Chu Hằng bị lời xin lỗi của nàng làm cho có chút xấu hổ. Trên thực tế hắn không đợi lâu chút nào, hơn nữa so với hai người Liên Tĩnh Hương, hắn và con lửa đen ở trong phòng bao không gian rộng rãi, hơn nữa có ăn có uống, điều kiện tốt hơn nhiều. Không sao, không sao. Hắn cười nói, Liên Hữu Hạo lại nhíu mày, hắn cảm thấy Liên Tĩnh Hương đối với Chu Hằng quá mức khách khí, làm mất uy nghiêm của Liên gia. Nên biết bọn họ nhưng là gia tộc thăng hoa cảnh, tuy rằng Liên gia chi nhánh rất nhiều, chi bọn họ công trạng rất kém cỏi, một mực không thể mời chào được nhân tài kiệt xuất gì, nhưng cũng không cần phải khách khí như thế với một dược sư tam tinh, Nguyệt Minh Đế nho nhỏ chứ. Tiểu tử này mấy tháng liền từ Nguyệt Minh Hoàng tăng lên tới Nguyệt Minh Đế, quả thật rất có thiên phú, nhưng cũng chỉ là như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên thành bậc cao nhân tài như vậy rất nhiều mà. Hắn không muốn nhìn Liên Tĩnh Hương lại như vậy,
lập tức liền lấy ra Lưu Vân Toa gọi đám người Chu Hằng đi lên. Thấy thái độ của hắn như thế, Chu Hằng càng không muốn đem chuyện tham gia hội đấu giá nói ra, nói không chừng tên này sẽ nổi lòng tham. Trở lại tinh thuyền của Liên gia, Chu Hằng tiến vào khoang thuyền của mình, cân nhắc dùng liệt vương đan trước hay là luyện hóa món tiên binh kia trước. Vẫn là ăn liệt vương đan trước đi, linh lực tu vi mới là vương đạo. Chu Hằng nhờ con lừa đen trông cửa cho hắn, lấy ra bình thuốc có chứa liệt vương đan kia, sau khi mở ra, đổ ra một viên thuốc phong ở trong lớp giáp. Thật cẩn thận lột bỏ lớp giáp, bên trong là một viên thuốc màu vàng rực, tỏa ra mùi vị ngọt đắng, hơi gay mũi. Hắn không dám chần chờ gì, vội vàng ném đan dược vào miệng, bất kỳ đan dược gì gặp gió là khẳng định sẽ sói mòn dược tính. Một dòng hơi nóng vào bụng, lập tức theo máu chảy đi tứ chi bách hài, hóa thành lực lượng vô cùng mạnh mẽ phát huy ra. Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, dường như cả người đều như muốn tan vỡ. Hắn vội vàng tiến hành dẫn đường, đem luồng lực lượng trong cơ thể chuyển hóa thành tích lũy linh lực của mình. Vầng trăng lưỡi liềm thứ 13 bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Thần thức nội thị có thể nhìn thấy một vầng trăng này rất nhanh liền biến thành trăng khuyết, rồi đến nửa vầng trăng, trăng tròn. Ngay sau đó, Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể run lên, lại là một vầng trăng lưỡi liềm sinh ra. Quá trình này lặp đi lặp lại, liệt vương đan nhiều nhất có thể đề cao tu vi một cảnh giới nhỏ, hiệu quả cụ thể như thế nào thì do người mà khác. 15, 16, 17 vầng trăng. Chu Hằng không buồn không vui, chỉ liều mạng hấp thu dược lực. 18, 19, 20 vầng trăng. Khi vầng trăng lưỡi liềm thứ 20 vừa xuất hiện, dược lực của liệt vương đan cũng rốt cuộc hao hết. Từ 13 vầng trăng đến 20 vầng trăng, tổng cộng gia tăng 7 vầng trăng. Bình thường võ giả gặp 7 tiến 1, gia tăng 7 vầng trăng là đủ để tăng lên một cảnh giới nhỏ. Chỉ là thứ nhất Chu Hằng hiện tại đối mặt là đột phá cảnh giới lớn, thứ hai cũng là hắn quá yêu nghiệt, 20 vầng trăng đều không phải là cực hạn của hắn. Chu Hằng mở mắt, khẽ nhíu mày, kết nối với hỏa thần lô. Có đan dược gì có thể che giấu số vầng trăng không? Ngươi muốn loạn đan dược đó làm chi? Hỏa thần lô rất khó hiểu. Nó tuy rằng sinh ra thần trí nhưng dù sao không thể so với người, cho nên mới cần dị hỏa tiếp tục tiến hóa. Nói ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ nói ta biết là có hay không? Chu Hằng nói. Hắn hiện tại biết được cực hạn của tiên giới cũng chỉ có 15 vầng trăng, nếu là hắn dùng ra 20 vầng trăng, đoán chừng là lập tức bị thế lực lớn bắt về nghiên cứu. Lúc ở Nguyệt Minh Vương là người không biết không sợ, hơn nữa nhìn thấy hắn vận chuyển ra 21 vầng trăng, thì hoặc là vợ hắn hoặc là tộc nhân, ngoài ra đều chết sạch. Tiến vào Ngự Long Điện khẳng định không tránh khỏi luân phiên chiến đấu kịch liệt, hắn cần toàn lực ứng phó, không có khả năng mỗi lần đều đem người chứng kiến diệt khẩu. Bởi vậy hắn cần phải che giấu mấy vầng trăng. Lười quản ngươi, ngươi đem những tài liệu này lấy đến. Bổn tạo hiện tại tâm tình không tồi, nể tình hỏa thạch của ngươi liền giúp ngươi luyện chế tàng nguyệt đan. Hỏa thần lô nói. Chu Hằng cũng không có vội vã đi mua tài liệu luyện đan, mà là bắt đầu hiểu rõ lực lượng bây giờ của chính mình. Một hơi tăng lên 7 vầng trăng, lực lượng của hắn không biết cường đại được bao nhiêu, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng kinh khủng, thậm chí nhẹ nhàng đánh ra một quyền liền có thể tạo ra một lỗ thủng trong thiên địa này. Đó đương nhiên chỉ là ảo giác của hắn, cấp độ lực lượng vượt qua quá cao, làm cho hắn không thể thích ứng trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng Chu Hằng từ từ đánh giá, hắn hiện tại có lẽ thật có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới, chiến Nhật Diệu Vương. 8 vầng trăng, 9 vầng trăng, thậm chí 13 vầng trăng cũng không được, nhưng cũng không đại biểu 20 vầng trăng cũng không được. Đây là cảnh giới chưa từng có người nào đạt tới trong lịch sử tiên giới, ai nào biết chiến lực chân chính của Nguyệt Minh Đế Nhị Thập Luân. Chu Hằng có chút nóng lòng muốn thử. Hiện tại hắn thật đúng là muốn tìm Nhật Diệu Vương để đại chiến một trận. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra vài đoạn thương gãy, chuẩn bị luyện hóa tiên binh sớm đã vỡ nát, để tăng thực lực của chính mình lên. Nếu tiên binh này còn không có hư hao, ngược lại hắn thật sự là cũng không có nắm chắc luyện hóa được, với thực lực vẫn chưa tới Nhật Diệu Vương của hắn, làm sao có thể lay chuyển một kiện tiên khí thăng hoa cảnh. Bởi vì không có khí linh tồn tại, tiên binh bậc cao này thực ra chính là một đống tài liệu cao cấp. Muốn luyện hóa căn bản không có gì khó, chỉ cần không ngừng cắn nuốt luyện hóa. Chu Hằng cảm thấy phí sức, thật giống như một người bình thường gặm ăn tảng đá, cứng rắn tới mức khó có thể cắn, gần như răng cũng sẽ rụng hết. Cảnh giới của hắn không đủ để luyện hóa kim loại bậc cao thăng hoa cảnh này. Không đúng. Chu Hằng lập tức nghĩ đến, năm đó gặp được Huyền Càn Tinh ở Tiên Đại Lục, hắn chính là luyện hóa một khối ván cửa ở tiên giới. Khi đó cảnh giới của hắn mới là gì? Nếu khi đó có thể vượt qua đại cảnh giới luyện hóa vật, không lý nào hiện tại không được. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Đây cũng là cực hạn của phệ kim tộc. Sức người có đôi khi thiếu. Nếu là phệ kim tộc thực sự là kim loại gì cũng đều có thể cắn nuốt, vậy thể chất đó không phải đã sớm vô địch toàn bộ tiên giới, há lại sẽ bị người diệt tộc. Nhật Diệu Cảnh hẳn là cực hạn của đại bộ phận tộc nhân phệ kim tộc,
mà ngẫu nhiên sẽ có người có đại nghị lực ăn được thăng hoa cảnh. Cũng tỉ như Chu Hằng, hắn mặc kệ là khó ăn hay không khó ăn, gặm được hay không gặm được, hắn quyết tâm phải luyện hóa, vậy nhất định phải luyện hóa. Không thể ăn từng miếng, vậy thì ăn từng chút một. Tinh hoa kim loại không ngừng bị Chu Hằng rút ra, lưu động trong cơ thể hắn, hóa thành từng tiểu long màu vàng, sau đó dạo chơi trong thân thể hắn, tăng cường xương cốt của hắn, tạo ra cường độ cao hơn. Hắn hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Hắn chỉ biết là sau một đoạn thời gian luyện hóa trường thương xong, hắn lại tiếp tục bỏ thời gian ra, mãi cho tới một ngày nào đó hắn tự tay sờ một cái, lại phát hiện bên cạnh mình đã là trống không. Toàn bộ đã luyện hóa xong. Chu Hằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, giống như nhật nguyệt thay đổi liên tục, tràn đầy lực áp bách đáng sợ. Hắn đứng lên, tâm niệm vừa chuyển, toàn thân hiện lên một luồng sáng vàng, như kim giáp thiên thần. Thể chất tiến vào nguyệt minh đế, đến gần trình độ nhật diệu vương. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể nào đột phá. Lại có được một kiện tiên khí hư thì tốt rồi. Với thể chất bây giờ của hắn, trình tự linh lực bây giờ hẳn là, có thể đẩy tổ hợp phù văn tăng thêm một nấc thang nữa. Chu Hằng vẫn là không có xuất môn, tiếp tục nghiên cứu tổ hợp phù văn. Năng lực bất tử bây giờ của hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là Ngự Long Điện mở ra, con lừa đen khẳng định sẽ gọi hắn. Tổ hợp phù văn này di chuyển không có kỹ thuật gì. Chính là từng đạo thử tổ hợp với nhau, chỉ cần Chu Hằng có một thân thể cứng cỏi để chống đỡ. Hắn thuận theo phù văn trị liệu vào tay trước, bởi vì phù văn càng là cường đại, hắn càng có thể tổ hợp phù văn công kích nhiều hơn. Cuối cùng, số lượng tổ hợp phù văn trị liệu đạt tới hơn 51 khối. Coi đây là cơ sở, hắn đẩy mạnh số lượng tổ hợp phù văn công kích lên tới 74 khối. Ngay cả 20 vầng trăng của hắn, có thể chất so với tiên khí nhật diệu cảnh, cộng thêm 51 khối mảnh vỡ phù văn tạo thành phù văn trị liệu, cũng không chịu nổi lực phá hủy của tiểu phù văn công kích này, uy lực này cường đại tới mức nào, đủ để đánh giết nhật diệu vương. Chu Hằng vừa lòng cười, trừ bỏ lăng thiên cửu thức, hắn rốt cục có một loại tất sát kỹ khác, hơn nữa không giống lăng thiên cửu thức, dùng một lần cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Đương nhiên muốn thúc giục tiểu phù văn cũng là rất hao tổn linh lực, nhưng so sánh với lăng thiên cửu thức căn bản không phải là một cấp độ. Hắn mở cửa ra. Hô, hô, hô. Con lừa đen đang ghé vào cửa ngáy ngủ, thanh âm cũng sắp có thể long trời lở đất. Con lừa đáng chết, bảo ngươi hộ pháp cho ta, ngươi lại ngủ say như vậy. Chu Hằng đạp một cước ra. Võ giả đối với công kích đều có loại phản ứng bản năng, con lừa đen cũng không ngoại lệ. Chu Hằng vừa đá chân ra một cái nó lập tức liền có cảm ứng. Lông đen toàn thân dựng đứng, bốn vó nhảy bắn ra, khó khăn lắm mới tránh được một cước này. Tên khốn kiếp nào dám đánh lén lư đại gia nhà ngươi. Thân hình con lừa đen còn không có rơi xuống đất, miệng cũng đã mắng to. Chu Hằng không khỏi kinh ngạc, một cước này của hắn mặc dù chỉ là tùy ý, nhưng hiện tại hắn chính là Nguyệt Minh đế nhị thập luân A, chính là một cước tùy ý sao Nguyệt Minh Hoàng có thể tránh được. Không đúng. Chu Hằng nhìn chằm chằm con lừa đen, càng thêm kinh ngạc, nói. Con lừa, ngươi đã là Nguyệt Minh đế. Hắn đến tột cùng bế quan bao lâu? Oa ha 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 ha, bị chấn động rồi chứ? Bổn tạo hiện tại chính là Nguyệt Minh đế nhị luân. Sợ rồi sao? Ai, bổn tạo không hổ là điểm lành của thiên địa. Ăn ăn ngủ ngủ mà tu vi cũng có thể tăng tiến vùn vụt a. Sao có thể tốt như vậy? Con lừa đê tiện được tiện nghi còn khoe mẽ. Miệng mặc dù nói ý tứ tốt như vậy, nhưng trên mặt lại là tràn đầy đắc ý. Thiên địa quả. Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Hằng. Con lừa đen không phải là thần gì. Cũng là bởi vì ăn một quả thiên địa quả mà mở linh trí ra, hiện giờ tu vi tinh tiến rốt cục cũng hiện ra. Chính là miệng rất đê tiện. Thật muốn ăn thịt lừa à, Chu Hằng lộ ra biểu tình như tiểu ăn tạp, nhìn chằm chằm con lừa đen tới sắp chảy nước miếng ra. Uy uy uy, ngươi đây là cái ánh mắt gì, cẩn thận bổn tạo kêu phi lễ à. Con lừa đê tiện bị Chu Hằng nhìn vậy làm cho toàn thân phát lạnh, ánh mắt này hoàn toàn là khi nó nhìn bảo vật mới có thể lộ ra ngoài. Chu Hằng cười ha ha, nói, ta đi tới thiên bảo cát. Ngươi muốn cùng đi không? Vô nghĩa, bổn tạo thay ngươi giữ cửa gần một tháng, miệng cũng sắp rảnh tới mức rớt ra, thật không dễ mới được nói chuyện. Đi, cùng đi. Con lừa đen dương đầu ưỡn ngực, bước chạy ở phía trước. Mới một tháng. Chu Hằng âm thầm líu lưỡi, tu vi của hắn tinh tiến tốc độ nhanh, nhưng con lừa đen cũng không chậm a. Hơn nữa hắn là ăn liệt vương đan mới có thể như thế, nhưng con lừa đen lại toàn dựa vào một quả thiên địa quả ăn mấy vạn năm trước, hiệu lực vẫn còn đang lúc nào cũng phát huy. Thật sự là nghịch thiên. Một người một lửa chạy tới tinh thuyền ở Thiên Bảo Các, mua về tài liệu cần luyện chế Tàng Nguyệt Đan. Đồ vật đó không mắc, Chu Hằng mua một đống lớn. Tàng Nguyệt Đan này mỗi khi ăn vào một viên có thể che giấu một vầng trăng, hiệu quả liên tục một ngày, Chu Hằng ít nhất phải che giấu 7 vầng trăng, mỗi ngày đều phải tiêu hao 7 viên Tàng Nguyệt Đan, nhu cầu rất lớn. Lúc này không có xảy ra chuyện gì,
Chu Hằng không có đánh nhau liền trở về tinh thuyền Liên gia, khiến con lừa đen cũng có chút khó tin, lại rung đùi đắc ý sớm biết vậy hẳn là, nên khiêu khích vài người để vui đùa một chút. Hỏa thần lô rất nhanh đã luyện chế tàng nguyệt đan ra, Chu Hằng lập tức ăn 7 viên, hắn vận chuyển toàn lực, đã thấy chỉ có 13 vầng trăng hiển hóa ra, 7 vầng trăng khác cũng không phải thực sự ẩn giấu, mà là còn tại trong đan điền của hắn, lại có thể cung cấp lực lượng liên tục không ngừng. Thực ra loại đan dược này rất hữu dụng, bởi vì xem một võ giả nguyệt minh cảnh cụ thể có bao nhiêu lực lượng chính là, xem số lượng vầng trăng, người kia nhìn qua chỉ có 3 vầng trăng lại bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng của 7 vầng trăng, có thể sẽ nghịch chuyển chiến cuộc. Chu Hằng cũng không cần dùng một chút thủ đoạn này để thủ thắng, hắn thuần túy chỉ là không muốn để cho người ta biết hắn có được 20 vầng trăng thôi. Chỉ chốc lát, Liên Tĩnh Hương tới đây, thỉnh mời hắn lên trên bong thuyền trò chuyện. Chu huynh bế quan một tháng, dường như thực lực tiến rất xa. Liên Tĩnh Hương nhìn Chu Hằng, nàng tuy rằng nhìn không thấu nội tình của Chu Hằng, có lẽ từ 13 vầng trăng đến 20 vầng trăng, đây là một mức độ kinh khủng, khiến khí thế của Chu Hằng cũng tăng vọt theo đó, xu thế không giận mà uy càng tăng lên. Có chút tiến bộ. Chu Hằng cười nói, hắn thấy không có đột phá cảnh giới, chỉ là gia tăng mấy vầng trăng thì chỉ là bước tiến nhỏ. Ha ha, Chu huynh rất khiêm tốn. Liên Tĩnh Hương biết mỗi người đều có bí mật của mình, nàng rất thông minh nên không có hỏi ngọn nguồn vấn đề, mà là chuyển chủ để nói chuyện, nói. Chu huynh bế quan một tháng, cách thời gian Ngự Long Điện mở ra cũng chỉ có mấy ngày, hiện tại lại có rất nhiều vương giả trẻ tuổi, nơi này càng ngày càng náo nhiệt. Phải không? Chu Hằng trả lời, nói một câu không có chút ý nghĩa nào. Hành trình Ngự Long Điện lần này, xem ra chính là Nhật Diệu Vương so đấu. Nhật Diệu Vương mạnh nhất hiện giờ đã có 3 người, Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải, Thiên Cương Nguyệt Đỗ Hán Thăng, Thứ Huyết Mân Côi Hồ Mị, chỉ còn lại có Tiểu Bá Vương Chu Thống cùng Hàn Xương Công Tử chưa tới. Liên Tĩnh Hương nói, chân mày cau lại. Ngũ đại Nhật Diệu Vương này quá mạnh mẽ, đều có được thực lực quét ngang võ giả cùng giai, theo chân bọn họ cạnh tranh Hóa Long Cửu Trảm, ai cũng sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu phần thắng. Hơn nữa, một khi rời khỏi phạm vi của Ngự Long Điện có thể dùng thuấn di phù rời đi, chạy tới địa phương bí ẩn để tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm, nói không chừng trở ra liền trực tiếp là sáng thế đế. Bên ngoài mặc dù có cường giả thăng hoa cảnh, thậm chí còn sẽ có sáng thế cảnh, nhưng có thể ngăn trở được sao? Tính toán tốt nhất đó là có thể đủ để lôi kéo quan hệ cùng 5 người này, đi theo bọn họ, hoặc là có thể được phân một chén canh. Liên Tĩnh Hương lại nói, ngày mai Hồ Mị sẽ tổ chức một tiệc rượu. Đây là một cái cơ hội tốt, đáng tiếc chúng ta cũng không có được mời. Nga, phải là người thế nào mới có thể được mời? Chu Hằng ngược lại nổi lên một tia tò mò. Đầu tiên phải là Nhật Diệu Vương, sau đó còn phải là người xuất sắc trong Nhật Diệu Vương, nếu không người ta há lại sẽ mang theo một cái gánh nặng. Liên Tĩnh Hương thở dài, Liên Hữu Hạo tuy rằng cũng là Nhật Diệu Vương, nhưng chiến lực cũng không có cường đại tới mức có thể đưa tới sự chú ý của đám người Hồ Mị. Nhưng thật ra Chu huynh có chút hy vọng, ngươi chính là Dược Sư Tam Tinh a. Chu Hằng mỉm cười, hắn cũng không có ý tưởng kéo bè kết phái, hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Chỉ cần có thể đột phá Nhật Diệu Vương, hắn tất nhiên có thể quét ngang hết thảy võ giả cùng giai. Chu huynh cần cẩn thận, ngày Ngự Long Điện mở ra đã gần đến, Hàn Xương công tử kia bất cứ lúc nào cũng đều có thể xuất hiện. Với sự bá đạo kiệt ngạo của người này, hắn tất nhiên sẽ mặc kệ hết thảy mà tìm đến Chu huynh báo thù. Liên Tĩnh Hương nghiêm nghị nói. Chu Hằng cười, nói. Chẳng lẽ người này còn dám đánh tới tinh thuyền Liên gia các ngươi? Liên Tĩnh Hương không khỏi xấu hổ, nói. Liên gia tuy rằng thế lực không kém, nhưng chi nhánh nhiều lắm. Nhất mạch của ta đây cũng chỉ có một vị lão tổ Nhật Diệu Đế tạo chấn. Hơn nữa lần này còn chưa tới, không có khả năng chấn áp được Kha Ân. Chu Hằng cũng không có nghĩ nương tựa Liên gia, cười cười, nói. Bản thân ta rất chờ mong có thể trông thấy vị Hàn Xương công tử này. Liên Tĩnh Hương thở dài. Không thể phủ nhận rằng Chu Hằng đúng là có thể quét ngang yêu nghiệt thiên tài cùng giai, nhưng hắn chịu thiệt là tuổi tác thật sự quá trẻ. Nếu là cho hắn thêm thời gian trăm năm hắn hoàn toàn, có thể quyết tranh hơn thua cùng Hàn Xương công tử. Nhưng thời gian chính là mạng của tu giả, tuổi già người suy, tuổi nhỏ người yếu, đây hết thảy đều là bởi vì thời gian. Mà thiên tài đều là kiêu ngạo, Chu Hằng là vượt qua cực hạn Nguyệt Minh Đế, hắn tự nhiên hùng tâm bừng bừng nghĩ đến có thể chém ngược Nhật Diệu Vương. Đáng tiếc, giữa Nguyệt Minh Đế cùng Nhật Diệu Vương cách một đoạn khá xa, trong lịch sử chưa bao giờ có thiên tài nào có thể vượt qua. Nếu bây giờ Chu Hằng cạnh tranh cùng Kha Ân, kết quả duy nhất chính là bị va chạm cho vỡ đầu chảy máu, tặng không tánh mạng. Khẩu khí thật lớn. Liên Hữu Hạo cũng tới trên bong thuyền, ánh mắt quét tới hạ Chu Hằng, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ không vui. Bên trong Liên gia cạnh tranh kịch liệt, nhất mạch của nàng cũng không mạnh, còn trông cậy vào hành trình Ngự Long Điện lần này có thể được thêm chút phần. Nếu là bị Hàn Xương công tử quét ngang, nhất mạch bọn họ còn được nâng đỡ thế nào trong gia tộc?
Chu Hằng quả thật rất có tiềm lực, vô luận là ở võ đạo hay là đan đạo. Nhưng tiềm lực dù sao cũng là thứ trong tương lai, vì vậy mà đi đắc tội một thiên tài cấp bậc Nhật Diệu Vương là chuyện không nên. Nàng vốn có tính toán bảo vệ Chu Hằng, dùng cái này để đổi lấy lòng trung thành của Chu Hằng. Nhưng mấy ngày này cân nhắc lại, nàng lại phát hiện mình quá mức lạc quan. Lần này xuất hành hắn chính là cao thủ mạnh nhất của Là Liên gia, nhưng hắn tự biết mình cũng không phải đối thủ của Hàn Sương công tử. Thứ thật có thể dựa vào cũng chính là linh lực pháo trên tinh thuyền, nhưng linh lực pháo chỉ có thể dùng để đối phó chiến đấu biển người, đối với võ giả thực lực thân thể cường đại lại gần như vô dụng, bởi vì căn bản không có cơ hội phong tỏa đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu là Hàn Sương công tử đánh tới, nàng nhất định sẽ giao Chu Hằng ra. Dù nói thế nào, Chu Hằng cũng quả thật là người tùy tùng chém người ta, có cửu báo cửu, đương nhiên phải xảy ra, đúng không? Chu Hằng cũng liếc mắt nhìn Liên Hữu Hạo một cái, cũng không có để ở thái độ của đối phương trong lòng. Xem mặt mũi của Liên Tĩnh Hương, hắn không muốn không chấp nhặt cùng đối phương, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn chiến một trận cùng Nhật Diệu Vương, để kiểm tra đo lường thực lực của chính mình một chút. Người trẻ tuổi nên biết kính sợ, đừng tưởng rằng toàn bộ thiên địa đều vây quanh ngươi. Liên Hữu Hạo hoàn trả lại, bắt đầu giáo huấn Chu Hằng. Nếu là người trẻ tuổi này, hiểu được tiến thối cũng sẽ không có gặp phải phiền toái lớn như vậy. Hắn cũng có thể chiêu mộ người nhân tài này, nhưng hiện tại thì sao? Ai? Chỉ có thể bỏ qua. Xin hỏi đây chính là tinh thuyền Liên gia. Đúng lúc này, một đạo lưu vân toa bay vụt tới, ngừng lại lơ lửng trên thân thuyền. Một gã nam nhân trẻ tuổi đứng trên đầu thuyền, có uy thế kinh khủng lưu chuyển. Đây là một Nhật Diệu Vương, hơn nữa thực lực tương đối bất phàm. Đúng là... Xin hỏi các hạ. Gì? Liên Hữu Hạo đột nhiên ngẩn ra, thất thanh nói. Các hạ chính là người tùy tùng của Hồ Mị tiên tử. Tật ảnh chảm chu mạch. Hồ Mị. Chính là cũng có Nhật Diệu Vương trẻ tuổi danh xưng là thứ huyết mân côi, có tư chất vô địch quét ngang võ giả cùng giai. Đúng là tại hạ. Nam nhân trẻ tuổi chu mạch cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nịnh bợ nhìn như không thấy đối với Liên Hữu Hạo. Tại hạ phụng mệnh của đại tiểu thư, đặc biệt đến đưa thiệp mời. Thiệp mời. Hồ Mị muốn mở yến hội vào ngày mai, mời tất cả các thiên kiêu nàng xem vào mắt tham dự, đó cũng không phải bí mật gì. Đây là một thiên kiêu trẻ tuổi, trước đừng nói là tiền cảnh phát triển tương lai của nàng, chỉ nói tới hành trình đi Ngự Long Điện, nàng chính là có thể được công nhận là một trong ngũ đại cao thủ trẻ tuổi đạt được truyền thừa Hóa Long Cửu Trảm. Hiện tại mọi người vắt óc tìm mưu kế, chính là gây dựng quan hệ với một trong năm người này, có lẽ có thể được phân một chén canh. Liên Hữu Hạo nằm mộng cũng muốn đi tham gia tiệc rượu của Hồ Mị, bởi vì có tin tức đáng tin, hai vị thiếu niên thiên kiêu khác là Ngô Khải cùng Đỗ Hán Thăng cũng sẽ tham dự. Có thể nói đây là thịnh hội cuối cùng mở ra trước Ngự Long Điện, khả năng sẽ quyết định quyền sở hữu Hóa Long Cửu Trảm. Không nghĩ tới, không ngờ Hồ Mị để cho người tùy tùng của nàng tự mình đến đưa thiệp mời. Này, Liên Hữu Hạo kích động một trận, cho dù là tu vi Nhật Diệu Vương, nhưng gương mặt trong nháy mắt vẫn là đỏ rực, khó nén kích động trong lòng. Hắn vội vàng tiến lên đón, nói, Chu huynh xin mời vào trong khoang thuyền ngồi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không đi vào. Chu Mạch tươi cười, hắn mặc dù chỉ là người tùy tùng của Hồ Mị, nhưng bản thân chính là một Nhật Diệu Vương cường đại, căn bản không để Liên Hữu Hạo vào mắt, hắn đưa mắt đảo qua, nói. Vị nào là Chu Hằng Chu Huynh, đại tiểu thư dặn dò tại hạ cần phải tự mình đưa thiệp mời đến trên tay, của Chu Huynh. A, Liên Hữu Hạo một lòng lập tức nát giống như thủy tinh, nát tới chia năm xẻ bảy. Lại là đưa cho Chu Hằng, kẻ gây tai họa mà bị hắn quyết định buông tha. Tiểu tử này có tài đức gì, có thể nhận được vài phần kính trọng của Hồ Mị. Liên Hữu Hạo chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hắn vốn tưởng rằng thiệp mời này là cho hắn, nhưng sự thật lại hung hăng tát một bạt tay vào trên mặt của hắn. Đau a, hai tay hắn nắm chặt, sát khí trong lòng bạo khởi, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng, quả muốn dùng một quyền đánh giết tên xấu xa kia. Dọa người a, vừa rồi hắn giống như một tiểu sử. Chu Hằng sửng sốt, Hồ Mị làm sao sẽ đưa thiệp mời cho hắn? Hắn mặc dù là dược sư tam tinh, nhưng hắn cũng không tin tưởng một dược sư tam tinh có thể làm cho một thiếu niên thiên kiêu có vài phần kính trọng đối với hắn. Đúng rồi, nhất định là nàng biết được ba viên cố hồn đan kia đều là chính mình cầm bán đấu giá, tuy rằng không biết là thông qua con đường nào, vốn dĩ sự thông minh của nàng là có thể suy đoán ra ba viên cố hồn đan này đều là Chu Hằng luyện chế, kể từ đó giá trị của Chu Hằng tự nhiên sẽ tăng mạnh. Dược sư thất tinh, loại dược sư cấp bậc này đã có thể ảnh hưởng đến thăng hoa đế. Hồ Mị cho dù là không có tính toán mời chào Chu Hằng, tuyệt đối cũng sẽ nể mặt một vị dược sư thất tinh, trừ phi nàng không muốn lăn lộn ở 49 tiên thành. Cho nên, thiệp mời này đưa tới, hơn nữa còn xuất động một vị Nhật Diệu Vương, có thể nói là cho Chu Hằng đủ thể diện. Nếu đối phương khách khí như vậy, Chu Hằng cũng không có bắt chẹt, cười nói. Tại hạ chính là Chu Hằng, phiền toái Chu Huynh tự mình đi một chuyến.
Không sao. Chu Mạch liếc mắt nhìn Chu Hằng một cái thật sâu, có một số việc Hồ Mị không thể nào nói cùng hắn, bởi vậy hắn cũng không biết tại sao Hồ Mị muốn mời Chu Hằng, hắn rất là tò mò. Đối phương, rõ ràng chỉ là một Nguyệt Minh đế mà thôi, có tư cách gì để đại tiểu thư vô cùng thận trọng, để cho mình đi một chuyến, hơn nữa còn dặn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn không nhìn ra cái gì, sau khi đưa thiệp mời cho Chu Hằng liền cáo từ rời đi. Chu Hằng trở lại trên boong thuyền, sắc mặt của Liên Hữu Hạo đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, vinh quang tột đỉnh như trước, lúc trước Chu Mạch còn ở đây hắn không muốn thể hiện, lúc này hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hằng, vung tay mà đi. Với tâm tình tức giận hiện tại của hắn thực là muốn đánh giết Chu Hằng, nhưng người ta nghiễm nhiên thành khách quý của Hồ Mị, hắn đang không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nên, cũng không dám dễ dàng ra tay. Chọc giận Hồ Mị, cùng chọc giận Hàn Xương công tử hậu quả nghiêm trọng giống nhau, nàng cũng là thiếu niên thiên kiêu có thể quét ngang võ giả cùng giai. Sau khi Liên Tĩnh Hương hơi kinh ngạc một lúc, liền cười nói. Chúc mừng Chu Huynh. Có cái gì tốt mà chúc mừng? Chu Hằng lắc lắc đầu, đây cũng không phải là hắn ra mồm cãi láo. Liên Tĩnh Hương chỉ là cười, nói. Nếu vị thứ huyết mân côi này coi trọng ngươi như vậy, chính là Hàn Xương công tử đến đây cũng không cần sợ. Hai người này có lẽ sẽ có một trận chiến, nhưng tuyệt sẽ không phải lúc này. Hẳn là thời điểm tranh đoạt Hóa Long cửu trảm. Chu Hằng mở thiệp mời ra, trên đó viết có thể mang theo một đồng bạn. Nhưng con lừa đen lập tức đưa cái đầu tới, kêu lên. Xem ra lại muốn bổn tạo buổi tiếp ngươi đi. Liên Tĩnh Hương lộ ra một chút vẻ thất vọng, miệng lại nói. Chu Huynh đi chơi vui vẻ. Chu Hằng cười to, nói với con lừa đen. Ngươi trừ bỏ quấy rối còn có thể làm gì? Tiệc rượu lần này ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Hắn và con lừa đen là người mới ở tiên giới, mà có Liên Tĩnh Hương ở bên cạnh, có thể giải thích rất nhiều thứ cho hắn. Hắn dùng thần thức truyền âm cho con lừa đen. Sau khi lại đáp ứng mang về bó lớn quả tiên mỹ thực cho con lừa đê tiện này mới xem như đáp ứng, không đi theo Chu Hằng. Liên Tĩnh Hương thì mừng rỡ, có thể đi tới yến hội này, bản thân chính là một loại nhận đồng đối với địa vị, đối với thân phận. Liên gia là rất cường đại, nhưng một chi nhánh của bọn họ lại là ngày càng suy thoái, rất cần thông qua loại hoạt động xã giao này, để tăng thanh thế nhất mạch của bọn họ lên. Nàng lập tức nói chuyện này cho Liên Hữu Hạo, chỉ là lúc này Liên Hữu Hạo đang nổi nóng, đâu có thể nào cao hứng. Trực tiếp liền mắng đuổi Liên Tĩnh Hương đi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong vũ trụ u tối mặc dù không có giao điểm ngày và đêm, nhưng tự nhiên có đồng hồ cát có thể tính toán thời gian cùng. Ngày tháng, thời điểm sáng sớm, Liên Tĩnh Hương liền chuẩn bị xong trang phục lộng lẫy, nhắc nhở Chu Hằng có thể đi. Cô gái này mặc váy dài đỏ xanh giao nhau, bên hông mang một đai lưng màu đỏ tía, hoàn toàn bộc lộ sự thon thả của nàng ra ngoài. Vóc người của nàng đẫy đà mê người, bộ ngực ưỡn lên cao, vô cùng gợi cảm. May là Chu Hằng thường thấy cảnh như vậy, cũng không khỏi hơi hơi có loại cảm giác kinh diễm, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, ái thê của hắn có nhiều người xuất sắc hơn so với Liên Tĩnh Hương, thuần túy chỉ là kinh diễm một chút. Chu Huynh, ngươi không thay quần áo sao? Liên Tĩnh Hương thấy cách ăn mặc của Chu Hằng vẫn là như mấy ngày hôm trước. Cái gọi là người phải ăn mặc, Phật phải kim trang, cách ăn mặc tỉ mỉ tuyệt đối có thể tăng lên vài phần mị lực. Không cần, không phải là đại sự gì. Chu Hằng không quan tâm nói. Đồng thời trong lúc đó, Tuyệt Tiên Thành xa xôi. Thái Nhất Giáo, đây là một cái thế lực lớn trong Tuyệt Tiên Thành, tuy rằng bình thường cực kỳ khiêm tốn, nhưng tuyệt không người nào dám coi khinh đại giáo truyền thừa dài đến trăm văn năm này, sau khi từng thế lực của tiên giới trùng kiến đều có nội tình làm, cho người ta không tưởng được. Nơi một mảnh hoa sen nở rộ, từng cây đều tản ra hương khí thấm người, nơi này trải rộng tiên thảo, trong đó không thiếu thánh dược khiến Sáng Thế Vương cũng đều phải động tâm. Không hổ là đại giáo kế thừa trên trăm vạn năm, chỉ là một mảnh dược địa này, truyền đi cũng có thể làm cho người ta giành giật điên cuồng. Thậm chí không cần uống dùng những thánh dược này, chỉ là tu luyện ở trong này liền có thể có được lợi ích phi thường, ngửi dược hương này liền có thể làm cho người ta mở rộng ngộ tính. Chỗ sâu nhất trong vườn, một gốc cây cửu diệp liên hoa nở rộ, thân sen như thụ, chiều cao ba trượng, đóa hoa như nắp giếng, mặt trên đang có một bạch y thiếu nữ, phong thái tuyệt mỹ không kém Ứng Mộng Phạm, nguyệt ảnh thánh nữ chút nào. Tay nàng nhặt hoa sen, hai mắt khép kín, có từng đạo thần huy chuyển ở thân thể của nàng, giống như thiên nữ buông xuống, linh khí kinh người. Thánh nữ đại nhân, nhị tiểu thư lại chạy đi. Một cô gái trẻ tuổi mặc hồng y vội vã bay vụt mà đến, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, nói với bạch y thiếu nữ ngồi trên đóa hoa. Vẻ mặt của bạch y thiếu nữ không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, nói. Không cần phải để ý đến nàng, khẳng định lại chạy tới chỗ nào đó trong thành để đi chơi. Thánh nữ đại nhân, chỉ sợ lúc này nhị tiểu thư chạy đi tìm Ngự Long Điện kia. Nữ nhân áo đỏ lấy ra một bức thư. Nhị tiểu thư để thư lại nói muốn đi cướp Hóa Long cửu trảm về, làm tuyệt học trấn giáo. Còn nói,
Còn nói cái gì? Bạch y thiếu nữ bình tĩnh nói. Còn nói tìm một Như Ý Lang Quân cho thánh nữ đại nhân. Miễn cho thánh nữ đại nhân luôn luôn quản nàng. Nữ nhân áo đỏ nói xong, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn bạch y thiếu nữ một cái. Hồ nháo. Bạch y thiếu nữ cuối cùng mở hai mắt ra. Mỹ đồng tinh thuần như nước, nàng hơi hơi cau mày, thở dài. Nha đầu kia. Thánh nữ đại nhân, cần phái người tìm nhị tiểu thư trở về không? Nữ nhân áo đỏ nói. Bạch y thiếu nữ chỉ là hơi hơi suy nghĩ, liền nói. Quên đi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Thánh nữ đại nhân, Công Dương Thái Tôn kia vẫn giằng co với ngươi. Nếu là bị hắn biết ngươi ra ngoài, khẳng định sẽ đi ra đối phó ngươi. Nữ nhân áo đỏ nói. Lần này, trên mặt như ngọc của bạch y thiếu nữ hiện ra một tia buồn rầu, dường như cũng rất phiền não về Công Dương Thái Tôn. Nàng thở dài, nói. Nha đầu kia thật sự là sẽ gây phiền toái. Nàng đứng lên, ngọc thể thon dài hoàn mỹ vô khuyết, nàng ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, nói. Ngươi đi nói một tiếng với giáo chủ, ta tìm được Tú Lan liền trở về. Thân hình nhoáng lên một cái, nàng đã biến mất vô tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Hằng với Liên Tĩnh Hương thừa dịp ngồi Lưu Vân Toa đi tới trên tinh thuyền Hồ Gia. Hôm nay là thịnh yến của Hồ Mị, tinh thuyền cũng triệt hồi phòng ngự ngày thường. Không phải Lưu Vân Toa thì không có cách nào trực tiếp đứng ở trên boong thuyền. Hoan nghênh quang lâm. Trên boong thuyền có hai hàng thị nữ mỹ mạo đứng. Mỗi bên đều là bốn người, đồng loạt lên tiếng, rất có thanh thế. Liên Tĩnh Hương thu hồi Lưu Vân Toa, một nam nhân thanh niên đi ra từ trong khoang thuyền, cười nói với hai người. Hai vị, xin lấy thiệp mời ra. Đây là một Nhật Diệu Vương, toàn thân tràn đầy khí thế đáng sợ. Chu Hằng lấy thiệp mời ra đưa tới, thanh niên kia tiếp nhận vừa thấy, cười nói. Thì ra là Chu Huynh, vị này chính là. Hắn nhìn về phía Liên Tĩnh Hương, trên mặt có một tia ám muội. Hắn tự nhiên nghĩ đến đây là tình nhân linh tinh đủ các loại của Chu Hằng. Ta tên là Liên Tĩnh Hương. Liên Tĩnh Hương bình tĩnh nói, dường như căn bản không có nhìn thấy thần sắc khác thường trên mặt đối phương. Tại hạ Phong Ngọc Quang, một tiểu tốt dưới trướng đại tiểu thư, thỉnh. Người thanh niên kia xoay người, làm cái tư thế mời với hai người. Thỉnh. Chu Hằng cũng nói, vẻ mặt cực kỳ khách sáo. Đối phương dù sao cũng là một Nhật Diệu Vương, vẫn nên tôn trọng nhau. Theo Phong Ngọc Quang đi vào khoang thuyền, Chu Hằng đưa mắt đảo qua, khoang này thật lớn, cũng không nhỏ hơn đấu thú trường bao nhiêu, lúc này đã có rất nhiều người tới, đang cầm chén rượu, bưng mâm đựng trái cây đi lại, nói gì đó với người phụ cận, toàn trường cực kỳ náo nhiệt. Chu Huynh xin cứ tùy ý, Phong Ngọc Quang nói, xoay người rời đi, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ chiêu đãi hai người Chu Hằng. Chu Hằng cười cười với hắn, cùng Liên Tĩnh Hương đi đến bên cạnh, bốn phía khoang này cùng trung gian đều bày cái bàn, mặt trên để đầy rượu cùng linh quả. Chỉ cần tự lấy là được. Bọn họ mỗi người đều dùng chén ngọc để lấy chút rượu, tựa vào trước bàn để quan sát. Tới chỗ này đều là người trẻ tuổi, Nhật Diệu Vương cùng Nguyệt Minh Đế làm chủ, chỉ có số ít người là Nguyệt Minh Hoàng. Những người này hẳn không có thu được thiệp mời, mà là giống như Liên Tĩnh Hương, là do người nhận được thiệp mời mang vào. Chu Hằng không thích nơi náo nhiệt này, chính là vùi đầu ăn, linh quả nơi này đều là đồ tốt, là thứ có tiền cũng không mua được trong Tây Hợi Thành. Thừa dịp người khác không chú ý, hắn còn lén lút gói lại một ít. Vì đã hứa mang thức ăn trở về cho con lừa đen, hắn cũng không muốn bị con lừa đê tiện kia oán hận. Liên Tĩnh Hương ở một bên thấy rõ, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phiếm hồng, nếu bị người phát hiện liền rất mất mặt. Ngươi chính là Chu Hằng. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Liên Tĩnh Hương lập tức hoảng sợ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chẳng những bị nắm bắt chính xác, thậm chí ngay cả tên đều bị người biết. Chu Hằng để chén rượu xuống, nhìn sang người nói chuyện. Đó là một thanh niên có một đầu tóc dài màu tím, toàn thân đồng dạng cũng có quang hoa màu tím lưu chuyển, có khí thế đoạt người. Đây cũng là một Nhật Diệu Vương, nhưng lại tương đối bất phàm. Ta là Chu Hằng, ngươi là ai? Chu Hằng hỏi. Ngươi không cần phải biết ta là ai. Chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, đi theo ta. Thanh niên tóc tím xoay người lại, dường như ăn chắc rằng Chu Hằng nhất định không dám nghịch lại hắn. Nhật Diệu Vương đối với Nguyệt Minh Đế là nghiền ép tuyệt đối, hắn tự nhiên có nắm chắc như vậy. Chỉ là hắn nghĩ quá mức tốt đẹp, sau khi đi ra vài bước lại phát hiện Chu Hằng chẳng những không có theo tới, không ngờ lại bắt đầu điên cuồng ăn uống. Này, thanh niên tóc tím lập tức giận tím mặt, đây rõ ràng là coi thường hắn. Hắn là ai? Là người có thể không để ý tới sao? Lỗ tai ngươi điếc sao? Thanh niên tóc tím dùng ánh mắt sâm lạnh nhìn chằm chằm Chu Hằng, một luồng áp lực kinh khủng thả ra ngoài. Cho dù là Liên Tĩnh Hương cũng không phải là mục tiêu, nhưng cũng cảm thấy sự khó thở. Cả người giống như bị kim đâm. Chu Hằng dừng động tác ăn uống lại, nhìn lướt qua hắn, nói. Ngươi sủa cái gì? Một điểm quy củ cũng đều không hiểu.
Cái gì? Miệng ti tiện lắm, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Thanh niên tóc tím cũng không có giận ra mặt, hắn là thiếu niên thiên kiêu, có tín nhiệm vô địch, nhìn thấy người không vừa mắt trực tiếp đánh giết là được, cần để ở trong lòng sao? Nơi này là rất lớn, nhưng người cũng rất nhiều, hai người này lập tức đưa tới sự chú ý của người phụ cận. Gì, đây không phải là Lạc Vô Cực sao? Hắn là người tùy tùng của Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải, bản thân lại là Nhật Diệu Vương Nhị Luân. Cái gì Nhật Diệu Vương Nhị Luân, tin tức kia của người đã lôi thời rồi, hắn sớm đã tiến vào Nhật Diệu Vương Tam Luân. Người nói chuyện với hắn là ai à, như thế nào mới là tu vi Nguyệt Minh Đế? Mặc kệ hắn là ai, khẳng định phải gặp tai ương. Lạc Vô Cực không lâu còn chém giết một Nhật Diệu Vương Bảy Luân, thực lực vô cùng kinh khủng, cũng chỉ có chí tôn trẻ tuổi như Đỗ Hán Thăng, Hồ Mị, Ngô Khải mới có thể chấn áp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Nhật Diệu Vương đối với Nguyệt Minh Đế là nghiền ép tuyệt đối, kết quả này chính là người ngu xuẩn cũng biết, huống chi bản thân Lạc Vô Cực chính là có chiến lực Nhật Diệu Vương nghịch thiên. Chờ bên cạnh, chờ ta ăn xong sẽ tới làm thịt ngươi. Chu Hằng mờ nhạt nói. A Phi, tên này khẩu khí thật lớn. Mọi người đều sửng sốt ngẩn ra, Nguyệt Minh Đế nào dám nói chuyện như vậy đối với Nhật Diệu Vương. Dáng vẻ này không giống như là đang nói chuyện cùng một gã Nhật Diệu Vương, rõ ràng là coi Lạc Vô Cực trở thành gà vịt heo dê a. Cũng không nói giao thủ, trực tiếp nói là làm thịt. Đã thấy người cuồng ngạo, nhưng chưa từng thấy người không lo lắng chút nào mà cũng dám cuồng ngạo như vậy. Lạc Vô Cực cười ha ha, trên mặt lại là không hề có ý cười, nói. Ngươi cho là ở trong này ta không dám động thủ sao? Ngươi muốn bị đánh thì cứ ra tay đi. Chu Hằng thờ ơ nói, lại bắt đầu cầm linh quả ăn. Mẹ của ngươi là quỷ chết đói đầu thai à, lúc này còn ăn. Mọi người đều kêu lên trong lòng, tiểu tử này cũng quá không đáng tin. Tự tìm khổ. Lạc Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nếu Ngô Khải nói muốn dẫn người đi, hắn nhất định sẽ dẫn Chu Hằng đi, nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, hắn còn có tư cách gì là tùy tùng của Ngô Khải. Hắn nếu không nói lời vô nghĩa, một bàn tay mở ra chụp tới Chu Hằng, khí thế của Nhật Diệu Vương dương động, hắn vô cùng cường thế. Trong ánh mắt của Chu Hằng chớp động chiến ý sôi sục, hắn đang muốn chiến một trận cùng Nhật Diệu Vương, để kiểm nghiệm thực lực của chính mình một chút. Hữu quyền của hắn ngưng tụ, nghênh đón bàn tay to đang chụp xuống. Bành, một tiếng nặng nề vang lên, thân hình Chu Hằng run rẩy, không tự chủ được mà lui về phía sau, một bước, hai bước, ba bước, đằng đằng đằng, hắn liền lùi lại 17 bước, lúc này mới đứng vững vàng, nhưng một chảo này của Lạc Vô Cực lại bị hóa giải hoàn toàn. Cái gì? Một gã Nguyệt Minh Đế lại có thể hóa giải công kích của Nhật Diệu Vương? Tuy rằng một kích này Lạc Vô Cực cũng chỉ là tùy ý đánh ra, căn bản không có dùng tới mấy thành lực lượng, nhưng Nhật Diệu Vương chính là Nhật Diệu Vương. Chống lại Nguyệt Minh Đế hẳn là nghiền ép tuyệt đối a, trách không được Chu Hằng dám khí phách như thế, người ta quả thật rất lợi hại tới rối tinh rối mù. Nga, có ý tứ. Lạc Vô Cực ngược lại lộ ra một chút tươi cười, hắn là thiên kiêu, không e ngại nhất chính là khiêu chiến. Trên người ngươi có bảo vật tăng lực lượng lên. Hắn tuyệt không tin tưởng có Nguyệt Minh Đế có thể chống lại Nhật Diệu Vương, cái này căn bản là luật sắt ở tiên giới. Đây là chuyện cho tới bây giờ không có phát sinh qua ở lịch sử, mà cũng tuyệt đối không phát sinh. Mọi người bốn phía đều là ồ một tiếng, lộ ra vẻ tỉnh ngộ, đều cảm giác đây mới là cách giải thích đúng. Một tháng trước không phải có một hội đấu giá long trọng ư, nói không chừng Chu Hằng có được bảo vật gì từ đó. Chu Hằng mỉm cười, người luôn luôn không muốn dễ dàng nhận mình thất bại, muốn tìm các loại các dạng lý do, tựa như hắn có thể đỡ một kích của Nhật Diệu Vương, mình làm không được cũng không tin tưởng hắn có thể làm được. Ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, nếu ra tay với ta, vậy chờ bị đánh đi. Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, chủ động phát khởi công kích. Luận về lực lượng, cho dù là Nguyệt Minh Đế nhị thập luân, cũng không thể đánh bừa cùng Nhật Diệu Vương tam luân. Nhưng lực lượng cũng không phải toàn bộ chiến lực, lá bài tẩy của hắn rất nhiều. Thấy Chu Hằng lại dám chủ động ra tay, hai mắt Lạc Vô Cực ngưng tụ, trong lòng hiện lên lửa giận. Ỷ có bí bảo tiện tay đỡ được một kích của hắn liền cho rằng, có thể chống cự lại Nhật Diệu Vương. Dũng khí này ở đâu ra? Tự tin ở đâu? Hắn cười giận dữ. Đưa tay ra, hóa thành một cái bàn tay lớn màu xanh, chụp tới Chu Hằng. Cự trưởng mở ra, không chỗ nào mà không bao lấy. Chu Hằng gào to một tiếng, đánh ra một quyền, trên nắm tay có huyết quang chớp động, nhưng lập tức lại hóa thành một mảnh thần huy màu vàng. Tiểu phù văn công kích đã được hắn bố trí trên nắm tay, nhưng chỉ vẻn vẹn tổ hợp 7 mảnh vỡ phù văn. Vậy là đủ rồi. Bành! Bàn tay lớn màu xanh lập tức đánh ra một cái động lớn, Chu Hằng cường thế lao ra, tiếp tục hướng về giết về Lạc Vô Cực. Cái gì? Người chung quanh cũng là cả kinh. Đây là cái tình huống gì? Một Nguyệt Minh Đế không ngờ đánh xuyên công kích của Nhật Diệu Vương. Đây cũng không phải là lúc trước a. Lúc trước Lạc Vô Cực hoàn toàn không để không ngờ vào mắt. Một trưởng chụp ra không chút để ý.
có thể ngay cả một phần vạn lực lượng cũng không có. Nhưng lần này Lạc Vô Cực biết rất rõ ràng, trên thân Chu Hằng có bí bảo tăng lực lượng lên, như thế nào còn có thể phớt lờ. Không nói toàn lực ứng phó, nhưng khẳng định sẽ đánh thật, làm sao có thể bị Chu Hằng xông phá công kích. Chẳng lẽ nói, không phải Lạc Vô Cực khinh thường, mà là sự cường đại của Chu Hằng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Làm sao có thể, đây chẳng qua là Nguyệt Minh Đế a. Nguyệt Minh Đế làm sao có thể chống cự lại Nhật Diệu Vương, tiên giới có pháp tắc làm bằng sắt, Nhật Diệu Vương tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế, mãi mãi như thế, không người nào có thể đánh vỡ. Hai người chiến đấu thu hút ánh mắt của mọi người. Lúc trước Chu Hằng với Lạc Vô Cực chỉ là đang tranh chấp, tự nhiên không có khả năng dẫn tới chú ý của người khác, nhưng vừa đánh nhau thì không giống nhau. Phát hiện một Nguyệt Minh Đế không ngờ đang chiến đấu cùng Nhật Diệu Vương. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không thể tin, sau đó thì dâng lên khiếp sợ mãnh liệt. Điều này sao có thể? Tốt cho tiểu tử ngươi. Lạc Vô Cực gào to một tiếng, song trưởng xê dịch, hóa thành hai hổ chảo to lớn, nghênh đón quả đấm của Chu Hằng. Bành, bành, bành. Hai người đều là xuất kích rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh ra chừng trăm kích, sau đó thân hình lần lượt thay đổi, đứng cách xa nhau hơn 10 trượng. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lúc trước Chu Hằng cùng Lạc Vô Cực đánh bừa một kích mà chỉ là hơi xuống hạ phong. Lúc đó đã làm cho mọi người rung động, nhưng hiện tại hai người không ngờ chiến khó hòa giải, dường như chẳng phân biệt được trên dưới, cái này cũng quá khoa trương đi. Đây là Nguyệt Minh Đế gì à, lợi hại tới rối tinh rối mù. Lạc Vô Cực mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ kinh sợ, người khác không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng, hai tay của mình sưng lên, phá, nếu không phải bị hắn mạnh mẽ phong chế linh lực, máu tươi đã sớm nhỏ giọt trên mặt đất. Làm sao có thể? Chính là một Nguyệt Minh Đế không ngờ có thể đả thương hắn. Đây là phát sinh như thế nào? Tiểu tử này chẳng lẽ là dung hợp một kiện thần binh ư, lực phá hoại khủng bố tới kinh người. Chu Hằng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng hắn vận dụng tiểu phù văn công kích, nhưng vẻn vẹn chỉ tổ hợp 30 mảnh vỡ phù văn, nếu là toàn lực ra hết, chỉ sợ Lạc Vô Cực sẽ bị hắn trực tiếp đánh thành bã vụn. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính buông tay chiến một trận cùng Nhật Diệu Vương, hắn cũng không muốn chấm dứt chiến đấu nhanh như vậy. Hắn cần một đối thủ như vậy để thích ứng chiến lực bây giờ của chính mình. Lại đến, trong ánh mắt Lạc Vô Cực chớp động chiến ý. Hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện bị một Nguyệt Minh Đế ép bằng, đây quả thực là nhục nhã đối với hắn. Hắn muốn nghiền ép con kiến hôi này. Ông, ông, ông. Phía sau hắn dâng lên ba vầng mặt trời đỏ. Lực lượng kinh khủng lưu chuyển, hắn vận chuyển toàn lực. Nhật Diệu Vương dù sao cũng là Nhật Diệu Vương, toàn lực ứng phó khí chẳng lập tức điên cuồng tăng lên. Ngay cả không khí cũng như ngưng kết, chỉ là cổ uy áp này có thể khiến tim và mật của Nguyệt Minh Đế lạnh lẽo. Lạc Vô Cực không phải vương giả trong võ, vốn dĩ tu vi cao hơn một đại cảnh giới phóng thích ra khí thế, lại có thể đưa đến hiệu quả như nhau. Đến chiến, Chu Hằng cười to, đồng dạng cũng vận chuyển ra 20 vầng trăng, nhưng bởi vì tàng nguyệt đan, nên chỉ có 13 vầng trăng nhảy ra ngoài, tản phát ra hàn mang trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía sau hắn, mơ hồ có từng đạo ánh sáng vàng tràn đầy. 10, 13 vầng trăng. Mọi người lại điên cuồng cả kinh, lịch sử quả thật có đại năng có 15 vầng trăng, nhưng sau khi tiên giới hủy diệt rồi trùng kiến, dường như thiên tài tu luyện cũng bị phá hủy sạch sẽ, đừng nói thiên tài 15 vầng trăng không có xuất hiện nữa, chính là chỗ trống 14 vầng trăng cũng không có ai bù vào. Yêu nghiệt thiên phú nhất chính xác thuộc về vạn cổ tà tôn mấy vạn năm trước đại náo tuyệt tiên thành, nghe nói năm đó hắn chính là 13 vầng trăng, tuy rằng không phải chưa từng có ai. Nhưng ở giới võ đạo thiên tài điêu linh hiện nay, dường như có xu thế hậu vô lai giả. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện quái thai có 13 vầng trăng. Trách không được hắn có thể đủ chống cự lại Nhật Diệu Vương, 13 vầng trăng a. Nơi này ai có được 13 vầng trăng? Không ai. Nếu không có, làm sao biết 13 vầng trăng đến tột cùng có thể chống cự lại Nhật Diệu Vương hay không? Bọn họ tin tưởng những gì mình thấy, đó chính là Chu Hằng thật sự đại chiến cùng Nhật Diệu Vương. Nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành, hắn chẳng phải là có thể trở thành vạn cổ tà tôn thứ hai. Trong lòng Lạc Vô Cực cũng là cả kinh, bản thân hắn chính là thiên kiêu 10 vầng trăng, mà người có thể thuyết phục hắn, để hắn thề chết theo, há lại sẽ chỉ có 10 vầng trăng đơn giản như vậy. Ngô Khải ở thời điểm Nguyệt Minh Đế chính là thiên tài có được 12 vầng trăng. Nhiều hơn một vầng trăng, nhiều gấp bội lực lượng, cộng thêm Ngô Khải nắm giữ mấy môn thượng cổ tiên thuật, chiến lực cường đại hơn so với hắn há chỉ gấp ngàn lần. Hắn là tâm phục khẩu phục Ngô Khải, nên mới làm tùy tùng trung thành. Không nghĩ tới, hiện tại không ngờ một thiên tài 13 vầng trăng mạnh hơn chạy ra. Hắn tự nhiên không có khả năng đi làm tùy tùng của Chu Hằng. Trong lòng đột nhiên phát ra sát khí, hắn muốn giết thiên tài còn chưa trưởng thành này, bình định con đường đi tới đỉnh phong của chủ nhân mình. Ngô Khải, là đã định trước nhất định phải trở thành sáng thế đế,
hắn không cho phép bất luận kẻ nào trở thành chướng ngại vật của Ngô Khải, không cần Ngô Khải ra tay hắn sẽ dẫn đầu dọn sạch, đây là bổn phận của một người tùy tùng. Bành! Một gã Nhật Diệu Vương bắt đầu kịch liệt giao phong cùng một Nguyệt Minh Đế, Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, thần huy chói lọi. Gần như ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới đây, mỗi một người đều đầu tiên là không tin, sau đó kinh hãi, nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong đó kinh hãi nhất là Liên Tĩnh Hương, nàng làm thế nào biết chiến lực của Chu Hằng đúng là nghịch thiên đến loại tình trạng này. Cảnh giới của Lạc Vô Cực mặc dù chỉ là Nhật Diệu Vương Tam Luân, nhưng người ta là thiên tài, chiến lực đủ để bằng được Nhật Diệu Vương đỉnh phong bình thường. Mà Liên Hữu Hạo ở mặt ngoài là Nhật Diệu Vương Bốn Luân, nhưng chiến lực cũng chính là Nhật Diệu Vương Bốn Luân. Chu Hằng có thể địch lại Lạc Vô Cực, không phải có thể áp chế Liên Hữu Hạo sao? Nàng không khỏi sợ, lúc trước Liên Hữu Hạo khá không khách khí đối với Chu Hằng, thậm chí có tính toán đưa hắn giao ra để bình ổn Hàn Xương công tử, may mà Chu Hằng không có phẫn nộ a. Chiến, 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 chiến. Chu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, hắn ở lực lượng tuy rằng không bằng đối phương, nhưng thể chất của hắn đã đến gần pháp khí Nhật Diệu cảnh, chính là bị một ít dư lực ảnh hưởng cũng không có chuyện gì. Còn nữa, hắn còn có phù văn trị liệu, thực sự bị thương cũng không sợ, nhẹ nhàng vừa chuyển liền có thể lập tức khép lại. Hắn triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, ở phương diện tốc độ đã vượt qua Lạc Vô Cực, tiểu phù văn công kích thượng lưu ở hai đấm, tản phát ra vầng hào quang màu vàng, chính là Huyết Hà lão tổ đích thân tới, cũng chưa chắc nhận được đây là Huyết Hà thiên kinh. Lạc Vô Cực lập tức rơi vào hạ phong, chỉ cảm thấy công kích của Chu Hằng giống như thủy ngân vô khổng bất nhập, thân pháp lại quỷ dị mau lẹ. Hắn rõ ràng đánh ra một quyền, nhưng đối phương lại sớm đã biến mất vô tung. Người ở bên ngoài cho rằng, thân hình Chu Hằng giống như một đạo lưu quang, nhanh tới mức ngay cả bọn họ cũng không thể nắm lấy. Bọn họ không tự chủ được, mà nghĩ tới lấy bản thân thay vào vị trí của Lạc Vô Cực, suy nghĩ một chút đều là nổi lên mồ hôi lạnh, dưới tình huống như vậy bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Chu Hằng càng như nước chảy mây trôi, lực lượng của đối phương đúng là trên hắn, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ ngưng kết không gian, loại cấp bậc lực lượng này đừng nói áp chế hắn. Chính là đánh ngang tay cũng chưa đủ. Nếu là hắn chỉ có Tấn Vân Lưu Quang Bộ, còn chưa đủ để tạo thành uy hiếp với Lạc Vô Cực, trừ phi sử xuất ra Lăng Thiên Cửu Thức, nhưng hiện tại hắn nắm giữ một loại pháp kỹ kinh khủng khác, diệu thuật thiên địa tạo ra là cường đại cỡ nào. A, à, một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Lạc Vô Cực rút lui 17 bước, trên mặt hiện ra một vết sưng phù thật cao, đúng là bị Chu Hằng đánh một bạt tai. Này, Thiên Cổ Kỳ Văn a, Nguyệt Minh Đế không ngờ ở trong chiến đấu tránh diện bị Nhật Diệu Vương đánh một bạt tai. Này nói ra có người tin tưởng sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, những người khác nói ra lời như vậy hắn có thể ném hạt dưa vào đối phương, con bà nó chưa tỉnh ngủ đúng không? Rất nghịch thiên a, à, trách không được năm đó, vạn cổ tà tôn làm cho toàn bộ Tuyệt Tiên Thành đều là gà chó không yên, 13 vầng trăng quá cường đại. Này tuyệt không dừng lại là 13 vầng trăng. Không sai. 13 vầng trăng chỉ là khiển tiểu tử kia có tư cách chiến một trận cùng Nhật Diệu Vương, nhưng hắn có thể thắng được lại là bởi vì tiên thuật mà hắn nắm giữ quá cường đại. Thân pháp nhanh như quang lưu kia. Nếu là ngươi chống lại, ngươi có biện pháp ứng đối sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là ngạc nhiên thán phục sự cường đại của Chu Hằng, đối với kẻ bại lại không có một tia đồng tình. Người tiên giới sẽ chỉ sùng bái cường giả, không ai sẽ đồng tình với kẻ yếu. Hảo! Hảo! Trong ánh mắt Lạc Vô Cực phóng hỏa, ở trước mắt bao người bị đánh một bạt tai, mặt mũi của hắn cũng bị xóa sạch sẽ, cho dù hắn lấy lại một bạt tay này cũng không thể vãn hồi, nhưng dù sao cũng phải làm. Hai tay hắn hợp lại, cả người đúng là tràn đầy khí tức trang nghiêm trang trọng, toàn thân có một đạo quang hoa màu bạc trắng lưu động, giống như một thần trích viễn cổ sống lại. Áp lực kinh khủng ầm ầm cuốn tới. Ân, ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, đây là công pháp gì, có chút ý tứ. Chấn cho ta. Lạc Vô Cực bắn người dựng lên, hai tay vẫn duy trì tư thế hợp lại, lại là hóa thành một cái bỏ bình, tản ra ánh sáng trắng, chấn tới Chu Hằng. Ánh sáng trắng chớp động, không gian bị đánh rách tả tơi, tất cả mọi người ở phụ cận đều có cảm giác đầu nhẹ chân nặng nghiêng ngả. Trong không trung, bọn họ cả kinh vội vàng vận chuyển linh lực, ổn định thân thể. Ầm, tay Lạc Vô Cực tạo ra một cái bỏ bình to lớn, phẳng phất từ viễn cổ đi tới, chấn áp quá khứ vị lai. Đây chẳng lẽ là bỏ bình thuật sớm đã thất truyền? Tiền sử đã có bảo bình thuật hoành hành nhất thời. Truyền thuyết hơn 50 vạn năm trước từng được Khổ Đầu Tăng lấy, tạo ra vô số sát nghiệt, cuối cùng bị đại năng của Tuyệt Tiên Thành trấn áp, môn kỳ công này cũng thất truyền theo đó. Không nghĩ tới lại bị Lạc Vô Cực chiếm được. Không đúng, bảo bình thuật chân chính hẳn là gần trong suốt, Lạc Vô Cực còn không có nắm giữ được bản chất. Ta nghĩ ra rồi, bảo bình thuật này là Ngô Khải đoạt được, Lạc Vô Cực chỉ là chiếm được truyền thụ của Ngô Khải, vẻn vẹn chỉ học được một chút. Không phải chứ, một chút đã có uy năng kinh khủng như vậy,
ta cảm giác mình sắp bị hút vào trong vỏ bình bị luyện hóa. Vậy dĩ nhiên, nếu không năm đó khổ đầu tăng làm sao có thể tạo ra 8 ngày giết chóc, không biết bao nhiêu thiên tài, cường giả bị hắn luyện hóa thành máu loãng, nếu không phải cuối cùng đại năng của tuyệt tiên thành ra, quả nhiên không người nào có thể chế phục được hắn. Môn công pháp này của Lạc Vô Cực khiến cho mọi người thảo luận lớn, cuối cùng bọn họ đều là có kết luận, đây cũng là một môn kỳ công tồn tại trong lịch sử, uy lực vô cùng cường đại. Phàm là liên quan đến tiền sử, liền ý nghĩa là thần bí, ý nghĩa là cường đại, dường như mọi người đều có loại sùng bái mù quáng đối với cổ nhân. Tuy nhiên, bảo bình thuật này quả thật cường đại. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, nhưng hắn càng ngày càng cảm giác không khí ngưng kết, không gian này rất không ổn định, một hồi trọng lực hướng xuống phía dưới, một hồi trọng lực hướng về phía trước, để tiết tấu của hắn đại loạn, như thế nào cũng không thể phát huy được chỗ huyền diệu của tấn vân lưu quang bộ. Thượng cổ kỳ thuật quả thật bất phàm. Hút cho ta. Lạc Vô Cực cười lạnh, hai tay của hắn từ dưới cánh tay đều biến mất, biến thành một cái bào bình màu bạc to lớn, miệng bình phát ra lực hút vô cùng kinh khủng đối với Chu Hằng. Với tu vi Nhật Diệu Vương của hắn thi triển ra, còn có thượng cổ kỳ công này tăng phúc, lực hút này cực kỳ lớn. Cho dù là lực lượng Chu Hằng đạt tới trình tự tương đương cùng hắn, cũng chưa hẳn có thể chống cự cự lực như vậy, huống chi hắn thực ra vẫn chỉ là Nguyệt Minh Đế, chỉ là có được lực lượng tương đương với Nhật Diệu Vương một luân. Hưu, hắn bị hút vào trong bỏ bình màu bạc. Luyện hóa, Lạc Vô Cực hét lớn một tiếng, song trưởng ấn mạnh xuống phía dưới, ông một tiếng, bỏ bình rơi xuống đất, chiều cao 3 trượng, giống như một cái đỉnh trụ dài. Toàn thân hắn có ngân quang lưu chuyển, đang vận chuyển lực lượng luyện hóa Chu Hằng. Bị hắn hút vào bỏ bình, chính là mọi người có thực lực so với hắn chỉ có bị luyện thành máu loãng. Đây là kỳ công của tiền sử, chủ nhân phúc duyên nghịch thiên, chiếm được kế thừa của khổ đầu tăng. Xong, một thiên tài có được 13 vầng trăng liền chết như vậy. Mọi người đều cảm thán trong lòng, nếu là cùng giai chiến một trận, Lạc Vô Cực chỉ sợ trong 2-3 chiêu cũng sẽ bị Chu Hằng tùy ý hủy diệt. Đáng tiếc, quá nhiều thiên tài đã ngã xuống trên con đường trưởng thành. Ai bảo hắn thật ngông cuồng, thực lực không bằng liền đàng hoàng nghe lời nha, không nên kiêu ngạo, hiện tại kiêu ngạo đã phải đền bằng mạng. Bành, đầu lưỡi mọi người nhao nhao phun ra. Chỉ thấy Chu Hằng ngạo nghễ đứng thẳng, toàn thân tản ra ánh sáng vàng sáng quắc, thần huy lưu chuyển, như một thần minh bất hủ. Khí thế vô biên lưu chuyển, mọi người đều có loại xúc động quỳ xuống thần phục thần minh này. Nếu không phải tu vi mỗi người bọn họ coi như rất cao, chỉ sợ thực sự đã quỳ xuống. Làm sao có thể? Lúc này Lạc Vô Cực thực sự bị chấn kinh rồi, kinh đến tận xương tủy. Bị hút vào vỏ bình chính là chết a. Hắn trước kia có thể chấn giết Nhật Diệu Vương 7 luân, cũng là bởi vì thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị đột nhiên tế xuất ra vỏ bình thuật. Như vậy một Nhật Diệu Vương đỉnh phong lực lượng mạnh mẽ hơn, vô số lần so với hắn không hề chống cự bị luyện hóa thành máu loãng. Bởi vậy Lạc Vô Cực tự nhiên tràn đầy tin tưởng đối với kỳ công này. Không có gì là không thể nào. Chu Hằng khinh thường cười, vỏ bình thuật là thượng cổ kỳ công thì như thế nào, có thể so sánh với thiên kinh do thiên địa sinh ra sao? Hắn toàn thân hiện đầy tiểu phù văn công kích, đánh ra một cái thì bỏ bình này liền nát. Hưu, thân hình hắn nhào ra, trong mắt sát ý lưu chuyển, đối phương xuống tay ác độc, cũng khơi dậy sát cơ của hắn. Bành, bành, bành. Lạc Vô Cực miễn cưỡng chống đỡ, pháp kỹ mạnh nhất của hắn bị Chu Hằng phá giải, lúc này không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, sau khi chống đỡ mấy chiêu liền lâm vào cảnh tuyệt đối bất lợi. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tế xuất hắc kiếm, tinh khí sinh mệnh của một gã Nhật Diệu Vương đủ để cho hắn hoàn thành tích lũy của 21 vầng trăng. Hắc kiếm giơ lên, bỗng nhiên chém xuống. Nguyệt Minh Đế chém ngược Nhật Diệu Vương. Mọi người đều là thấy mà sợ hãi trong lòng, này chỉ sợ là chuyện chưa phát sinh qua trong lịch sử của tiên giới. Con bà nó, nghịch thiên a, bành. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một đạo ngân quang xẹt qua, kiếm khí ngang dọc. Giống như khai thiên phách địa, tất cả mọi người đều có cảm giác mở mắt không được, chỉ cảm thấy bầu trời xé rách ở trước mặt bọn họ. Chu Hằng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng lại hiện lên một cỗ báo động không thể nói, chỉ cảm thấy chính mình duy trì thế công nữa, cả người sẽ bị chẻ thành 2 đoạn. Thân hình cấp bách lộn nhào, hắn rút lui với tốc độ cao nhất, trong nháy mắt lui 10 trượng, nhưng trên trán vẫn là hiện ra một vệt máu, sau đó chậm rãi chảy ra máu tươi, rơi xuống theo gò má của hắn. Một kiếm thật mạnh. Hắn đã tránh thoát kiếm quang, nhưng một đạo kiếm khí xẹt qua vẫn làm trán của hắn bị thương. Nếu không có thể chất mạnh mẽ, sắp đạt tới trình độ pháp khí Nhật Diệu cảnh, chỉ sợ đạo kiếm khí này cũng có thể chặt đứt đầu hắn. Thậm chí ngay cả thần trích của hắn đều có thể chém chết cùng nhau. Đột nhiên, một kiếm mạnh mẽ tới cực điểm này tới khiến mọi người đều yên lặng. Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Vô Cực chết chắc rồi nhưng đúng như, khi bọn họ nghĩ Chu Hằng chết chắc rồi, chuyện phát triển luôn gây ngạc nhiên. Chủ nhân,
Lạc Vô Cực vừa ngạc nhiên vui mừng vừa thẹn kêu lên. Có thể bảo vệ một mạng tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn chẳng những không có hoàn thành chuyện chủ nhân phân phó, còn phải để chủ nhân xuất thủ cứu hắn, có thể nào không để cho hắn xấu hổ đến mức muốn đào cái hầm ngầm chôn bản thân a. Chủ nhân, nhất kiếm phá thiên, Ngô Khải. Không hổ là nhất kiếm phá thiên, một kiếm kia quả thật có tiềm lực xé bầu trời, đợi một thời gian cũng không phải làm không được nhất kiếm phá thiên. Thắng bại là chuyện thường, không cần để ở trong lòng. Thanh âm bình tĩnh vang lên, tuy rằng không vang dội lắm, nhưng lại mang theo uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta kiềm lòng không được liền tin, không hề có đạo lý. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên phong thần tuấn lãng tay đang cầm một chiếc đũa, nhưng theo hắn buông chiếc đũa này trong nháy mắt cũng biến thành bột phấn. Chẳng lẽ một kiếm vừa rồi kia là hắn dùng chiếc đũa để phát ra sao? Khủng bố! Quá kinh khủng! Trong nháy mắt, mọi người đều quên Lạc Vô Cực thảm bại, quên mất Chu Hằng yêu nghiệt. Chỉ có kính sợ đối với cường đại không gì sánh được của thanh niên này. Một chiếc đũa đã có thể phát ra một kiếm kinh khủng như vậy, nếu như dùng thần binh, sẽ bộc phát ra lực sát thương kinh khủng bực nào. Nhất kiếm phá thiên, danh xứng với thực. Ngô Khải đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ Chu Hằng. Mỗi một bước đạp xuống đều hình như có thần quang chiếu tới. Đây là một chí tôn trẻ tuổi. Chỉ cần không ngã xuống thì tiền đồ tương lai vô cùng sáng ngời, thậm chí có khả năng trở thành sáng thế đế. Mọi người không tự chủ được nhường ra một lối đi, ngay cả Thắt Lưng Vô Tình cũng hơi cúi thấp, dường như không dám cùng tồn tại với vị chí tôn trẻ tuổi này. Vương giả trong võ. Hai mắt Chu Hằng nhíu lại, Ngô Khải đồng dạng là một Nhật Diệu Vương, cũng không có nhảy vọt đến Nhật Diệu Hoàng. Nhưng áp lực của Nhật Diệu Vương này hoàn toàn bất đồng với Lạc Vô Cực, không biết cao hơn bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là một Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn. Nhưng vậy thì như thế nào? Chiến ý của Chu Hằng tăng cao, đưa tay điểm vào trán một cái, phù văn trị liệu lưu chuyển, miệng vết thương kia lập tức khép lại. Trong nháy mắt khép lại, giống như chưa từng có xuất hiện. Hắn nhìn Ngô Khải, tay phải nắm chặt, khóe miệng nhếch lên. Còn cười được. Này là quái nhân như thế nào a? Đối mặt với một chí tôn tuổi còn trẻ lại còn có thể cười được, đảm lượng của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Không thể phủ nhận, Chu Hằng cũng là một vị chí tôn trẻ tuổi. Thân là Nguyệt Minh Đế có thể đả bại một vị Nhật Diệu Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cảnh giới của hắn dù sao quá yếu, hắn chỉ là Nguyệt Minh cảnh trong chí tôn, mà Ngô Khải lại là chí tôn Nhật Diệu Vương, thậm chí từng giết chết Nhật Diệu Hoàng. Hai người cấp độ bất đồng, lấy bọn họ đặt chung một chỗ để so sánh căn bản là không công bình. Chẳng lẽ Chu Hằng còn muốn tranh tài một trận cùng Ngô Khải? Cái này cũng quá hoang đường đi. Ngươi không tồi, về sau liền theo ta đi. Ngô Khải dừng ở năm trượng trước người Chu Hằng, thản nhiên nói. Không cần hứa chỗ tốt gì, không cần phải nói lợi hại gì, một câu đi theo ta như vậy đủ rồi. Đây là một loại khí phách, một loại khí thế vương giả. Hơn nữa, sau khi thu Chu Hằng làm người tùy tùng, hắn chiến một trận cùng với Lạc Vô Cực liền trở thành luận bàn của người một nhà. Vậy ai thắng ai bại còn có quan hệ gì? Ngô Khải có không chỉ là thiên phú, số mệnh, hắn còn có một cái đầu thông minh. Ngô Huynh! Ngươi sao lại tự mình làm chủ như vậy? Chu huynh là khách nhân tiểu muội mời, ngươi cũng không hỏi trước ta một câu. Một thanh âm tuyệt đẹp êm tai vang lên, mọi người lại nhanh chóng mở ra một lối đi. Một nữ nhân phong thái tuyệt lệ đong đưa phong đồn phì nhũ đã đi tới. Một bước đạp xuống trên mặt đất liền có một đóa hoa hồng ướt át tươi đẹp nở rộ, giống như tiên tử trong hoa. Thứ huyết mân côi hồ mị, người khởi xướng tử hội lần này nổi danh cùng Ngô Khải, một vị trí tôn trẻ tuổi khác. Ngô Khải nhe răng cười nói. Cái này dường như không có quan hệ quá lớn cùng Hồ Tiên Tử, nguyện ý đi theo ta hay là Hồ Tiên Tử, hẳn là bản thân Chu Huynh quyết định, đúng hay không? Những lời này của hắn chính là trong lời nói có đao, ám chỉ Hồ Mị bá đạo, không để cho Chu Hằng lựa chọn. Tự nhiên là do Chu Huynh tự mình quyết định. Hồ Mị tươi cười, như hoa hồng nở rộ. Tuy nhiên, tiểu muội thật đúng là thay Ngô Huynh khinh thường, Chu Huynh tốt xấu cũng thay người làm thịt mấy con chó của Kha Ân, xả giận giúp mấy người tùy tùng của ngươi, ngươi lại để cho bọn họ dùng binh khí với Chu Huynh. Thật sự là biết làm người. Lời này thì càng độc, nhắm thẳng vào Ngô Khải lấy oán trả ơn. Không khỏi nhíu mày, thực ra hắn chỉ là bảo Lạc Vô Cực đi mời Chu Hằng, không nghĩ tới Lạc Vô Cực kiêu căng thành thói, bởi vì Chu Hằng chỉ có Nguyệt Minh Đế liền khinh thị hắn, kết quả dẫn phát một trận chiến đấu. Nếu Lạc Vô Cực có thể dễ dàng thủ thắng ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác còn nao ra động tĩnh lớn như vậy, tức thì bị Chu Hằng đánh cho thảm bại, nếu không phải hắn ra tay thì ngay cả mạng cũng khó giữ được. Đây là sự thật. Mặc hắn miệng nở hoa sen há có thể nói ngược lại. Ngô Khải mặt âm trầm. Hắn khá coi trọng Chu Hằng, nhưng tuyệt không quá coi trọng Chu Hằng. Dù sao cũng chỉ là một Nguyệt Minh Đế thôi, hắn tiện tay là có thể hủy diệt. Hắn thấy chuyện thu Chu Hằng làm tùy tùng là đã cho Chu Hằng mặt mũi, nhưng cũng là nhất cử lưỡng tiện, vãn hồi được mặt mũi của Lạc Vô Cực.
cho nên lúc này mới thuận miệng nói ra. Không nghĩ tới, Hồ Mị lại muốn giành với hắn, điều này khiến cho hắn rất bị động, thậm chí có chút khó xuống đài. Người khác tự nhiên không dám, nhưng mà thanh danh và thực lực của Hồ Mị tự nhiên không kém hắn. Tuy rằng hắn có tín nhiệm tất thắng, nhưng cũng không mù quáng tự đại đi khinh thị Hồ Mị, đây là một kình địch, hắn không thể khinh thường. Ngô huynh, đây là tiệc rượu tiểu muội làm, xin cho tiểu muội mặt mũi, thế nào? Hồ Mị cười tươi, lại có mị lực làm người thần hồn điên đảo. Ngô Khải khẽ nhíu mày, hắn và Hồ Mị sẽ có một trận chiến, nhưng nếu phát sinh ở đây, sẽ không tránh khỏi bị người đàm tiếu. Nói hắn không hiểu quy củ, người khác có ý tốt mời hắn đến dự tiệc, hắn lại còn ra tay trong đại tiệc. Hắn vẫn rất chú trọng thanh danh. Nếu Hồ Tiên Tử đã nói như vậy, mặt mũi tự nhiên ta phải cấp rồi. Ngô Khải tươi cười, chuyện giết người không cần sốt ruột, Ngự Long Điện sắp tới sẽ mở ra, chắc chắn sẽ có một hồi gió tanh mưa máu. Các vị, mời tiếp tục uống rượu, ăn chút điểm tâm. Hồ Mị xoay người cười với mọi người, nàng là chủ nhân tự nhiên phải duy trì không khí yến tiệc. Nói những lời này, nàng dịu dàng cười, chạy tới chỗ Chu Hằng. Cũng vì vậy, Chu Hằng cũng bỏ qua ý niệm đánh một trận với Ngô Khải. Mặc kệ nói như thế nào, Hồ Mị đã giúp hắn một lần. Mặc dù hắn cũng không cần người giúp, nhưng mà vì phần nhân tình này hắn vẫn phải cho người ta mặt mũi. Đa tạ Hồ Tiên Tử ra tay. Chu Hằng ôm quyền nói. Vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt cũng không có vẻ kinh diễm. Dường như người đang đứng trước mặt hắn cũng không phải là đại mỹ nữ Kiều Mị. Hồ Mị có chút ngoài ý muốn, nàng là mỹ nữ một xuất sắc thực ra có chút ưu thế. Bao nhiêu người vì nàng mà tâm thần thất thủ, bị nàng sai khiến dễ dàng. Đương nhiên, cũng có phần là thực lực nàng đủ mạnh, nếu không nữ nhân quá đẹp cũng không phải chuyện tốt gì. Chỉ trở thành đồ chơi của nam nhân mà thôi. Hồ Mị mỉm cười, nói. Lúc trước đã biết một chút về Chu Huynh, tưởng rằng Chu Huynh là dược sư tam tinh, nhưng không nghĩ tới. Chu Huynh thậm chí ngay cả đan dược thất phẩm cũng có thể luyện chế được, đúng là khiến tiểu muội hoảng sợ rồi. Nàng bình đẳng nói chuyện với Chu Hằng, cũng không phải vì chiến lực vừa rồi Chu Hằng triển lộ ra, mà vì Chu Hằng có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Như vậy có nghĩa là Chu Hằng chính là dược sư thất tinh. Quá kinh người. Dược sư thất tinh trẻ tuổi như vậy, tương lai nói không chừng còn có hy vọng trở thành dược sư bát tinh, thậm chí cửu tinh. Tồn tại như vậy cho dù sáng thế đế cũng phải lấy lễ đối đãi. Hồ Mị nhìn chúng chính là tiềm lực sau này của Chu Hằng, hơn nữa còn có khả năng thành công rất lớn. Dược sư thất tinh. Liên Tĩnh Hương hoảng sợ, Chu Hằng là thất tinh, dược sư thất tinh. Thật là hoang đường. Nhưng mà Hồ Mị lại nói sảng sao. Nàng là họ Hồ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nói mê sảng. Nàng trước đó cũng coi trọng Chu Hằng, nhưng mà mặc nàng coi trọng Chu Hằng cao như thế nào đi nữa, thì cũng không nghĩ tới hắn chính là dược sư thất tinh. Nghĩ đến thái độ Liên Hữu Hạo với Chu Hằng, nàng có cảm giác muốn chết. Chu Hằng lại lắc lắc đầu, nói, tiên tử lầm rồi, ta chỉ là dược sư tam tinh, nào có năng lực luyện chế đan dược thất phẩm chứ. Hắn tuyệt đối không thừa nhận ba viên cố hồn đan kia là hắn do luyện chế. Chuyện này lộ ra nói không chừng sẽ có người bắt hắn đi luyện đan. Hồ Mị cũng không rằng co chủ đề này nữa, dù sao chỉ cần nàng biết Chu Hằng có thực lực này là được rồi. Sau khi nàng nói với Chu Hằng vài câu lập tức rời đi. Thân là chủ yến tiệc, sao chỉ có thể tiếp một khách nhân, còn có nhiều người cần nàng đi chào hỏi. Chỉ chốc lát, tiệc rượu chính thức tiến hành, có mỹ nữ nhảy múa, có ca kỹ đàn hát, cũng có chú hề làm trò, chọc cho mọi người cười ha ha. Chu Hằng đều chú tâm ăn uống, tuy rằng Liên Tĩnh Hương bồi hắn một hồi, nhưng vẫn rời đi giao thiệp, đây là một cơ hội khó có được. Tuy rằng Chu Hằng là một đối tượng chào mời tốt, nhưng mà hắn đang ở trên tinh thuyền liên gia, còn nhiều cơ hội, cũng không cần quá vội. Rất nhanh đi tới chỗ chân linh quả. Và rượu ngon, Chu Hằng ăn tới nghiện, đi dọc bàn càn quét. Mặc dù có rất nhiều người muốn tìm cách đặt quan hệ với hắn, nhưng sau khi biết hắn và Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải có ân oán, từng người lại nhanh chóng rời xa, phảng phất nhìn thấy hắn như nhìn thấy tai tinh vậy. Vạn nhất khiến cho Ngô Khải hiểu lầm thì biết làm sao? Vì một chí tôn trong Nguyệt Minh Đế mà đi đắc tội chí tôn trong Nhật Diệu Vương, đúng là ngu mà. Hơn nữa, Ngự Long Điện sắp mở ra, Nhật Diệu Vương mới là quyết định, sơ ý một chút bị Ngô Khải làm thịt ở đâu đó. Như vậy không phải là hỏng bét sao? Chu Hằng giống như ôn thần, nơi đi qua mọi người đều nhao nhao tán lui. Chuyện này cũng không tồi, Chu Hằng lại chọn được rất nhiều chân linh quả, ăn xong lại tiếp tục tới chỗ khác. Thình thịch, hắn ăn hăng say, lại không dự liệu có người đụng vào. Đương nhiên hai người này cũng không có địch ý, va chạm rất nhẹ. Cũng đúng, thần kinh hắn không có phản ứng, bởi vì đối phương không có sát ý, cũng không có chiến ý. Chỉ là va chạm ngoài ý muốn. Chu Hằng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy va chạm vào hắn là một thiếu nữ dáng người thon dài, ngực to đầy đặn, eo nhỏ thon gọn, mông vểnh mượt mà, dáng người khá nóng bỏng, chỉ là diện mạo lại hết sức bình thường, thuộc loại ra đường không ai thèm liếc một cái.
thiếu nữ này cũng giống hắn, từ một hướng khác càn quét, cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn ứa nước linh quả, nhìn có chút buồn cười. Hai người nhìn nhau một cái, đều cười. Tên ăn tạp gặp tên ăn tạp, đúng là thú vui. Hả, ngươi là tên vừa rồi đánh nhau sao? Cô gái kia nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, đột nhiên kêu lên, thiếu chút nữa phun linh quả còn chưa nuốt xuống ra ngoài. Đây là nhãn lực gì? Hoặc là nói, đối phương căn bản không coi hắn ra gì, cho nên liếc một cái là quên, cho tới nhìn một hồi nữa mới nhớ tới. Ta tên là Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười. Cô gái kia người không xinh đẹp, nhưng mà cặp mắt lại linh động vô cùng, rất là giảo hoạt, hai màu đen trắng phân nhau như linh tuyền, để người ta nhìn vào rất là thoải mái. Nàng chớp chớp, lộ ra vẻ cảnh giác, tiếp đó đánh giá Chu Hằng từ trên xuống dưới một phen, nói. Để làm chi, muốn lôi kéo làm quen sao? Chu Hằng không khỏi bật cười, ngay từ đầu hắn có chút hoài nghi thiếu nữ này có phải dùng thuật dịch dung gì, hay không, dù sao nàng có tiên ngọc khí, dáng người lại hoàn mỹ như vậy, theo lý mà nói, diện mạo không nên bình thường như thế, nhưng mặc cho hắn quan sát như thế nào, thủy chung không phát hiện ra khuôn mặt kia có chỗ mất tự nhiên nào. Có chút đáng tiếc. Đúng vậy, ngươi xem lại đi, toàn bộ người ở đây chỉ có hai chúng ta vùi đầu vào ăn, đây là duyên phận. Chu Hằng cười nói. Cô gái kia lập tức mặt mày hớn hở, nói. Cũng đúng, khai yến tự nhiên có những thứ ngon hiếm, những người này cái trọng cái không cũng chẳng phân biệt được, đúng là lũ ngu ngốc. Ngươi tên là gì? Chu Hằng lại hỏi. Xem như ta và ngươi có chút duyên phận, bổn tiểu thư nổi lòng tốt, nói cho ngươi biết đại danh của bổn tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi dám quên, lần sau bổn tiểu thư sẽ chém đầu ngươi. Thiếu nữ thật sự nghiêm túc nói, còn nhe răng của đe dọa. Chu Hằng cười ha ha, lắc đầu nói. Trí nhớ của ta luôn luôn tốt, sẽ không quên đâu. Vậy được rồi, bổn tiểu thư tên là Băng Tú Lan, băng trong xương băng, tú trong khí tú, lan trong hoa lan, thế nào, tên này dễ nghe chứ? Thiếu nữ đầy đắc ý nhìn Chu Hằng, một bộ ngươi mau khen ngợi ta đi. Dễ nghe. Chu Hằng mỉm cười nói, thiếu nữ này tuy rằng vóc người không xinh đẹp, nhưng không chút làm bộ nào, đây là một phẩm chất khó có được. Vậy ngươi còn không tán dương bổn tiểu thư? Yên tâm đi, bổn tiểu thư tuyệt không kiêu ngạo đâu. Băng Tú Lan tràn ngập mong đợi nhìn Chu Hằng. Thật muốn. Chu Hằng gãi đầu một cái, cùng con lừa đen lăn lộn hồi lâu, hắn am hiểu nhất là tán dương máy móc. Rất muốn. Băng Tú Lan kiên trì nói. Được rồi. Chu Hằng vắt óc tìm kế nói vài ba từ ca ngợi, Băng Tú Lan nghe mà liên tục thở dài, liên tục nói Chu Hằng không có thiên phú. Tuy nhiên, cũng coi như thành thật. Cuối cùng, thiếu nữ này kết luận. Chu Hằng không khỏi đổ mồ hôi, hai chữ thành thật này dường như cho tới bây giờ đã vô duyên với hắn rồi. Nhìn ngươi thành thật như thế, đúng là miễn cưỡng có tư cách làm tỷ phu của bổn tiểu thư. Băng Tú Lan cắn ngón tay làm bộ suy nghĩ, từ từ nói. Tuy rằng nàng dung mạo xấu xí, nhưng mà động tác này lại nhìn rất tự nhiên, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy xót xa. Chu Hằng lại đổ mồ hôi lạnh, thiếu nữ này sao lại suy nghĩ xa như vậy, lại còn tìm hôn phu cho tỷ tỷ mình nữa chứ. Tuy nhiên ngươi không đủ hung a, không hung thì không trấn áp được tỷ tỷ ta, tỷ tỷ kia luôn muốn quản ta. Băng Tú Lan lại tự nhiên lắc đầu, lại liếc Chu Hằng một cái, thở dài, tràn đầy vẻ thất vọng. Chu Hằng không khỏi trố mắt, thì ra nàng tìm nam nhân cho tỷ tỷ mình là... quản tỷ tỷ mình không xen vào việc của mình nữa. Sao lại có ý tưởng kỳ quái như thế? Tỷ tỷ ngươi không bóp chết ngươi coi như là đã nhân từ. Chu Hằng thở dài. Phi, tỷ tỷ ta rất tốt với ta, ngươi không nên châm ngòi mối quan hệ tỷ và ta. Băng Tú Lan lập tức nhướng mày liễu lên, chửi Chu Hằng rảnh hơi. Chu Hằng cười ha ha, nói. Vậy ngươi sao phải vội đẩy nàng đi lấy chồng? Ai bảo tỷ tỷ chỉ muốn tu luyện, ta làm muội muội tất nhiên phải quan tâm nàng. Băng Tú Lan lộ ra hình tượng hy sinh vĩ đại. Ta phát hiện ngươi chẳng những ăn nhiều, mà da mặt còn rất dày đấy. Chu Hằng chật chật lấy làm kỳ. Thiết, không cho phép ngươi nói xấu bổn tiểu thư. Băng Tú Lan trắng mắt nhìn Chu Hằng một cái. Chu Hằng lại cười, cùng thiếu nữ tính tình kỳ quái này nói chuyện khiến cho tâm tình hắn cực kỳ thư sướng. Được rồi, về sau sẽ chậm rãi khảo sát ngươi. Hiện tại bổn tiểu thư sẽ liệt ngươi là tỷ phủ đầu tiên. Chỉ cần ngươi mang ơn bổn tiểu thư là đủ rồi. Băng Tú Lan lại thèm ăn nói. Hiện tại bổn tiểu thư không rảnh nói chuyện với ngươi. Chu Hằng cũng không đùa nữa, lập tức tranh đoạt đồ ăn với nàng. Yến hội tiến hành rất thuận lợi, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều đạt được mục đích của mình. Hành trình Ngự Long Điện không lâu sau khẳng định là, chí tôn trong năm đại nhật diệu vương chiếm ưu thế, có thể nói là song quyền nan địch tứ thủ, đơn thương độc mã không qua được bọn họ, chẳng lẽ không thể kêu lên một đống người vây công sao? 10, trăm người, ngàn, vạn. Lần hành trình Ngự Long Điện này không nói chuyện khác, người tuyệt đối có không ít. Vì Hóa Long cửu trảm, có khi có người nguyện ý liều mạng. Liên Tĩnh Hương cũng không ngoại lệ, nàng và mấy đại gia tộc kết thành đồng minh, nếu bọn họ không liên hiệp lại,
thì căn bản không thể cạnh tranh với Ngô Khải và Chí Tôn năm đại nhật diệu cảnh. Chính là vì mọi người đều rất tận hứng, không khí yến hội cũng rất náo nhiệt, hài hòa. Thình thịch, ở trong không khí hài hòa này, chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, cửa lớn khoang thuyền bỗng nhiên bị người đạp sập, một đạo nhân ảnh xông vào. Đây là một nam nhân trẻ tuổi toàn thân tản ra khí thế khủng bố, quanh người lượn lờ băng khí, làm cho hắn giống như một quái thú băng xương. Cường đại, khí phách, mọi người lần đầu nhìn hắn đều toát ra cảm giác như vậy, đây tuyệt đối là một nhân vật khó lường, khí thế kia cũng không phải cảnh giới có thể làm được, đây là biểu lộ tự nhiên của một võ giả cường đại. Người này chính là Hàn Xương công tử Kha Ân. Cái gì, lại là hắn? Trách không được có được khí thế kinh khủng như thế. Hắn cuối cùng đã tới. Người ta rõ ràng lai giả bất thiện a, xem ra phải đánh với thứ huyết mân côi một trận. Không nhất định, ngươi không nghe nói hơn một tháng, trước 4 tùy tùng của Hàn Xương công tử bị người ta đánh chém sao? Không phải chứ? Lại có người lớn gan như vậy? Chẳng lẽ Nhật Diệu Đế? Hay là đại năng thăng hoa cảnh? Nếu không, ai dám động vào người của Hàn Xương công tử chứ? Cũng đều không phải. Đó chỉ là một Nguyệt Minh Đế. Không thể nào à? Nguyệt Minh Đế nào lại to gan lớn mật như thế? Người đoán đi. Xít, chẳng lẽ chính là người vừa rồi đả bại tùy tùng của Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải sao? Đã đoán đúng. Năng lực rước họa của người này đúng là còn khoa trương hơn chiến lực của hắn, ai cũng trêu chọc. Hồ Mị thoát lên một cái, đã xuất hiện ở cửa và nói. Kha Ân, ngươi không cảm thấy phương thức dự tiệc như vậy quá bá đạo sao? Tuyệt không. Vị Hàn Xương công tử này quả nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, đối mặt với một mỹ nữ như thiên tiên lại không có chút dao động. Toàn thân hắn hàn khí lượn lờ, diện mạo cụ thể như thế nào cũng không thấy rõ. Ta chỉ muốn tìm một người, ngươi giao người đó ra ta liền đi. Hồ Mị nhíu mày nói. Hôm nay tới đây đều là khách của Hồ Mị ta, ngươi muốn ta giao người, rõ ràng là muốn làm khó ta. Không giao người thì ta sẽ giết sạch người ở đây. Hàn Xương công tử nói, giọng điệu bình thản lại lạnh như băng, dường như đang nói một chuyện rất bình thường. Thật cuồng, thật bá đạo. Toàn trường đều giận dữ, bọn họ quả thật không bằng Hàn Xương công tử, nhưng mà cũng không có nghĩa là thế lực phía sau bọn họ không bằng Hàn Xương công tử, không bằng Kha gia sau lưng hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Hàn Xương công tử ngươi hiện tại cũng chỉ là Nhật Diệu Vương. Có thể vô địch trong Nhật Diệu nhất trọng thiên, nhưng mà Nhật Diệu nhất trọng thiên cũng không phải mạnh nhất tiên giới, người mạnh hơn ngươi còn không đếm xuể đó. Kha Ân, ngươi thật quá đáng. Hồ Mị cũng mặt lạnh lại, đối phương căn bản không giảng đạo lý. Nàng nói nhiều hơn nữa cũng vô nghĩa. Ha ha ha, bất quá chỉ là rác rưởi lãng phí tư nguyên. Cho dù giết sạch toàn bộ thì đã sao? Hàn Xương công tử cười lạnh, khinh bỉ mọi người dưới chân, cũng để cho mọi người đều hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ là rác rưởi. Dĩ nhiên không phải, bọn đều là thiên tài các gia tộc, chỉ là không yêu nghiệt như mấy người Hàn Xương công tử, Nhất Kiếm Phá Thiên mà thôi. Vậy liền chiến một trận đi. Hồ Mị lạnh lùng nói, đây là địa bàn của nàng, có gì phải sợ? Có gì từ từ nói, cần gì phải làm mất hòa khí? Ngô Khải đột nhiên vọt tới, chắn trước mặt Hồ Mị. Hắn mặc dù lấy thân phận hòa giải xuất hiện, nhưng mà lại cố tình đỡ cho Hồ Mị, dụng ý rất rõ ràng. Hàn Xương công tử ha ha cười to một tiếng, bước nhanh vào trong khoang thuyền nói. Người không liên quan đều cút ngay cho ta, không nên chặn đường bản công tử. Kha Ân, nói chuyện khách khí một chút, ngươi bất quá chỉ là. Phốc, có người không phục, đứng ra vừa nói một chữ, lại bị Kha Ân trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu, thần hình câu diệt. Hắn thật sự dám ra tay độc ác. Mọi người đều hoảng hốt, tên này là kẻ điên sao? Người nơi này người nào mà không có bối cảnh thăng hoa cảnh? Cho dù kém Kha gia cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều, thậm chí còn có gia tộc mạnh hơn cả Kha gia đấy. Hắn giết loạn như vậy, không sợ bị quần công sao? Trước đó vài ngày nghe được một tin đồn, có vị sáng thế vương thu Kha Ân làm đệ tử ký danh. Cái gì? Chuyện này là thật. Nhìn hắn lớn lối như thế, hẳn là không giả rồi. Đáng ghét. Cái tin tức kinh người này lập tức truyền ra, mọi người đều im lặng. Sáng thế vương là tồn tại tuyệt đối nghiền ép bất kỳ cường giả thăng hoa cảnh nào, một tay có thể san bằng. Trong những người này không thiếu hậu đại thăng hoa đế, nhưng mà so với sáng thế vương thì còn kém xa đấy. Không thể trêu vào. Tuyệt đối không thể trêu vào. Thiết, sáng thế vương có gì đặc biệt hơn người? Băng Tú Lan suy một tiếng tỏ vẻ khinh thường, lại tiếp tục ăn thống khoái, những lời này phát ra từ mũi, rất là mơ hồ. Chu Hằng cũng không coi thế vương ra gì, không nói bên cạnh hắn có vị thiên nữ tuyệt thế, ít nhất một vị sáng thế đế đã mời chào hắn đó. Nếu như mời được Đông Quách Hằng ra mặt, cho dù một sáng thế vương thì nhằm nhò gì? Hàn Xương công tử một đường đi qua, người chắn trước mặt nhao nhao tránh ra. Đều rất không cam lòng lui sang hai bên, không có biện pháp, ba chữ sáng thế vương đủ để nghiền vỡ tôn nghiêm của bọn họ rồi. Cuối cùng, hiện ra một đôi nam nữ ngồi xếp bằng giữa bàn đoạt đồ ăn.
là Chu Hằng, còn có một nữ nhân dung mạo xấu xí. Hai người đều giống như quỷ đói đầu thai, ăn rất là nhập tâm, dường như căn bản không nhìn thấy một người sát khí lẫm lẫm tới gần. Thấy một màn như vậy, mọi người đều có loại cảm giác như đang nằm mơ. Hàn Sương công tử kiêu ngạo, nhưng mà đôi nam nữ kia càng thêm khí phách a, căn bản không để Hàn Sương công tử vào mắt, miệt thị đến rối tinh rối mù. Đáng tiếc là, cảnh giới Chu Hằng rất rõ ràng, Nguyệt Minh đế mà thôi, hắn có thể chiến Nhật Diệu Vương thông thường, thậm chí thắng được, nhưng mà gặp loại thiên tài quét ngang võ giả cùng giới như là Hàn Sương công tử này thì kết quả chỉ có một, chết. Vừa rồi nhất kiếm phá thiên đã chứng minh rồi, Chu Hằng và tồn tại như vậy có chênh lệch rất lớn. Quỳ xuống, tự sát đi. Hàn Sương công tử nhìn Chu Hằng, trước đây hắn chưa từng gặp qua Chu Hằng, chỉ thông qua truyền tấn thạch nhìn ra bộ dạng của Chu Hằng, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Hằng. Ngữ khí rất bình thản, lại mang theo uy nghiêm không thể cự tuyệt. Này, tên băng lạnh ngươi có thể nói tiếng người hay không? Chu Hằng còn chưa mở miệng, Băng Tú Lan lại nổi đóa trước, tay chống cằm. Hơn nữa, quấy rầy người khác ăn uống là rất không lễ phép đây, mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Thật to gan. Mọi người âm thầm đổ mồ hôi thay Băng Tú Lan, tiểu cô nương này đúng là người không biết sợ. Hừ. Hàn Sương công tử tiện tay đánh ra một chưởng, một cơn gió lạnh trào ra, lạnh tới thấu xương. Chu Hằng nhanh vọt tới, trong nháy mắt ôm lấy Băng Tú Lan bắn ra, hư một tiếng, hắn đã nhảy ra trăm trượng. Nhìn lại, chỗ hắn và Băng Tú Lan đứng đã bị một mảnh xương lạnh đóng băng, xung quanh còn có mấy người bị liên lụy, bị băng kết, không còn chút khí tức nào tiết ra nữa. Đã chết, thần hồn câu diệt, thật là ác độc, nhưng cũng thật mạnh, tiện tay một kích đã có thể đánh giết Nhật Diệu Vương rồi. Mau thả bổn tiểu thư xuống, số tiểu tử ngươi ít động tay động chân với bổn tiểu thư đi, ngươi còn chưa trở thành tỷ phu của bổn tiểu thư đâu. Phi, dù tính ngươi làm tỷ phu của bổn tiểu thư, dám động tay động chân với bổn tiểu thư thì cũng phải chặt vuốt chó của ngươi. Băng Tú Lan ở trong lòng Chu Hằng tạo phản. Chu Hằng buông thiếu nữ xuống, thuận tay đẩy nàng ra xa. Hàn Sương công tử này quả thật rất mạnh, thực lực không kém gì nhất kiếm phá thiên. Một đối thủ hiếm có. Chu Hằng trở nên hưng phấn, trong mắt phát ra chiến ý kinh người, hắn khát cầu chiến một trận. Hàn Sương công tử chắp tay sau lưng, xoay người đi tới gần Chu Hằng. Một bước hạ xuống liền có một mảnh khí băng đẩy ra, hàn khí cuồn cuộn, khiến cho mỗi người đều run sợ. Người gần Chu Hằng không ngừng chạy đi, Hàn Sương công tử là người điên, ra tay không có chút băn khoăn nào, ở gần Chu Hằng thì quá nguy hiểm. Bên kia, Hồ Mị bị Ngô Khải cuốn lấy, mà Hồ gia không ngờ không có cường giả ra mặt ngăn cản Hàn Sương công tử, xem ra chuyện hắn được Sáng Thế Vương thu làm đệ tử ký danh cũng không phải giả, Hồ gia căn bản không dám đắc tội hắn. Đồ đệ của Sáng Thế Vương có thể bị khinh nhục sao? Muốn ngăn cản Hàn Sương công tử, chỉ có thể là võ giả cùng giai ra mặt, không phải ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, tưởng rằng Sáng Thế Vương thì sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ hả? Còn nếu như Hàn Sương công tử bị võ giả cùng giai đả bại, vị Sáng Thế Vương kia làm sao còn mặt mũi ra mặt cho hắn? Không thể lực áp cùng thế hệ, thì có tư cách gì làm đồ đệ của Sáng Thế Vương? Cái khốn cục này, chỉ có Chu Hằng mới có thể giải được. Nếu như để ta ra tay, ngươi sẽ chết thống khổ không chịu nổi. Hàn Sương công tử nhìn Chu Hằng, hàn khí lượn lờ, gương mặt của hắn không hiển lộ. Một cơ hội cuối cùng, tự sát đi. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, 13 vầng trăng hiện ra sau ngươi. Ngươi thừa lời nhiều quá, thực lực là dùng quyền đầu đánh ra, không phải nói khoác là có đâu. 13 vầng trăng, quả thật bất phàm. Hàn Sương công tử gật gật đầu, khi hắn ở Nguyệt Minh cảnh chỉ có được 12 vầng trăng. Nếu ngươi có thể làm được, ta cũng không thể không làm được, ta nhất định sẽ đạt tới 13 vầng mặt trời rồi trở thành Nhật Diệu Hoàng. Hắn mặc dù tự lẩm bẩm, nhưng lại vô cùng tự tin. Tự tay hủy diệt một thiên tài, đúng là rất sảng khoái. Hàn Sương công tử lạnh lạnh cười nói, tay phải cách không vỗ tới Chu Hằng, một cử trưởng băng xương sáng bóng, nhìn rất đẹp đánh tới. Ngươi nghĩ nhiều quá đó. Chu Hằng hữu quyền đánh ra, màu máu nhoáng lên một cái, lại mang theo thần huy màu vàng, ẩm ẩm nghênh đón bàn tay xương băng kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Chu Hằng đánh vỡ cử trưởng băng xương, nhưng mà cả người bị đánh bật ra, toàn thân vết thương lớp lớp, đúng là bị vụn băng đánh vào. Cái gì? Cho dù Chu Hằng vết thương lớp lớp thì thế nào? Đây chính là công kích của một vị Nhật Diệu Vương Chí Tôn phát ra a. Trong người ở đây, có ít nhất một nửa là Nhật Diệu Vương. Bọn họ tự nghĩ đổi lại mình đón một chiêu này thì sẽ bị chân đứt tay cụt, thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma. Tuy rằng đều là Nhật Diệu cảnh, nhưng Hàn Sương công tử có lẽ đã vượt qua cực hạn vương trong vương, chiến lực vọt vào trình độ Nhật Diệu Hoàng rồi. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ có thể phá giải được một kích này. Tuy rằng hắn cũng bỏ ra giá tương ứng phải trả, toàn thân vết thương lớp lớp, nhưng mà mọi người ở đây ai có thể làm được. Mặc dù bị thương quang vinh, một Nguyệt Minh đế có thể giữ mạng được dưới tay một Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn,
đây tuyệt đối là thắng lợi. Quá yêu nghiệt. Lúc trước dù thấy Chu Hằng đánh bại Lạc Vô Cực, nhưng mà dù sao Lạc Vô Cực chỉ là Nhật Diệu Vương Ba Luân, hơn nữa thanh danh Lạc Vô Cực có thể sánh bằng Hàn Xương công tử sao? Ánh mắt Chu Hằng như điện, một kích này hắn bị thương vọt qua người ngoài tưởng tượng, ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng lại bị băng xương lực ăn mòn, cơ thể sắp kết băng. Nếu thật sự kết băng, máu sẽ không thể lưu thông, thậm chí ngay cả kinh mạch sẽ bị bế tắc, làm sao còn vận chuyển linh lực, làm sao còn dùng tinh huyết không phục thương thế đây? Hàn Xương công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, rất cường đại, vô cùng cường đại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đổi thành lúc trước, Chu Hằng sẽ phải tế xuất hỏa thần lô, hoặc là tế ra phù văn trên thiên linh cái kia, nhưng bây giờ hắn còn một chiêu khác. Ý niệm trong lòng chuyển động, phù văn trị liệu lưu chuyển trong người, thương thế của hắn lập tức khép lại, hàn khí trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất, chỉ một hô hấp Chu Hằng đã khôi phục được trạng thái hoàn mỹ. Hai nắm tay đập vào nhau, trong nháy mắt, tiểu phù văn công kích tăng lên tới cực hạn 74 mai. Màu đỏ tươi chớp động, lập tức hóa thành một mảnh ánh sáng vàng, uy áp vô thượng tràn ra. Đây là áp lực vượt qua cấp bậc Nguyệt Minh Đế, cộng thêm Chu Hằng trời sinh có võ khí vương giả, tạo thành một cơn lốc uy áp, thình thịch thình thịch thình thịch, Nguyệt Minh Đế căn bản không đứng nổi, đồng loại quỳ xuống. Nhật Diệu Vương có thể khống chế thân thể, nhưng trong tâm linh lại hiện lên một cảm giác vô lực, dường như nhìn thấy không phải là Nguyệt Minh Đế, mà là sáng thế đế chí cao vô thượng, có loại kính sợ phát ra từ đáy lòng. Con bà nó, đây còn là Nguyệt Minh Đế sao? Nhưng mà cái gì cũng có thể giả, nhưng vầng trăng lại không thể thay đổi được. Không có khả năng đem vầng mặt trời biến thành vầng trăng, đây là chuyện được mọi người công nhận. Hơn nữa, khí tức lực lượng Chu Hằng cũng đúng là Nguyệt Minh Đế, không thể giả được. Rất lợi hại a, thật ngộ nghĩnh, thật ngộ nghĩnh. Băng Tú Lan phụng mồm phụng má ăn, liên tục vỗ tay, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm nói mơ hồ. Tuy rằng thực lực bây giờ còn yếu một chút, nhưng thật sự có khí phách, có tiềm lực chấn áp tỷ tỷ. Tỷ phu này, bổn tiểu thư rất xem trọng. Oa ha 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 ha, tỷ tỷ thối ngươi xía vào ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc ngươi bị người xía vào rồi. Ôi, tại sao lại có người thông minh như vậy, nghĩ ra chủ ý cao minh như thế? A, thì ra chính là bổn tiểu thư ta a. Ôi, Băng Tú Lan có người khen ngươi thông minh tuyệt đỉnh hay không? Hả, thì ra ngươi cũng cho là như vậy a. Thiếu nữ này tự sướng một mình. Hàn Xương công tử lạnh lùng nhìn Chu Hằng, tuy rằng người khác nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lại có thể nhìn ra một tia cười lạnh dưới tầng băng xương kia. Chu Hằng, ngươi còn có thể đi ra một bước sao? Hắn tràn đầy tin tưởng thực lực mình, nội phủ của Chu Hằng đã bị hắn đóng băng, linh lực cũng không thể lưu chuyển. Lúc này nhìn như uy phong khí phách, thực ra lại là miệng cọp gan thỏ, chỉ bày ra tạo hình như thế cũng rất miễn cường. Ngu ngốc, ngươi kêu ta đi ta liền phải đi sao, mặt mũi của ngươi lớn như vậy sao? Chu Hằng nói, những lời này học lỏm con lừa đen. Hừ, Hàn Xương công tử cười lạnh, tiểu tử này bây giờ cũng dám mạnh miệng. Đi thì tuyệt đối không đi, ta chạy. Chu Hằng nhoáng lên một cái, phát động tấn vân lưu quang bộ giết tới Hàn Xương công tử. Luận lực lượng của hắn nhiều nhất chỉ là Nhật Diệu Vương một luân, hàng rào cảnh giới rất chắc chắn, hắn có thể đánh xuyên, nhưng xa xa không đạt được mức độ Nhật Diệu Vương 6 luân, thậm chí 7 luân. Hắn còn kém hơn cả Lạc Vô Cực, làm sao có thể đánh bừa, với Hàn Xương công tử hư hư thực thực đột phá Nhật Diệu Vương cực hạn, chứ. Dùng sở đoản của mình đánh với sở trường của địch, đó không phải là dũng khí mà là ngu xuẩn. Hư. Chu Hằng thân hình linh động, trong nháy mắt đã phát huy tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, hai đấm phát ra thần huy màu vàng, giống như một đạo thiểm điện đánh tới Hàn Xương công tử. Cái gì? Hàn Xương công tử không phải nói hắn không thể đi sao, sao còn mạnh mẽ như thế? Hàn Xương công tử là ai, được công nhận là năm đại Nhật Diệu Vương chí tôn, lời hắn nói làm sao không phải khuôn vàng thước ngọc. Lời này không ứng nghiệm, coi như tự đập đổ chiêu bài, tự cho mình một cái bạt tai, vừa kêu lại vừa đau. Không ít người đã bật cười, trong đó Băng Tú Lan cười kiêu ngạo nhất, không hề cố kỵ nhất, thậm chí còn vỗ vỗ bàn. Cô nương này là ai a? Dung mạo xấu xí, khí tức nhỏ yếu, nhưng mà lá gan lại lớn như vậy. Cũng may toàn thân Hàn Xương công tử đều bao phủ ở trong băng vụ, người ngoài không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này, nhưng tin tưởng tuyệt không có sắc mặt tốt gì, quá mất mặt đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả người vọt tới, lại đánh ra một cự trưởng băng xương nghênh đón Chu Hằng. Chu Hằng ánh mắt căng thẳng, tốc độ của đối phương cũng không chậm hơn hắn. Mắt thấy một băng xương cự trưởng mạnh mẽ đánh tới, hắn căn bản không thể né tránh, khẽ cắn môi, dùng quyền đấm lên. Thình thịch, tiểu phù văn công kích phẫn nộ, ánh sáng vàng chiếu rọi, băng xương cự trưởng này chắc chắn vô cùng, nhưng ở dưới uy lực của tiểu phù văn lại như giấy vậy, lập tức bị oanh phá. Chu Hằng bay người ra, nhưng mảnh vụn băng vẫn đánh cho hắn thương tích đầy người,
dù sao tiểu phù văn công kích là có tính công kích, để nó phòng ngự thì quá miễn cưỡng. Nhưng không sao, phù văn trị liệu vận chuyển, tốc độ thương thế bằng mắt thường có thể thấy được khép lại, đồng thời hóa giải băng khí. Hắn gào to một tiếng, xoay người lại, hai đấm mang theo từng vàng thần huy màu vàng liên tục đấm tới Hàn Sương công tử. Có ý tứ. Hàn Sương công tử mở nhạt nói, một tay vẫn chắp sau lưng, chỉ dùng một tay đánh, lại rất thành thạo, một chảo đã hóa giải công kích của Chu Hằng công kích. Hắn thu tay đứng, nói, nếu ngươi chỉ có chút thực lực như vậy, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chu Hằng cười ha ha, người khác không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, Hàn Sương công tử hóa giải một chiêu này của hắn nhìn như khinh miêu đạm tả, nhưng mà máu tươi đầm đìa, chỉ là bàn tay đó nhanh chóng bị hắn giấu đi, căn bản không dám cho người khác nhìn thấy. Hắn quả thật kém đối phương một đại cảnh giới, hơn nữa Hàn Sương công tử còn là tồn tại có đánh vỡ cực hạn Nhật Diệu Vương. Nhưng Phủ Văn Oai cũng không thể dùng cảnh giới đều đo lường. Chu Hằng tin tưởng, nếu như sáng thế đế chụp một trưởng lên thiên linh cái của hắn, có thể sẽ đập chết hắn, nhưng cũng bị tiểu Phủ Văn công kích kia nghiền thành mảnh vụn. Tiểu Phủ Văn cũng không có uy lực mạnh như vậy, dù sao chỉ là hơn 70 đạo tổ hợp, hơn nữa còn không trọn vẹn, nhưng mà không trọn vẹn cũng là Phủ Văn A. Hàn Sương công tử càng cũng không phải là sáng thế đế, tùy tiện dùng tay máu thịt đón đánh Phù Văn, đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Chu Hằng cố ý liếc tay phải của Hàn Sương công tử tay nói. Ngươi bị thương. Nói hươu nói vượn. Hàn Sương công tử lạnh lùng nói. Vậy ngươi có dám đưa tay phải ra cho người khác nhìn không? Chu Hằng khích tướng. Ngươi bảo bản công tử đưa tay ra liền đưa tay ra sao? Bản công tử cũng quá không có mặt mũi rồi. Hàn Sương công tử dùng những lời của Chu Hằng phản kích. Bắt chước lời người khác, không có chút sáng tạo. Chu Hằng nhoáng lên một cái, lại lần nữa tấn công Hàn Sương công tử. Muốn chết. Hàn Sương công tử vung tay phản kích, nhưng mọi người lập tức phát hiện, hắn đã đổi tay. Xít. Chẳng lẽ, tay phải của hắn thật sự bị Chu Hằng chấn thương? Quá, quá yêu nghiệt rồi à? Chu Hằng tuyệt đối là Nguyệt Minh Đế lợi hại nhất từ xưa đến nay, chẳng những đánh thắng một Nhật Diệu Vương Ba Luân, thậm chí còn đánh bị thương một Nhật Diệu Vương Chí Tôn vượt qua cực hạn. Trời ạ, ai tới nói cho ta biết đây không phải là thật, trên đời này, nếu như mỗi Nguyệt Minh Đế đều yêu nghiệt như thế, vậy thì Nhật Diệu Vương ngươi còn lăn lộn làm sao đây? Hàn Sương công tử hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn quả đúng là bị thương như Chu Hằng nói, hơn nữa bị thương không nhẹ. Đây là tổn thương cảnh giới, nói nặng cũng không nặng, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Bởi vì bàn tay của hắn chỉ bị phá vỡ một lớp da, nhưng mà khó chịu ở chỗ là vết thương này không thể khép lại được, máu tươi không ngừng chảy ra. Tuy rằng mất máu cũng không phải sói mòn tinh huyết, nhưng mà mỗi một giọt máu đều chứa một tia lực lượng, mất nhiều hơn thì khẳng định sẽ tổn thương bản thân. Tiểu tử này cảnh giới không cao, lực lượng không mạnh, lại nắm giữ một môn công pháp cực kỳ cổ quái, có thể đánh xuyên hàng rào lực lượng, có lực sát thương kinh khủng. Không thể xem thường tiểu tử này. Hàn Sương công tử lại chém ra tay trái, bên trên ngưng kết một tầng băng xương dày, có hàn băng hộ thể, hắn không sợ công kích cổ quái của Chu Hằng. Hai người đại chiến, đều dùng thân pháp mau lẹ đối chiến, giống như hai đạo quỷ ảnh xẹt qua khoang thuyền lớn, mọi người rất khó nắm bắt bóng dáng bọn họ. Chu Hằng trong lòng kinh ngạc, thân pháp đối phương không yếu hơn hắn, để hắn hoàn toàn mất đi chủ động, chỉ có thể đánh bừa. Mỗi một lần oanh kích nội tạng hắn đều bị chấn vỡ, thần cốt cũng bị nứt dạn. Nếu không nắm giữ phù văn trị liệu, một kích hắn sẽ hoàn toàn mất đi chiến lực. Hắn giật mình, Hàn Sương công tử càng thêm giật mình. Thân pháp của Chu Hằng không ngờ có thể sánh ngang với hắn. Nên biết rằng hắn chính là Nhật Diệu Vương A, một đại cảnh giới nghiền ép, Chu Hằng lại có thể ngang ngửa về thân pháp với hắn. Nếu như để Chu Hằng tiến vào Nhật Diệu Vương, không phải là mình sẽ thua sao? Hơn nữa, hắn mỗi một chiêu đánh ra có thể đánh, cho một Nhật Diệu Vương bảy luân nội tạng nổ tung, nhưng mà Chu Hằng lại lăn mấy chục phát vẫn không sao, đây con bà nó còn là người sao? Tên này là yêu thú thượng cổ, thần thú thiên địa. Vì sao lực phòng ngự còn mạnh hơn cả yêu thú thần thú vậy? Hai người đều khiếp sợ trong lòng. Càng chiến càng hăng. Đây là một trận chiến đấu tuyệt đối không công bình, nhưng mà đánh nhau lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục, thật khó có thể tin, Chu Hằng không ngờ mạnh tới mức độ này rồi. Tuy rằng mỗi lần hắn đánh với Hàn Sương công tử đều bị thương lớp lớp, máu tươi rơi vãi, nhưng mà vẫn không ngã xuống. Vốn mọi người đều đinh ninh rằng Hàn Sương công tử có thể dễ dàng thủ thắng, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ khó đối phó như thế, vừa mạnh lại vừa dẻo dai. Nhìn toàn trường thì vẫn là Hàn Sương công tử chiếm thượng phong, nhưng mà Chu Hằng lại vẫn không sao, nhìn như vết thương lớp lớp, nhưng vẫn không ngã xuống. Thể chất người này sao mạnh như vậy, năng lực khôi phục quá biến thái. Nếu Chu Hằng không quản thương thế mà chiến, nói không chừng đến cuối cùng lại có thể lật ngược thế cờ. Dù sao cho dù là lực lượng sáng thế đế cũng có cực hạn, chỉ cần không thể xử lý Chu Hằng,
dựa vào năng lực khôi phục nghịch thiên của hắn thì rất có khả năng sáng tạo kỳ tích. Chu Hằng lại không được lạc quan như bọn họ nghĩ, vận chuyển phù văn cũng tiêu hao linh lực. Hắn phải vận chuyển tiểu phù văn công kích, nếu không căn bản không thể chống lại được Hàn Xương công tử, nhưng lại phải vận chuyển phù văn trị liệu, nếu không căn bản không thể ngăn cản được công kích tiếp theo của đối phương, linh lực cũng tiêu hao quá lớn. Đấu qua mười mấy phút sau, đỉnh đầu hắn đã hình thành một cây cột khí trắng, đó là do mồ hôi bốc lên. Nhưng bốn phía đều bị hàn khí của Hàn Xương công tử ảnh hưởng, cột khí bay lên hai trượng lại hóa thành từng khối băng rơi xuống. Chu Hằng, ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hàn Xương công tử mở nhạt nói. Hắn còn chưa vận chuyển toàn lực đấy. Không phải hắn không muốn chém giết Chu Hằng, mà đấu xong trận này còn có ba kình địch. Hắn không muốn lấy ra con bài tẩy của mình quá sớm. Dùng nhiều một chút thì ít đi một chút, cho dù hắn mất một ngày một đêm mới thu thập được Chu Hằng, nhưng mà có người nào dám khinh thị hắn đây? Hắn là Hàn Xương công tử. Hắn là một trong Nhật Diệu Vương mạnh nhất. Chu Hằng cao giọng cười to, mắt sáng ngời như hai mặt trời, hắn chỉ thích chiến đấu như vậy hắn mới khai thác được tiềm lực của mình ra, loại cảm giác hăng say này sung sướng vô cùng. Kiên trì đến lúc ngươi ngã xuống mới thôi. Hắn không chút yếu thế nói, tinh khí thần lại tăng lên một bậc. Chiến ý đáng sợ cuốn qua, cho dù Nhật Diệu Vương cũng sinh ra cảm giác vô lực muốn cúi đầu. Làm càn. Hàn Xương công tử cười lạnh, thân hình bắn ra tiếp tục công kích, hắn mặc dù không dùng ra sát chiêu cường đại, nhưng mà tần suất công kích lại tăng mạnh, hắn muốn hao chết Chu Hằng. Chu Hằng như trứng trọi đá, kém một đại cảnh giới dù sao cũng khó có thể bù đắp chênh lệch. Huống chi đối phương còn có thể là tồn tại vượt qua cực hạn, liều mạng được đến bây giờ đã là đáng quý rồi. Không ai vì Chu Hằng thua mà xem nhẹ hắn, ngược lại còn vạn phần kính sợ. Đây là một chí tôn trẻ tuổi chân chính, thậm chí tiềm lực vượt xa Hàn Xương công tử. Chỉ cần Chu Hằng có thể thuận lợi trưởng thành, trong cùng giai ai xứng làm đối thủ của hắn. Hàn Xương công tử không được, Thứ Huyết Mân Cô không được, Nhất Kiếm Phá Thiên không được, Thiên Cương Nguyệt không được. Chí tôn như vậy, ước vạn năm mới xuất hiện được một người, tuyệt đối là cùng giai vô địch. Để cho thiên tài sống cùng thời đại hắn phải tuyệt vọng. Hàn Xương công tử công kích đại khai đại hợp, hắn căn bản không dùng pháp kỹ gì, chỉ bằng thân pháp không kém gì Chu Hằng ép Chu Hằng đánh bừa với hắn, đây là biện pháp hữu hiệu nhất, đủ để ép Chu Hằng lên tuyệt lộ. Chu Hằng thầm mắng trong lòng, đối thủ này cũng không có chút phong độ nào, lại dùng phương thức xuất nhất chiến với hắn. Ngươi một quyền, ta một quyền. Đây là phương thức chiến đấu của Phường Vô Lại. Nhưng mà phóng tới chí tôn trẻ tuổi bọn họ, loại chiến pháp vô lại này lại hữu hiệu nhất, đơn giản, hữu hiệu, liều mạng chính là lực lượng, liều mạng chính là tiên pháp, cũng không dùng kỹ xảo hoa lệ gì. Chu Hằng liều mạng thiêu đốt tiềm lực của mình, nhưng mà lực lượng đối phương tuyệt đối nghiền ép, hắn liều mạng đến bây giờ cũng đã không dễ dàng rồi, làm sao còn gia tăng chiến lực được nữa? Chẳng lẽ phải tế xuất hỏa thần lô đốt chết tên khốn nạn này? Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không thèm để ý thua cuộc, trong cuộc đời võ giả ai có thể bất bại. Lại nói, hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, thua thì đã sao? Mấu chốt là, hiện tại thua cũng không chết, hắn không sợ thua, nhưng cũng không muốn chết. Còn bà nó, đốt chết tên chó chết này. Trong lòng Chu Hằng chủ ý đã định, không chút do dự tế xuất hỏa thần lô ra, muốn thiêu cái gì mà là Hàn Băng công tử, để hắn biến thành hơi nước công tử. Còn bà nó, tên khốn kiếp nào dám khi dễ huynh đệ ta. Ngay lúc Chu Hằng muốn mở nắp lô, chỉ thấy một đạo nhân ảnh giống như cuồng phong quát lớn, tốc độ vọt tới không kém gì Chu Hằng và Hàn Xương công tử. Mọi người còn chưa thấy rõ hình dáng hắn, nhưng hắn đã vung hai đấm đấm tới Hàn Xương công tử, hai đạo thần huy màu tím chiếu sáng, một cỗ khí thế làm cho người ta kinh sợ tràn ra, Nguyệt Minh Đế vừa mới bò dậy lại đồng loạt quỳ xuống, mà nhóm Nhật Diệu Vương lại lần nữa dâng lên cảm giác vô lực. Còn bà nó, lại tới một võ vương trong vương nữa. Thì ra là tên mặt băng chết tiệt này, xem ta đánh bể ngươi. Người nọ quát lớn một tiếng, hai đấm đánh xuống. Oanh! Một tiếng trầm đục vang lên, Hàn Xương công tử bị đẩy lui chừng trăm trượng, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn một đường đụng cho người phía sau ngã xuống, không ít người còn bị đụng nát xương. Ha ha ha! Tên ngươi băng chết tiệt ngươi, dám khi dễ huynh đệ ta, hôm nay ta phải đánh vỡ mặt ngươi. Lúc này, mọi người mới thấy rõ người thần bí xông vào. Đây là một thanh niên dáng người khỏe mạnh, quần áo mộc mạc, mày rậm mắt to, tóc đen rậm rạp, trong con ngươi có dị tượng nhật nguyệt tinh tú chớp động, trên người phát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Lại là một chí tôn trẻ tuổi nữa. Lúc trước dùng hai đấm đẩy lui Hàn Xương công tử là chứng cứ rõ ràng. Tiểu bá vương, Chu Thống. Xít, hắn cũng đến rồi. Như vậy năm đại Nhật Diệu Vương chí tôn xem như đã đến đông đủ. Người nghe hắn nói không, hắn gọi Chu Hằng là huynh đệ. Hai người đều họ Chu. Không thể nào. Không thể nào. Hai người này đúng là huynh đệ. Chu gia này ở đâu, sao đột nhiên xuất hiện hai chí tôn trẻ tuổi vậy,
để bọn họ trưởng thành, trên đời này còn có đối thủ sao? Nghe nói, Chu Thống có thể là hậu đại của vạn cổ tà tôn. Xít! Mọi người đều nghị luận ầm ĩ, nhưng thời điểm nói đến vạn cổ tà tôn, tất cả bọn họ đều thất thanh. Tên này chính là một ngọn núi lớn, ép cho bọn họ hít thở khó khăn. Hả, tên này là hậu đại của tên vạn cổ tà tôn kia sao? Băng Tú Lan thiếu chút nữa phun rượu ngon đầy miệng ra ngoài, mắt to trắng đen rõ ràng không ngừng lưu chuyển. Phiền toái rồi, hy vọng đây không phải là thật, không phải hắn là kẻ đối đầu với tỷ tỷ sao? Hưu! Hàn Sương công tử vọt trở về, tuy rằng hắn bị hai đấm đẩy lui, nhưng mà cũng là cao thủ cùng cấp bậc với Chu Thống, sao có thể bị đối phương đánh cho bị thương chứ? Hắn lạnh lùng nhìn Chu Thống, nói, tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giết tiểu tử này. Đánh rắm con mẹ ngươi đi. Chu Thống lại khinh miệt một tiếng, đưa tay chỉ Hàn Sương công tử. Đầu óc ngươi bị hư rồi sao? Ngươi muốn giết huynh đệ ta, còn muốn ta tránh ra. Con bà nó, ỷ lớn hiếp nhỏ thì có bản lĩnh gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, nhếch miệng cười nói. Huynh đệ, không cần nói gì, trong lòng hiểu là được rồi. Chúng ta không tính là bối phận. Ta vốn nhỏ nhất trong nhà, vẫn muốn có một huynh đệ, cứ định vậy đi. Tên khốn nạn kia bắt nạt ngươi, ca ca ta giúp ngươi đòi lại, hôm nay không đánh cho hắn răng rụng đầy đất, Chu Thống ta sẽ lấy họ hắn. Hưu, nói xong hắn liền bắn ra, phát động công kích với Hàn Sương công tử. Hắn tính nóng như lửa, làm việc rất trực tiếp, lại dễ bị kích động, vừa lao ra trực tiếp tế xuất 10 vầng mặt trời đỏ, trong nháy mắt khí tức tăng lên mức cao nhất, chấn cho mọi người liên tục lùi về phía sau. Bản công tử sợ ngươi sao? Hàn Sương công tử hừ lạnh, cũng vận chuyển ra 10 vầng mặt trời đỏ, chỉ là công pháp của hắn có chỗ đặc biệt, 10 vầng mặt trời này không làm cho người ta có cảm giác nóng rực, ngược lại từng vầng mặt trời đều kết băng. Nhật Diệu Vương 10 luân. Hắn quả nhiên đột phá cực hạn Nhật Diệu Vương. Thấy một màn như vậy, mọi người lại càng thêm kính sợ Chu Hằng, tên này khó được nhỉ a, tu vi chỉ là Nguyệt Minh đế lại có thể chiến Nhật Diệu Vương 10 luân, đây cũng không phải là yêu nghiệt đơn giản như vậy, mà có thể khiến cho yêu nghiệt cũng phải khóc không bằng. Chu Hằng nhìn Chu Thống chiến đấu kịch liệt, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm. Đây là thân nhân. Không cần phải hỏi han ân cần gì, trực tiếp dùng hành động chứng tỏ. Đơn giản mà lại ấm áp. Tuy rằng hắn cảnh giới không cao, nhưng nhãn lực lại cực độc, chỉ nhìn một lúc liền hoàn toàn yên lòng. Hàn Sương công tử có lẽ vốn có thể đánh ngang tay với Chu Thống, nhưng mà lúc trước hắn lại còn đánh với mình một trận đấy. Nếu như đánh với một Nguyệt Minh đế thông thường, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, căn bản không phí nhiều sức lực. Nhưng mà Chu Hằng nào phải Nguyệt Minh đế thông thường, Hàn Sương công tử lại lựa chọn phương thức đơn giản nhất là dùng lực đối lực, cũng là phương thức chiến đấu tiêu hao nhất, cho nên bản thân hắn cũng bị tiêu hao. Cộng thêm tay phải của hắn bị tiểu phù văn công kích của Chu Hằng chấn vỡ nát, máu mất không ít. Những thứ này cộng lại đủ để ảnh hưởng đến thắng bại. Bởi vì Chu Thống cũng không phải là Nhật Diệu Vương bình thường, hắn cũng là chí tôn trẻ tuổi, song phương công bình chiến một trận cũng khó nói ai thắng ai thua, hiện tại Hàn Sương công tử đã khá hao tổn, trận chiến này thất bại. Giống như Chu Hằng nghĩ, ngay từ đầu chiến đấu đã nghiêng về Chu Thống. Vì người kia cũng giống Chu Hằng, là một người điên cuồng chiến, vừa lên là toàn lực ứng phó, toàn bộ chiến lực khai hỏa, Hàn Sương công tử cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đánh bừa giống như lúc hắn đánh với Chu Hằng vậy. Không có chiến đấu rất dễ dàng phân ra kết quả. Chu Thống, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hàn khí trên người Hàn Sương công tử giảm mạnh, rốt cục hiện ra hình dáng hắn, đây là một thanh niên khá tuấn mỹ. Chỉ là mặt tái nhợt, người ta có cảm giác là một người ngoan độc. Lấn cái em gái ngươi. Chu Thống liên tục đấm ra, người Chu gia tự hồ cũng có thói quen dùng nắm đấm đánh bừa, có vẻ đặc biệt khí phách. Mụ nội nó, một mình Nhật Diệu Vương 10 luân ngươi khi dễ huynh đệ ta chỉ là Nguyệt Minh đế, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nếu không biết xấu hổ, ta sẽ đánh nát mặt ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực lại tăng lên. Hừ, bản công tử không chấp nhặt với ngươi. Hàn Sương công tử sau khi liên tục đánh ra 3 cái, đột nhiên chuyển người, không ngờ chạy về phía cửa lớn. Hắn bị thương, bị hao tổn, lại cùng Chu Thống chiến một trận vốn đã là không công bình, mà hắn lại không muốn xử xuất tuyệt chiêu trước đám người Hồ Mị, Ngô Khải, Đỗ Hán Thăng, bởi vậy rời đi là lựa chọn tốt nhất. Đạt tới trình độ như hắn đã không thể để cho người khác tự ý bình phấn, chỉ cần ngày sau đánh chém Chu Thống, ai lại nhớ rõ chuyện hôm nay chứ? Hưu, hắn đi rất nhanh, trong nháy mắt đã nhảy vào tinh hải. Chớp mắt một cái đã đi ngàn dặm. Tên chết bầm, trở lại cho ta, lại đến đại chiến 300 hiệp. Chu Thống đuổi theo, thân hình nhanh như lưu quang. Mọi người nhao nhao chạy tới trên bong thuyền, nhưng một lát sau lại thấy Chu Thống chạy trở về. Hắn áy náy nói với Chu Hằng. Huynh đệ, thật sự là không tiện, tên kia dùng một tấm thuấn di phù, đã mất dấu truy tung. Chu Hằng cao giọng cười to, nói. Không sao, lần sau gặp lại đánh chết hắn.
Hắn có hào khí như vậy, cũng có tự tin như vậy. Chỉ cần hắn đột phá Nhật Diệu Vương là có được 8 vầng mặt trời, đồng dạng là tồn tại đột phá cực hạn. Đến lúc đó bằng vào phủ văn oai chém Hàn Xương công tử không phải giống như chơi sao? Hắn từ trước đến nay không phải là người mạnh miệng. Nhưng mà người khác cũng không biết, đều cảm thấy đây là đôi huynh đệ khí phách, hồ đồ không để một chí tôn trẻ tuổi vào mắt. Nhưng một là chí tôn Nhật Diệu Vương, một là Nguyệt Minh Đế đã có thể chiến hòa với Hàn Xương công tử rồi, ai lại dám khiến bọn họ mất hứng chứ? Đều oán thầm trong lòng. Ha ha ha, nói hay lắm. Ta chỉ thích tính cách như vậy. Chu Thống cười ha ha. Không coi ai ra gì, khí phách vô cùng. Không hổ danh hiệu tiểu bá vương của hắn. Đi, đi, chúng ta uống rượu. Tốt. Chu Hằng thống khoái đáp ứng. Hắn có chút nghi hoặc bởi vì hắn vừa mới gặp Hàn Xương công tử. Chu Thống cũng là Nhật Diệu Vương 10 luân, nhưng mà lại cho hắn có cảm giác cũng không đạt tới độ cao Nhật Diệu Hoàng. Ở hội đấu giá một tháng trước, hắn đã gặp qua rất nhiều Nhật Diệu Hoàng, có thể nói là biết rất rõ khí tức cấp bậc này. Theo lý mà nói, Nhật Diệu Vương 10 luân dù sao cũng phải tương đương Nhật Diệu Hoàng 2 luân đấy. Nhưng Chu Hằng lại cảm giác vô luận là Hàn Xương công tử hoặc là Chu Thống đều kém hơn Nhật Diệu Hoàng một đoạn. Bọn họ chỉ mạnh hơn Nhật Diệu Vương 7 luân. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại kém Nhật Diệu Hoàng chân chính. Hiện tại nhiều người cũng không vội hỏi. Chu Hằng và Chu Thống đi vào khoang thuyền. Hai người đều là người không câu nệ tiểu tiết, lúc này ngươi một ly ta một ly chè chén với nhau, hồ đồ không để người xung quanh vào mắt. Thì ra hai vị Chu huynh là người một nhà. Hồ Mị nhẹ nhàng mà đến, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng Chu Hằng là một tán tu, như vậy muốn mời chào tự nhiên không khó. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại có lai lịch lớn vậy. Nghe nói Chu Thống xuất thân từ vạn cổ tà tôn nhất mạch, đây chính là gia tộc từng chọc thủng trời, ai nghe mà hai chân không nhũn ra. Tuy rằng đều nói vạn cổ tà tôn đã sớm bị ép chết, nhưng mà đó dù sao cũng là lời đồn, chưa từng có tin chứng thực. Vạn nhất vị chủ vô pháp vô thiên kia còn sống thì sao? Vạn cổ tà tôn chính là ma vương khuấy đảo Tuyệt Tiên Thành, còn có chuyện gì hắn không dám làm? Trước khi chưa có tin tức chứng thực vạn cổ tà tôn tử vong, ai dám động võ với nhất mạch của hắn? Ít nhất thế lực dưới sáng thế cảnh tuyệt không có lá gan như vậy. Chu Hằng nếu là hậu duệ của vạn cổ nhất mạch, như vậy tuyệt đối không thể bị nàng chiêu mộ. Quá đáng tiếc. Ha ha, đây là huynh đệ ta. Chu Thống mặc dù vừa mới gặp mặt Chu Hằng, nhưng mà lại coi như một đôi huynh đệ thất lạc nhiều năm ệ, thân thiết ôm vai Chu Hằng nói. Ai dám khi dễ huynh đệ ta, chính là khi dễ Chu Thống ta. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt chĩa về phía Nhất Kiếm Phá Thiên Ngô Khải, trong ánh mắt chiến ý bùng tăng, dường như lại có ý xuất thủ. Đó là một kẻ điên. Ngô Khải âm thầm nhíu mày, Ngự Long Điện sắp mở ra, hắn thật sự không muốn phát sinh xung đột với Chu Thống lúc này, vạn nhất liều mạng lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ để cho người khác ngư ông đắc lợi. Hắn cũng không trông cậy vào cái danh hiệu tiểu bá vương còn lý trí, lúc này cười cười, nói với Hồ Mị, tiên tử, tại hạ còn có chút việc, cáo từ trước. Chu Thống cạc cạc cười quái dị, lại nhìn về hướng một thanh niên thần tuấn khác, đó là một chí tôn trẻ tuổi dị thường khiêm tốn. Thiên Cương Nguyệt Đỗ Hán Thăng, kẻ điên. Đỗ Hán Thăng cũng cười khổ một tiếng, nói, tại hạ cũng có chút việc phải xử lý, tiên tử, mấy ngày nữa gặp lại ở Ngự Long Điện nhé. Hắn ôm quyền, phiêu nhiên rời đi. Mọi người đều khiếp sợ. Thật khí phách. Thứ nhất là đánh một chí tôn trẻ tuổi bỏ chạy, hiện tại lại ép hai gã chí tôn trẻ tuổi khác đi. Nếu không phải yến hội này là do Hồ Mị mở, chỉ sợ nàng cũng bị ép đi. Không hổ là tiểu bá vương, đúng là hoành hành ngang ngược. Hồ Mị nói mấy câu khách khí cũng rất thức thời rời đi. Nàng nhìn ra được Chu Hằng và Chu Thống có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng người không thức thời lại lập tức xông ra, chính là thiếu nữ kỳ quái tìm tỷ phu cho tỷ tỷ mình. Kỳ quái khoanh tay đi đến trước người hai người Chu Hằng, Chu Thống, hạ người, nghễnh cầm dùng tư thế ngưỡng mộ đánh giá hai người. Hai người Chu Hằng bị nàng nhìn mà hoạt kê, nàng chỉ vào Chu Thống nói. Ngươi tên này quá cuồng ngạo, tỷ tỷ sẽ không thích ngươi. Bổn tiểu thư đành phải loại ngươi ra khỏi danh sách lựa chọn tỷ phu. Cái gì, ánh mắt ngươi có phải có vấn đề hay không? Chu Thống còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhảy dựng lên. Ta cuồng ngạo cái gì? Đây gọi là tự tin, hiểu hay không, tiểu mao nha đầu. Thiết, mặc kệ ngươi. Băng Tú Lan đặt mông ngồi ở bên cạnh Chu Hằng. Cũng là ngươi nhìn thuận mắt, bổn tiểu thư sẽ chọn ngươi làm tỷ phu. Uy uy uy, ta nói huynh đệ, hàng như vậy ngươi cũng để ý. Chu Thống gãi gãi đầu, có chút không biết rõ quan hệ giữa nàng và Chu Hằng. Hắn thấy Chu Hằng xuất sắc như vậy, tìm nữ nhân cũng phải là tuyệt mỹ lãnh diễm. Mà người thiếu nữ này tuy rằng dáng người không tồi, nhưng diện mạo quá bình thường. Đúng là kẻ không có nhãn lực. Băng Tú Lan chỉ trắng mắt liếc Chu Thống một cái, quyết đoán không để ý đến hắn nữa, lại bắt đầu xuống tay với linh quả trên bàn. Chu Hằng thở dài, nói.
ta cảm thấy ngươi mới không có nhãn lực. Làm sao vậy, bổn tiểu thư chọc giận ngươi? Băng Tú Lan đang ăn ngẩng đầu lên. Không thấy chúng ta đang nói chuyện sao? Chu Hằng nói, trước hắn và Băng Tú Lan tuy rằng nói chuyện vui vẻ, nhưng mà dù sao chỉ là xã giao hời hợt, nhưng hắn và Chu Thống nói chuyện liên quan đến vạn cổ đại đế, không thể để người ngoài biết. Các ngươi muốn nói thì cứ nói đi, bổn tiểu thư sẽ làm như câm điếc. Băng Tú Lan rất tùy ý nói. Nhà đầu kia thần kinh thô thiển, hay là người không hiểu chuyện đây? Có ý tứ. Chu Thống lại nở nụ cười, cố ý nói với Băng Tú Lan. Nếu ngươi đẹp hơn một chút, nói không chừng ta sẽ theo đuổi ngươi. Hừ, chỉ với cái dạng ngươi, chỉ có kẻ ngốc mới thích ngươi. Băng Tú Lan không chút lưu tình phản kích, hiển nhiên nàng cũng là tiểu nữ nhân thủ dai, nhớ rõ trước đó Chu Thống còn nói nàng là tiểu mao nha đầu. Ha ha ha. Chu Hằng cười to, vỗ vỗ vai Chu Thống. Chúng ta đi chỗ khác bàn bạc. Ừ, Chu Thống đáp ứng, hắn mặc dù là chí tôn trong Nhật Diệu Vương, nhưng mà Hồ gia cũng không thiếu Nhật Diệu Đế, thậm chí có cường giả thăng hoa cảnh tạo trấn, cũng không phải không có người nghe lỏm. Ở trong này nói chuyện cũng không an toàn. Chu Hằng cáo biệt với Hồ Mị và Liên Tĩnh Hương cùng Chu Thống rời đi. Hai người ngồi Chu Thống Lưu Vân Toa, rất nhanh rời xa tinh thuyền, đi tới hư không xa xôi. Huynh đệ, đại danh của ngươi, mấy ngày này ta nghe Hoành Thân tộc thúc nói qua không biết bao nhiêu lần, lỗ tai cũng chai sạn rồi. Chu Thống khoác vai Chu Hằng nói. Ngươi đúng là rất lợi hại a. Lúc trước chỉ là Nguyệt Minh Vương, hiện tại cũng đã là Nguyệt Minh Đế. Tốc độ tinh tiến như vậy đừng nói ta kém xa, cho dù đại đế năm đó cũng phải cam bái hạ phong. Chu Hằng nở nụ cười, bối phận của hắn và Chu gia tiên giới cũng không biết tính thế nào, tóm lại hắn ở trong này gặp một người của Chu gia phải kêu một tiếng trưởng bối, không có biện pháp, ai bảo thọ nguyên phàm kém tiên giới quá nhiều chứ. Hơn nữa, ngươi còn có 21 vầng trăng đúng không? Chu Thống nặng nề vỗ vai Chu Hằng nói. So ra còn mạnh hơn đại đế năm đó rất nhiều. Đại đế khi còn là Nguyệt Minh Vương có được 13 vầng trăng, tuy nhiên khi lão nhân gia ở Nhật Diệu Vương liền đột phá 14 vầng mặt trời, khi ở Thăng Hoa Cảnh có được 15 đạo pháp tướng, khi ở Sáng Thế Vương lại đạt tới 16 đạo thần tướng xưa nay chưa từng có. Nếu như khi người ở Nhật Diệu Vương còn có 21 vầng mặt trời thì rất khí phách. Nghe hắn nhắc tới lời này, Chu Hằng cũng dễ hỏi. Ngươi mặc dù có 10 vầng mặt trời, nhưng ta sao cứ cảm giác chiến lực ngươi còn chưa đạt tới Nhật Diệu Hoàng. Nhãn lực không tệ. Chu Thống giơ ngón tay cái với Chu Hằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hàng rào Nhật Diệu cảnh chắc chắn hơn Nguyệt Minh cảnh rất nhiều. 8 vầng mặt trời có thể hoàn toàn nghiền ép 7 vầng mặt trời. Nhưng đánh xuyên hàng rào cảnh giới lại cần 11 vầng mặt trời. Chu Hằng lúc này mới hiểu. Trách không được hắn cảm giác Chu Thống và Hàn Xương Công Tử rất mạnh, nhưng lại kém Nhật Diệu Hoàng một đoạn. Thì ra bọn họ cũng chỉ vượt qua cực hạn Nhật Diệu Vương, cũng không đánh xuyên được hàng rào cảnh giới. Huynh đệ, ở Chu gia ta vốn nhỏ nhất, hiện tại rốt cục có người nhỏ hơn ta. Ha ha! Chu Thống cười to, còn nện lên vai Chu Hằng mấy quyền, có vẻ rất hưng phấn. Nghe nói, hai ngày sau là có thể đi vào Ngự Long Điện, người theo ta đi nhé. Chu Thống lại nói. Chu Hằng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói. Ta muốn đi một mình. Chu Thống thoáng sửng sốt, lập tức lại cười ha ha, nói. Tốt, tốt, tốt. Có chí khí, không hổ là người Chu gia ta. Hắn dừng một chút. Lại nói, đừng sợ gây chuyện, Chu gia chúng ta không sợ nhất chính là phiền toái, người nào nhìn không vừa mắt thì cứ việc đánh, đánh không lại thì tìm ta hỗ trợ, ta đánh không lại thì đi tìm Yên tỷ. Yên tỷ, Chu Yên Nhiên, không lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng thiên phú còn yêu nghiệt hơn ta, hiện tại đã là Nhật Diệu Hoàng 12 luân, rất khủng bố đấy, không bao lâu nữa là có thể trở thành Nhật Diệu Đế. Chu Thống mặt sầu khổ nói, người tỷ tỷ này còn bá đạo hơn ta. Luôn đánh ta, ta sống lớn được như vậy cũng không dễ dàng đấy. Hắn chỉ thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Chu Thống nói cùng Chu Hằng rất nhiều, đều là một ít chuyện lý thú về Chu gia, đặc biệt vị Chu Yên Nhiên kia. Hiển nhiên Chu Thống có oán niệm rất sâu đối với vị tộc tỷ này, hơn nữa tương đối sợ, nói đến tên đều không nhịn được run. Có thể khiến tiểu bá vương sợ như vậy, Chu Yên Nhiên kia chẳng lẽ là nữ ma đầu. Thực ra khiến người ta sợ hãi vị tất cần phải hung dữ như thế nào. Nhìn lại Hoặc Thiên sẽ biết, con lửa đen thấy nàng không như chuột thấy mèo. Chu Thống nói trọng điểm cho Chu Hằng các chỗ cần lưu ý khi đột phá Nhật Diệu Vương. Đây là đột phá một cái đại cảnh giới, từ trăng sáng đến mặt trời đỏ, một cái chất bay vọt. Hai người nói ít nhất 4-5 tiếng đồng hồ, lúc này Chu Thống mới đưa Chu Hằng về tới tinh thuyền liên gia, hắn cũng không xuống dưới trực tiếp rời đi. Ngự Long Điện sắp mở ra, không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương, Lưu Vân Toa buông xuống suýt chút nữa dẫn phát liên gia công kích. Chu huynh, ngươi chơi ta một quả đắng. Liên Tĩnh Hương tiến lên đón, cười nói hướng Chu Hằng. Chu Hằng yêu nghiệt không giả, nhưng dính quan hệ cùng vạn cổ tà tôn lại là phiền toái lớn.
ai cũng không biết Tuyệt Tiên Thành có thể nhấc lên một trận thanh tiễu vạn cổ nhất mạch, ở toàn bộ 49 tiên thành, hay không? Tới lúc đó, Liên gia có thể cũng bị cuốn vào hay không? Vạn nhất như vậy, Liên gia nho nhỏ chống đỡ được đại năng Tuyệt Tiên Thành. Tiếp tục đầu tư ở trên thân Chu Hằng hay là phân rõ quan hệ cùng hắn, Liên Tĩnh Hương tỏ vẻ rất rối rắm. Về phần Liên Hữu Hạo, biết được Chu Hằng có thể chiến thắng Lạc Vô Cực, hắn đã không có mặt lại đi gặp Chu Hằng. Chu Hằng cười cười, vạn cổ nhất mạch đang bị Tuyệt Tiên Thành đuổi giết. Hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động thừa nhận, người khác đoán là chuyện của người khác. Mọi người đều có điều cố kỵ, vạn nhất vị vạn cổ tà tôn kia không ai bì nổi hiện thế một lần nữa, sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu kinh khủng bực nào. Chỉ cần hắn không thừa nhận, mọi người cùng nhau giả bộ hồ đồ. Chu huynh, chuẩn bị một chút, chúng ta nên xuất phát. Liên Tĩnh Hương lại nói. Chu Hằng nghĩ nghĩ. Ta thấy, ta nên tách ra cùng các ngươi. Liên Tĩnh Hương thực chờ mong đối với chiến lược Chu Hằng. Nhưng càng cố kỵ ảnh hưởng mặt trái Chu Hằng mang tới. Nàng đã thay Liên gia tranh thủ vài đồng minh, nhưng sau khi mọi người đều đoán Chu Hằng là vạn cổ tà tôn nhất mạch, nói không chừng sẽ vì phân rõ quan hệ mà chạy trốn. Còn nữa, Chu Hằng khẳng định là muốn thống cùng hành động với Chu, nàng muốn theo Chu Hằng, vị tiểu bá vương kia sẽ đồng ý sao? Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng không khuyên bảo. Nàng với Chu Hằng quan hệ cá nhân là một chuyện, nhưng lợi ích của gia tộc lại ngự trị trên hết thảy, không có khả năng làm việc theo tính tình của nàng. Chu huynh thực lực cường đại, có hy vọng rất lớn đoạt được Hóa Long Cửu Trảm. Nàng nịnh bợ Chu Hằng một cái. Chu Hằng mỉm cười, tuy rằng tiên pháp mạnh nhất của Vũ Văn Kiếm chính là Hóa Long Cửu Trảm, nhưng toàn bộ Ngự Long Điện há chỉ có một môn tiên pháp như vậy. Người ta là một trong đại năng nổi danh nhất tiền sử. Tiên pháp tùy ý đều tuyệt đối là hạng nhất. Chúc chúng ta đều có thể thuận lợi. Chu Hằng cười nói. Chu Hằng trở lại gian phòng của mình, kêu con lừa đen lên, Ngự Long Điện sắp mở ra, có thể xuất phát. Oa ha ha ha. Rốt cục đến phiên bổn tạo ra tay. Con lừa đen vui sướng. Bổn tạo cũng chờ không nhịn được, xem bổn tạo đi quét ngang những thiên tài kia. Một người một con lừa lên bong tàu. Nhưng Liên Hữu Hạo không thích Chu Hằng, ngay cả một chiếc lưu vân toa cũng không lưu cho hắn. Tự chúng ta đi. Chu Hằng không vội, dù sao cách Ngựa Long Điện chính thức mở ra còn có một ngày, chậm rãi chạy cũng hoàn toàn tới kịp. Hơn nữa, hắn cũng không tin cấm chế vừa mở, tiên thuật có thể để người ta tùy ý nhặt. Bọn họ phi thân vào tinh vũ mờ mịt, tìm hơn 3 giờ sau rốt cục đến gần khối đại lục có vô thượng tiên pháp. Trọng lực thật mạnh. Con lừa đen đột nhiên kêu lên. Thật là nặng, mông bổn tạo đều muốn ngã xuống. Con lừa đê tiện tự nhiên là khoa trương, tuy nhiên trọng lực nơi này quả thật lớn thái quá, khó trách tinh thuyền xuống sẽ không bay khỏi được, mạnh mẽ dốc quả thật sẽ chỉ làm gãy tinh thuyền. Hai người hạ xuống lục, trọng lực tự nhiên lại mạnh một đoạn, dù là Chu Hằng đều có loại ý tưởng thả rằng, đi trên mặt đất mà không muốn phi thân lên. Đây là một tòa đại lục diện tích bao la bát ngát, chưa chắc có thể nhỏ hơn Tây Hợi Thành bao nhiêu, nhưng bây giờ người nào cũng chỉ có thể hoạt động khu vực ước 200 lý. Đi lên trước thì không được, sẽ bị lực lượng kinh khủng xé nát. Sáng thế đế sẽ không chết, nhưng cũng vô lực tiến tới, tương đương với có một vị sáng thế đế đỉnh phong đang toàn lực ra tay. Vị Vũ Văn Kiếm kia hẳn theo như lời Huyết Hà lão tổ, Đông Quách Hằng, chạm tới cửa kia, thậm chí đã bước chân vào, cho nên mới cường đại đến mức sau khi rời đi bố trí cấm chế ngay cả sáng thế đế đều không cách nào phá giải. Về phần sinh tử của Vũ Văn Kiếm đã sớm là truyền thuyết, hết thảy tư liệu đều chôn vùi vào trong hỗn loạn trăm vạn năm trước của tiên giới. Mặc dù người nhìn chằm chằm Hóa Long Cửu Trảm rất nhiều, nhưng mảnh đại lục này cũng quá lớn, mọi người phân tán ở bốn phía đại lục, có khả năng mấy phương nhân mã lựa chọn điểm dừng chân giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể chật trội. Chu Hằng cùng con lừa đen hạ xuống địa phương cũng đã có 3-4 đội nhân mã, lựa chọn chỗ này là bởi vì địa thế của nơi này cao, có được tầm nhìn rất tốt, mà địa phương phụ cận thì có loạn thạch san sát. Ba phương nhân mã đều có Nhật Diệu Vương tạo trấn. Nếu không cơ bản cũng không có ý nghĩa tiến vào nơi này, cho dù gặp được bảo vật cũng không chiếm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thậm chí còn có thể bị diệt khẩu. Chu Hằng mặc dù chỉ là Nguyệt Minh Đế, nhưng trải qua 2 trận chiến đấu Hồ Mị Yến Hội, ai lại dám coi hắn trở thành Nguyệt Minh Đế? Nhìn thấy hắn lại đây, ba phương nhân mã đều hơi biến sắc, nhưng đều không nói gì. Không có bảo vật, tự nhiên cũng không có xung đột, ai vô duyên vô cớ ra tay vật lộn. Đương nhiên, con lừa đen đê tiện lại là chuyện khác. Bình thủy tương phùng, Chu Hằng cũng không có ý tứ chào hỏi, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi cấm chế cuối cùng mở ra. Hắn còn cố ý quan chiếu một cái, bảo con lừa đen cũng không nên đi chọc sự. Uy uy uy, nguyên lai chuẩn tỷ phu ngươi tại đây a, làm hại bổn tiểu thư tìm mãi. Chu Hằng còn không ngồi xuống bao lâu, chỉ nghe một cái thanh âm kêu vang lên, Băng Tú Lan đã phi xuống từ trên bầu trời. Đừng nhìn nàng chỉ có tu vi Nguyệt Minh Vương, theo lý ở trong này hẳn là không thể phi hành, nhưng nàng cứ bay tới như vậy,
không tốn sức chút nào, dường như trọng lực không thể tác dụng trên người nàng. Nha, cái người quái dị này là ai? Con lừa đen dựng lên, đánh giá cái thiếu nữ diện mạo bình thường. Gì, con lừa biết nói. Băng Tú Lan cũng có vẻ ngạc nhiên, đối với con lừa đen ngó trên ngó dưới, thậm chí còn vươn tay chụp tới khóe miệng con lừa đen, giống như muốn kéo cái miệng của nó ra xem rõ ràng. Người quái dị, bổn tạo cảnh cáo ngươi không nên động thủ động cước, Lư đại gia cũng không phải là con lừa tùy tiện. Con lừa đen dựng thẳng một chân lên làm cảnh cáo. Có cá tính, bổn tiểu thư thích. Băng Tú Lan nhào tới trên thân con lừa đen, giang hai tay siết cổ của con lừa đen. Bổn tiểu thư tuyên bố, đầu con lừa bên này giờ là của bổn tiểu thư, đến đây, đóng dấu hiệu cho ngươi. Nàng lấy ra một con dấu, chiếu mông con lừa đen gõ xuống. Phi, phi, phi. Con lừa đen chạy vội, nói với Chu Hằng. Chu tiểu tử, ngươi nhận thức con điên này? Không biết. Chu Hằng lắc lắc đầu. Con điên, bổn tạo cảnh cáo ngươi, còn dám lại đây bổn tạo sẽ đạp vỡ mặt ngươi. Con lừa đen lại cảnh cáo Băng Tú Lan. Ha ha ha, con dấu. Con dấu, Băng Tú Lan thật có tiềm chất bà điên, của con dấu gõ con lừa đen. Chu Hằng nhìn về phía con dấu kia, ánh mắt chỉ thoáng nhìn liền phát hiện phía trên kia hiện đầy trận văn, mà mực đóng dấu cũng chớp động thần tính, tuyệt đối không phải vật phàm. Nếu bị kia con dấu đóng một cái, tuyệt đối sẽ lưu lại một trận văn ở trên thân. Không biết cái trận văn kia có tác dụng gì, nhưng tin tưởng không ai nhàm chán khắc một cái trận văn trên con dấu, lại dùng mực tương đối quý như vậy. Con dấu có ích lợi gì? Chu Hằng thuận miệng hỏi. Nga, cái này a, Băng Tú Lan nhe răng cười. Đây là trấn hồn ấn, chỉ cần đóng một chút, như vậy ở trước khi ấn ký không biến mất, nó cũng chỉ có thể nghe mệnh lệnh bổn tiểu thư. Cái gì? Chu Hằng hoảng sợ, mà con lừa đen thì càng đừng nói nữa, toàn thân co giật, Lư đại gia thiếu chút nữa trúng chiêu a, cô gái nhỏ này điên rồi. Còn có loại vật này? Chu Hằng tràn ngập tò mò. Thực ngộ nghĩnh đi, hư, ta lặng lẽ trộm đi ra ngoài. Ngươi chỗ ồn ào, nếu không bổn tiểu thư sẽ có phiền toái. Băng Tú Lan làm động tác chớ có lên tiếng. Trên đầu Chu Hằng bắt đầu chảy mồ hôi, thiếu nữ này chơi có điểm lớn a, bổn tạo cảnh cáo ngươi, không nên tới gần a, nếu không Lư đại gia cho ngươi đẹp mặt. Con lừa đen nghiêm chỉnh cảnh cáo nói, tuy rằng trấn hồn ấn là đồ tốt, nhưng lúc này nó cũng chỉ có thể chảy nước miếng. Đừng nói con lừa đen khẩn trương, dù là Chu Hằng cũng không muốn để thiếu nữ này đến gần, nếu quả thật theo như lời nàng, trấn hồn ấn cũng quá bá đạo, vạn nhất vô tình bị khống chế làm sao bây giờ? Thế nào, con lừa thúi quá lưu manh, bổn tiểu thư không thích, không cần ngươi làm tạo kỵ. Băng Tú Lan thu hồi trấn hồn ấn. Con lừa đen thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất, thì thầm trong miệng. Tiểu ma nữ. Chu Hằng thì nhìn lại Băng Tú Lan. Ngươi chạy tới đây để làm chi? Đương nhiên là đến khảo sát ngươi, nhìn ngươi có tư cách làm tỷ phu bổn tiểu thư không? Băng Tú Lan lập tức nói. Ta cũng không có một chút hứng thú làm tỷ phu ngươi, cho nên, nhanh đi về đi. Tỷ tỷ của ta rất đẹp, chỉ kém bổn tiểu thư mảy may. Băng Tú Lan dương dương đắc ý nói. Chu Hằng nhìn khuôn mặt nàng bình thường, thở dài, nhà đầu kia lấy đâu ra tự tin a? Mặc kệ như thế nào, Băng Tú Lan ở đó, như thế nào cũng đuổi không đi. Con lừa đen rất kiêng kỵ nàng, tuy rằng người ta nói ghét bỏ nó lưu manh, không muốn bắt nó làm tạo kỵ, nhưng ai biết nhà đầu kia có thể đột nhiên đổi ý hay không? Vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu, chẳng phải sẽ tổn hại hình tượng Lư đại gia. Nó ngồi rất xa, ngẩng đầu nhìn trời, kỳ thực nhàm chán đã bắt đầu buồn ngủ. Băng Tú Lan vô cùng nhiệt tình, nói không ít hơn con lửa đen, một hồi nói với Chu Hằng, một hồi lại đẩy mạnh tiêu thụ tỷ tỷ nàng, nói tóm lại, không cưới tỷ tỷ nàng chính là tổn thất lớn nhất của Chu Hằng. Nhìn nàng vĩnh viễn cũng không biết dừng lại cái miệng nhỏ nhắn, Chu Hằng thật muốn lấy mảnh vải chặn, hoặc bắt cóc tống tiền. Thời gian không ngừng trôi qua ngay tại nàng líu díu, vô tình đã qua vài mấy giờ. Ân, tuy rằng Chu Hằng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhưng thần ý lại bao phủ thật sự rộng lớn, trước tiên phát hiện trước ba phương nhân mã đồng thời lấy ra một khối truyền tấn thạch. Hắn không khỏi tò mò, thúc giục hắc kiếm tăng phúc thần thức của hắn, tăng lên năng lực cảm ứng. Ba phương nhân mã đều là thu được cùng cái tin, một cái tin tức kinh người. Nhân vật Nhật Diệu Vương trở lên lại có thể tiến vào Ngự Long Điện. Chu Hằng đầu tiên là cả kinh. Nếu vậy kết cục không còn sót lại chút gì, đừng nói sáng thế cảnh tồn tại. Chính là Nhật Diệu Đế đều có thể thay đổi hết thảy trong nháy mắt, năm người Chu Thống mặc dù có thể quét ngang chí tôn Nhật Diệu Vương cùng giai, nhưng dù có mạnh mấy đi nữa cũng không có khả năng chém ngược Nhật Diệu Đế. Nhưng hắn lập tức bình thường trở lại, bởi vì nhân vật Nhật Diệu Vương trở lên quả thật có thể tiến vào, nhưng sẽ bị áp chế tu vi, vô luận là lực lượng, thần thức hay là thể chất phòng ngự, đều xuống đến trình độ Nhật Diệu Vương. Chu Hằng buông lỏng trong lòng, nhưng mày lập tức nhíu lại.
phía trước chỉ có 5 tôn tồn tại quét ngang Nhật Diệu Vương, nhưng nếu những thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh vương tiến vào, mặc dù bọn họ sẽ bị áp chế tu vi, nhưng người nào dám nói bọn họ sẽ không như 5 đại thiên kiêu Chu Thống. Có thể tiến vào thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh, người nào không phải thiên tài trong võ. Tuy rằng không có khả năng thiên phú mỗi người đều cao hơn bọn Chu Thống, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tồn tại không sánh vai bằng. Kể từ đó, cạnh tranh nhất định càng thêm kịch liệt, Vũ Văn Kiếm Hóa Long Cửu Trảm ai không muốn. Mấu chốt là, những thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh vương này dám vào đi không? Thực lực bị áp chế đến Nhật Diệu Vương, vạn nhất bị Nhật Diệu Vương chân chính đánh bại. Truyền đi chẳng phải người cười rơi răng hàm. Thậm chí, vạn nhất, bị đánh giết. Trong Di Phủ trừ bỏ đối thủ cạnh tranh ra, bản thân nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, chết ở trong đó cũng không hiếm lạ. Mà đây chính là cấm chế Vũ Văn Kiếm bày, ở bên ngoài cấm chế này cũng bọn họ không có biện pháp. Nếu bọn họ đi vào, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chu Hằng không khỏi cười, trong nháy mắt hắn khôi phục tâm tính. Mặc kệ đi vào là người nào, chỉ cần hắn có thể tiến vào Nhật Diệu Vương, dù là sáng thế đế thân tới thì như thế nào, ở Ngự Long Điện chỉ có hắn mới là vô địch. Hắn nói tin tức này cho con lừa đen biết. Oa, đoạt bảo bối chúng ta chẳng phải có thêm một đống lão quái vật. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên. Quá vô sỉ, thân là sáng thế đế còn muốn đoạt bảo bối cùng chúng ta. Phi, chết ba đời chưa thấy qua bảo sao. Nó nói cực kỳ khinh miệt, nhưng thực ra bị khinh miệt nhất nên là chính nó. Ta nghĩ bọn họ quý trọng danh tiếng, không có mấy ai vào. Chu Hằng nói ra ý nghĩ của chính mình. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Băng Tú Lan lại đột nhiên xen vào. Làm sao sai lầm rồi? Chu Hằng chỉ biết nàng không chịu ngồi yên, không khỏi cười hỏi nàng, nhưng trong lòng thì không coi ra gì. Tiểu tử ngu xuẩn, người biết tu thăng hoa cảnh là cái gì? Băng Tú Lan suy hắn một chút. Pháp tướng. Chu Hằng đã nghe kỹ vài người nói. Vậy ngươi biết pháp tướng là cái gì không? Băng Tú Lan lại hỏi, nhìn thấy biểu tình Chu Hằng, nàng lập tức đắc ý cười to. Không biết đi, kiến thức nông cạn, hôm nay để bổn tiểu thư dạy ngươi một khóa, không thu lệ phí. Pháp tướng, nói đơn giản chính là phân thân. Những lời này vừa ra, Chu Hằng lập tức hiểu được, nhướng mày, nói. Ngươi nói, chân thân lão quái thăng hoa cảnh cùng sáng thế cảnh sẽ không buông xuống, nhưng sẽ phái ra pháp tướng tiến vào Ngự Long Điện. Trẻ nhỏ dễ dạy. Băng Tú Lan gật đầu, tiếp tục nói. Thăng hoa tam trọng thiên, kim ngân đồng ba tầng pháp tướng, nói như vậy có thể có 7 pháp tướng, mỗi một cái đều tương đương với một cái phân thân. Nếu khoảng cách gần, chân thân có thể nhìn thấy thứ pháp tướng thấy, nghe được pháp tướng nghe được, nhưng khoảng cách quá xa thì không được, nhất thiết phải chờ pháp tướng trở về mới có thể dung hợp trí nhớ. Chu Hằng không khỏi hít một hơi lạnh, nói, võ giả thăng hoa cảnh cũng quá khó chơi đi. Cũng không phải, pháp tướng dù sao chỉ là pháp tướng. Là tồn tại hư vô, chỉ cần chân thân chết, pháp tướng tự nhiên cũng chết. Băng Tú Lan có chút nghiêm chỉnh. Lão quái sáng thế cảnh mới lợi hại, bọn họ tu thần tướng, chân thân chết đều có thể tiếp tục còn sống, tùy ý một cái thần tướng đều có thể diễn hóa là chân thân. T, cảm giác như bất tử bất diệt. Nhưng thiên địa công bình, bất kể tổn thất pháp tướng hay là thần tướng, đối với tu giả đều là một cái tổn thất thật lớn, thật giống như 7 vầng trăng bị người đập tan một cái, nhất thiết phải tu luyện một lần nữa. Băng Tú Lan nói. Chu Hằng không nói gì, đồ chơi phân thân này mặc kệ như thế nào đều nghịch thiên a. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian sau, hắn lộ ra tươi cười, chiến ý giặt rào sông thẳng lên trời. Quản ngươi thăng hoa vương, sáng thế đế, muốn tới thì tới đi. Ở Ngự Long Điện này, chỉ cần hắn tiến vào Nhật Diệu Vương có thể quét ngang hết thảy. Chu Hằng đột nhiên vô cùng mong đợi, đương nhiên, hết thảy đều cần thành lập khi hắn đột phá Nhật Diệu Vương. Nếu không phân thân những lão quái vật kia đều là Nhật Diệu Vương đỉnh phong. Thậm chí còn có 10 vầng mặt trời, chí tôn 11 vầng mặt trời, hắn lấy cái gì đấu? Bọn họ nghị luận ầm ĩ, mà ba phương nhân mã xa xa đã liên lạc trên tinh thuyền. Nếu tồn tại Nhật Diệu Vương trở lên đều có thể đi vào, bọn họ tự nhiên phải an bài một lần nữa. Qua hơn một tiếng, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh gần như cùng thời điểm đó từ buông xuống trên bầu trời, mỗi một cái đều tản ra uy thế vô cùng kinh khủng. Cường giả thăng hoa cảnh, đây là pháp tướng, hay là chân thân? Chu Hằng có một loại cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, phía trước hắn tuy rằng cũng đã gặp cường giả thăng hoa cảnh, nhưng đó là ở hội đấu giá Thiên Bảo Các, biết mình tuyệt không sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ bất đồng, cường giả thăng hoa cảnh giết vài người ở trong này, ai sẽ biết? Đi! Chu Hằng quyết định thật nhanh, tay phải nắm Băng Tú Lan, tay phải xốc lên con lửa đen, phát động tấn vân lưu quang bộ, cấp bách mà đi hướng về chỗ sâu trong đại lục. Tiểu bằng hữu, đi đâu gấp như vậy a? Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Gần gũi dường như ngay tại găng tấc, ở trong nháy mắt, một bàn tay to đã xuất hiện ở trước người của Chu Hằng, chặn đường đi của hắn lại.
Chu Hằng đột nhiên dừng lại, võ giả thăng hoa cảnh quả nhiên mạnh, người chưa đến y tới trước, có thể bao phủ khu vực rộng lớn như vậy. Trở về đi. Lần này là một cái thanh âm khác vang lên, một cỗ mạnh mẽ cuốn qua, ba người Chu Hằng đã bị bắt trở về. Ba đại cường giả thăng hoa cảnh theo thứ tự là một cái trung niên văn sĩ, một cái lão đầu khô quát gầy và một chú lùn tướng mạo xấu xí, nếp nhăn căn bản thấy không rõ diện mạo. Ba vị tiền bối, vì sao muốn ngăn cản tại hạ? Chu Hằng hỏi, hòa thần lô chỉ có thể sử dụng hai lần, hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này, dù sao mọi người không cừu không oán. Nghe nói ngươi biết luyện đan, đến hoàng phủ ra ta đi. Trung niên văn sĩ dẫn đầu nói, trong giọng nói không mang theo một tia thương lượng, hoàn toàn là mệnh lệnh cao cao tại thượng. Chậm đã, hoàng phủ thanh, ngươi không hỏi trước một chút ta đáp ứng không? Chú lùn lập tức lạnh lùng xen mồm. Tranh cái gì, đổng ra ta muốn cái dược sư này. Lão già gầy vô cùng khí phách nói. Hai vị không để cho ta mặt mũi sao? Trung niên văn sĩ hoàng phủ thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một cái dược sư tam tinh, hoàng phủ huynh để cho đổng ra ta cũng không có gì đi. Lão đầu gầy nói. Hừ. Hoàng phủ thanh hừ một tiếng, trên mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Cũng không phải chỉ có bọn họ hoàng phủ gia mới có thể nhận được tin tức ở trong thiên bảo các, những gia tộc khác cũng có thể. Hắn biết được ba viên cố hồn đan đều là Chu Hằng cung cấp, liền có tính toán đánh hạ Chu Hằng. Có lẽ tiểu tử này cũng không phải dược sư thất tinh, nhưng cũng có thể trong tay hắn còn có cố hồn đan. Không nghĩ tới người thông minh không chỉ hắn. Tiểu tử, đi theo ta. Chú lùn trực tiếp ra tay, vung trưởng hướng về Chu Hằng. Bàn tay kim huynh quá dài. Hoàng phủ thanh cùng lão già đồng ra đồng thời ra tay ngăn trở, thình thịch thình thịch thình thịch, ba đại cường giả thăng hoa cảnh trao đổi hơn 10 chiêu trong nháy mắt. Bất quá bọn hắn đánh đột nhiên, dừng lại cũng đột nhiên, lập tức thân hình văng ra, từng người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Nếu không, chúng ta ném con xúc sắc quyết định ai có thể nhận được tiểu tử này. Chú lùn nói, lời này cũng không được hai đại cường giả thăng hoa cảnh khác đồng ý, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bất kể là ai thắng, người còn lại cũng không thể trơ mắt nhìn người thắng mang đi Chu Hằng. Một cái có khả năng là dược sư thất tinh. Một khi đã như vậy, ta không chiếm được vậy ai cũng đừng mong nhận được. Ba người nhất trí, đồng thời hiện lên sát ý. Chu Hằng vẫn cảm nhất đối với sát ý, lập tức cảm ứng được ba cường giả thăng hoa cảnh này phát lên sát khí đối với mình. Trong lòng hắn nổi giận. Chính mình đắc tội bọn họ sao? Không có. Không cừu không oán. Tại sao đối phương muốn giết chính mình? Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bởi vì hắn là dược sư tam tinh, người khác muốn mời chào hắn. Nhưng phân được, vậy làm thịt hắn, ai cũng đừng mong nhận được. Không, chỉ là dược sư tam tinh hẳn còn không đáng cường giả thăng hoa cảnh ra tay. Nếu hồ mị có thể biết cố hồn đan là hắn cung cấp, những gia tộc khác biết cũng không hiếm lạ. Chỉ cần không phải kẻ ngu dốt, sẽ liên lạc hắn cùng dược sư thất tinh. Dù sao lúc trước hắn ở Dã Mã Thành chứng thực dược sư tam tinh quá mức phách lối, biết tình huống lúc đó, không ai sẽ cảm thấy cực hạn hắn là dược sư tam tinh. Thiên bảo các đáng ghét. Chu Hằng lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, trong lòng cũng hận luôn Thiên Bảo Các. Bọn họ nói sẽ không tiết lộ tư liệu khách hàng, nhưng quay đầu liền bán hắn sạch sẽ, cho hắn là Nguyệt Minh Đế dễ khi dễ sao. Cái này, Nguyệt Minh Đế quả thật rất dễ khi dễ, dù tính bán đứng Chu Hằng thì thế nào, một cái Nguyệt Minh Đế có thể chế tạo phiền toái gì cho Thiên Bảo Các. Dù Chu Hằng là dược sư thất tinh thì như thế nào, Thiên Bảo Các có bối cảnh tuyệt tiên thành, dược sư thất tinh ở trước mặt tồn tại như vậy vẫn như con kiến. Ba vị tiền bối, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Tại hạ thậm chí còn không biết các ngươi là ai, các ngươi đã muốn giết tại hạ. Chu Hằng mờ nhạt nói, nhưng hỏa thần lô đã bị hắn cầm đến trên tay. Muốn trách, thì trách ngươi không nên tới đây. Hoàng phủ thanh tiếp lời nói. Ý tứ của hắn là nếu Chu Hằng trốn đi, hoặc đợi ở địa phương nhiều người, như vậy mọi người đều có cố kỵ sẽ không tiện hạ thủ. Muốn trách, thì trách thực lực Chu Hằng không được. Con bà nó đây là cái ngụy biện gì? Chu Hằng tức giận. Mà Hoàng Phủ Thanh có thể nói ngụy biện được đường đường chính chính như thế, không phải bởi vì khác. Chính là thực lực của hắn mạnh, có thể nghiền ép chính mình. Thực lực mạnh, chính là vương đạo. Thực lực mạnh, có thể không nhìn quy tắc. Không nhìn đúng sai. Bởi vì một lời cường giả chính là khuôn vàng thước ngọc. Uy uy uy, ba xú gia hỏa các ngươi, có phải cũng muốn giết người diệt khẩu bổn tiểu thư? Băng Tú Lan xen mồm kêu lên. Ba người Hoàng Phủ Thanh cũng chưa lếch nhìn nàng một cái. Một Nguyệt Minh Vương thật sự không cách nào để cho bọn họ nhìn. Nếu muốn giết Chu Hằng, như vậy một người một con lừa bên cạnh hắn cũng cần diệt khẩu. Các ngươi dám? Băng Tú Lan thông minh loại nào, nhìn lại mặt ba người liền biết mình đoán đúng, nàng giận tím mặt, trách mắng. Ba cái tên vừa già lại xấu xí, lại muốn giết bổn tiểu thư như hoa như ngọc, dịu dàng đáng yêu, các ngươi thật quá mức. Bớt giảm ngôn đi. Chú lùn nhìn lướt qua Hoàng Phủ Thanh cùng lão già đồng ra, dò ra một động tác.
nếu nhóm ngươi không chịu ra tay, vậy để lão phu đến. Chu Hằng cùng Băng Tú Lan đồng thời ra động tác, một cái mở ra hỏa thần lô. Một, người khác thì nhấn ở ngực một cái, ông, ông, một mảnh đại hỏa cuốn ra, mà một đạo hào quang trắng cũng chiếu ra, tạo thành một cái hộ thuẫn trong suốt. Cái gì? Đây là lửa gì a? A, ba đại cường giả thăng hoa cảnh đồng thời cả kinh kêu lên trong nháy mắt, bọn họ phát hiện không thích hợp, lập tức muốn phóng người lên, nhưng ngọn lửa sôi trào đã cuốn bọn họ vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, chỉ còn lại có một mảnh ngọn lửa đốt lên tận trời. Không chỉ là ba đại cường giả thăng hoa cảnh bị cháy sạch trong nháy mắt, những người gia tộc bọn họ cũng bị cuốn vào, đồng dạng biến thành tro tàn. Đây là uy lực hỏa thần lô. Giết cường giả thăng hoa cảnh dễ như chơi. Ai, bổn tạo thật sự hư hỏng, không ngờ ra tay đốt chết mấy con kiến, thật sự hổ thẹn a. Hỏa thần lô còn rất ngạo kiều truyền lại thần thức dao động. Chu Hằng khiếp sợ, tên kinh khủng như vậy không ngờ thu ở trong không gian đan điền của hắn. Nếu cái bếp lò này cũng phun hắn một ngụm, hắn sẽ mất xác a. Nấu nướng giỏi. Cháy sạch hay. Cháy sạch tuyệt. Con lừa đen vui mừng nhảy ở một bên, lúc đầu bị ba đại cường giả thăng hoa cảnh áp bách, sinh tử ngay tại một ý niệm người khác, đây là biệt khuất bực nào. Con lừa đê tiện nhảy vài cái, liền rời ánh mắt tham lam chăm chú vào trên hỏa thần lô, nước miếng chảy ròng. Gì, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu. Băng Tú Lan lộ ra vẻ khiếp sợ, nhấn một cái ở ngực, tất cả ánh sáng trắng thu vào ngực của nàng, quang thuẫn màu trắng ngà đã biến mất. Ngươi cũng ẩn giấu thôi. Tuy rằng Chu Hằng không biết lực phòng ngự quang thuẫn kia mạnh đến mức nào, nhưng thiếu nữ này không giống như ngu ngốc, biết rõ đối phương là cường giả thăng hoa cảnh còn không sợ hãi, quang thuẫn tất nhiên có thể đưa đến tác dụng tương đối. Xem ra, lai lịch thiếu nữ này rất lớn. Tuy nhiên, đáng tiếc, người bị hỏa thần lô đốt chết không thể cung cấp tinh khí sinh mệnh cho hắn. Đây chính là bãi cường giả thăng hoa cảnh A, nếu có thể luyện hóa, đừng nói 21 vầng trăng, khả năng đều trực tiếp vào Nhật Diệu Hoàng đi. Cấm chế hẳn đã mở ra, chúng ta đi thôi. Chu Hằng thu thập tâm tình, trước mắt có vô số bảo vật đang chờ hắn. Đi, đi, đi. Con lửa đen cùng Băng Tú Lan đồng thời hoan hô lên, khiến Chu Hằng đột nhiên phát hiện mình bên cạnh luôn có chút người không đáng tin cậy. Bọn họ đi ra ngoài trăm dặm, hơi thử một lần liền phát hiện nguyên bản cái chắn vô hình chặn đường đi bọn họ đã biến mất. Cấm chế mở ra, bọn họ đồng loạt bước vào, một bước, hai bước, ba bước, không có chút cảm giác khác thường nào. Điều này rất bình thường, bọn họ cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, Nguyệt Minh Vương, cấm chế nơi này căn bản không có tác dụng đối với bọn họ. Vũ Văn Kiếm không chết mấy triệu năm sao, như thế nào đến bây giờ cấm chế này còn có thể vận chuyển? Chu Hằng có chút kỳ quái, theo lý thuyết sáng thế đế hóa thành mục nát ở trong trăm vạn năm, cấm chế này dựa vào cái gì trường tồn? Cho nên người ta mới kêu đại năng, ngươi chẳng qua là tiểu nhân vật Nguyệt Minh Đế. Băng Tú Lan rất sung sướng đả kích Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, khinh thường đấu võ mồm với tiểu nữ nhân. Bọn họ tiến về phía trước, mục tiêu có thể nói cực kỳ rõ ràng, chính là Ngự Long Điện. Chỉ là trọng lực nơi này thật lớn, bọn họ căn bản không thể phi hành. Thậm chí, Chu Hằng còn cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí tác dụng, Nhật Diệu Vương đều vị tất có thể bay được. Hai người một con lửa cũng không nhanh. Nhưng tin tưởng bất kỳ tốc độ của ai khác cũng đều không mau được. Ba ngày sau, bọn họ bay qua vùng khỉ ho có gáy, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Đây là một tòa cổ thành đã sớm bỏ hoang, hơn nữa cũng bị phá hư thành mảnh nhỏ. Nơi nơi có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu lưu lại, Chu Hằng cảm ứng xa xa, vẫn còn có thể cảm giác được từng đạo sát ý, chiến ý rõ ràng. Những ý niệm này quả thật cường đại, cho dù trôi qua vô số năm vẫn mạnh mẽ, nhưng xa xa không thể so sánh cùng nguyên chủ nhân Hắc Kiếm. Nhiều nhất chỉ có thể xem như cấp bậc sáng thế đế. Mà nguyên chủ nhân Hắc Kiếm lại vượt qua xa phạm vi sáng thế cảnh. Năm đó, hẳn đại chiến ở trong một đám sáng thế đế, nơi này là một chiến trường. Hang ổ Vũ Văn Kiếm làm sao có thể để một đám sáng thế đế đại chiến. Hơn nữa sát ý, chiến ý ngưng thật vô cùng đáng sợ, cũng không phải tỉ thí với nhau, mà là đại chiến, huyết chiến. Nơi này từng để lại chuyện xưa. Chu Hằng đi nhanh tới. Nhưng con lửa đen cùng Băng Tú Lan lại không ngăn được ý chí thượng cổ đáng sợ, căn bản không đến gần được tòa cổ thành kia. Các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi xem. Hắn chỉ có thể đi một mình. Đừng quên mang bảo bối trở về. Con lửa đen sợ chết, tuyệt đối không thể cậy mạnh mà đi, nhưng nó thế nào cũng không quên được bảo vật, không ngừng phất tay hướng tới Chu Hằng. Con lửa đê tiện a, mang bảo bối trở về nhé. Băng Tú Lan cũng cười hì hì. Chu Hằng lắc lắc đầu, đi nhanh hướng về cổ thành. Những ý chí này vô cùng đáng sợ, chỉ sợ sáng thế vương đến đây đều bị chấn thành ngu ngốc. Nhưng Chu Hằng không sợ nhất chính là áp lực ý thức, Hắc Kiếm khe khẽ rung lên, cái áp lực gì đều bị hủy diệt nát tan thành bụi.
Vài phút sau, hắn đi vào cổ thành. Hắn đi lại ở trên đường phố cổ xưa, phóng mắt đánh giá, bốn phía gần như không tìm thấy một tòa kiến trúc hoàn chỉnh, đều chỉ còn lại có một mảnh gạch bể đoạn ngói. Qua nhiều năm như vậy, cho dù nơi này năm đó đã chết vô số người, thi thể cũng khẳng định đều trần về trần, đất về đất. Gì? Hắn đi đến trung ương thành thị, không khỏi dừng bước. Lại thấy được. Đây là một tòa kiến trúc tương đối hoàn chỉnh, biển vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy, chữ viết đã không trọn vẹn, nhưng một đạo huyết nguyệt lại rõ ràng mà đầy đủ, dường như bên trong một cỗ lực lượng bảo hộ. Huyết nguyệt chính là nữ nhân Hoặc Thiên Hận thấu xương, đạo tràng của nàng có chứa dấu hiệu như vậy. Năm đó Chu Hằng thấy qua khối tiên đại lục ở Huyền Càn Tinh. Trăm vạn năm trước tiên giới băng diệt, 49 tiên thành sống lại từ trong phế tích, hết thảy lịch sử thượng cổ đều bị mai táng. Chu Hằng đi vào căn đạo tràng này, nếu muốn tìm pho tượng cô gái huyết nguyệt, ít nhất cần biết bộ dáng nữ nhân này là gì. Nhưng khiến hắn thất vọng là, nơi này quả thật có một tượng đá cô gái huyết nguyệt, có thể sánh bằng pho tượng trên tiên đại lục đụng vào Huyền Càn đại lục, nhưng chỉ còn lại có hai cái chân. Hắn tìm tỉ mỉ một lần, nhưng không thấy được gì thêm. Chu Hằng thở dài, ly khai tòa đạo tràng này, tiếp tục đi tới. Lại đi mấy phút, hắn lại dừng lại, một cỗ uy áp kinh khủng cắt ra tay của hắn đều muốn nứt ra. Hắn nhìn sang, chỉ thấy uy áp khủng bố lại là một khối vảy. Đây là một khối vảy màu xanh lam, hình như vòng tròn, so với bàn tay Chu Hằng cũng lớn hơn một vòng. Tuy rằng không biết ở trong này bao lâu, nhưng khối này vảy vẫn tản phát ra khí tức kinh khủng như cũ, vẫn như cũ không tổn hại không hủy, có một loại quang huy thần tính. Chu Hằng kích phát hắc kiếm, đi tới vảy, chống cự khí tức kinh khủng kia. Đây tuyệt đối là cấp bậc sáng thế đế. Thậm chí còn mạnh hơn một ít, chân chính đặt chân vào cánh cửa kia. Chu Hằng có cảm giác vượt qua 8 đại sáng thế đế Huyết Hà lão tổ, có thể trấn áp thiên thu muôn đời. Cũng may hắc kiếm càng thêm bất phàm, thay Chu Hằng chặn áp lực khí tức kinh khủng, để hắn đến gần khối vảy này, nếu không chỉ sợ là sáng thế vương cũng sẽ vỡ nát ở trong nháy mắt. Hắn cầm vảy lên, chỉ cảm thấy trong tay vô cùng trầm trọng, thiếu chút rớt xuống. Thật là nặng. Nặng thái quá. Chu Hằng không khỏi hoảng sợ, hắn hiện tại có lực lượng gần như Nhật Diệu Vương một luân, nhưng ngay cả cầm lấy một vảy khối thật mỏng đều thiếu chút nữa không thể làm được, đồ chơi này nặng có thể nghĩ mà biết. Vảy toàn thân xanh lam, trong suốt như thủy tinh, hơi lộ ra nửa trong suốt, có một loại mỹ cảm vô thượng. Nhưng cũng bởi vì là bán trong suốt, Chu Hằng thấy được mặt trái dính một vết máu. Hắn lật vảy lên, chỉ thấy phía trên quả nhiên dính một vết máu. Đây là một cái đốm máu ngưng kết, ngẫm lại hẳn đã qua mấy triệu năm, nhưng hắn lại còn có thể cảm ứng được trong máu ẩn chứa sức sống kinh người. Hắn lập tức đau nhức hai mắt, dường như nhìn đoàn vết máu này khiến cho toàn thân hắn khó chịu, dường như toàn thân đều muốn bạo liệt. Hắn vội vàng lộn vảy tăng lại, loại cảm giác này mới chậm rãi đánh tan. Khí tức kinh khủng thực ra phát ra từ vết máu này. Gì? Tiểu tử vận khí của ngươi không tồi, không ngờ tìm được một đạo chân long chi huyết. Hỏa thần lô đột nhiên nói ở trong đan điền Chu Hằng. Chân long chi huyết, có ích lợi gì? Chu Hằng hỏi. Chân long chi huyết đương nhiên là máu huyết chân chánh thiên long chảy ra. Hỏa thần lô nói. Chân long là con cưng thiên địa, vô cùng thần kỳ, máu của nó là tài liệu vô thượng. Tuy nhiên, long huyết này rất không tinh thuần. Hơn nữa, số lượng quá ít, cách thời gian cũng quá rất xưa, căn bản không đủ dùng luyện chế huyết long đan. Nhưng nó chuyển đề tài, lại nói. Tuy nhiên, người bây giờ cũng không đủ tư cách dùng huyết long đan. Ăn vào ngươi khẳng định trực tiếp nổ tan xác mà chết. Loại chân long chi huyết trình độ này vừa lúc cho ngươi dùng. Chu Hằng mừng rỡ. Có thể tăng lên tu vi của ta. Đương nhiên. Tuy nhiên ngươi lập tức dùng. Tuy rằng chân long chi huyết không tinh khiết, phân lượng lại ít, nhưng cũng không phải ngươi tiêu thụ được. Nhất thiết phải phụ với những tài liệu khác, nếu không ngươi vẫn không chạy khỏi một chữ chết. Hỏa thần lô không nhanh không chậm nói. Chu Hằng thở dài. Nói. Ngươi không thể một hơi nói xong toàn bộ. Vậy không thú vị à? Hỏa thần lô vui vẻ, nhìn ra được, nó cũng ham thích lừa gạt. Cần phụ liệu gì? Chu Hằng hỏi. Hóa cốt thảo. Cái gì? Chu Hằng nhướng mày, ba chữ hóa cốt thảo nghe ra không giống như là thứ tốt gì, lộ ra một cỗ cảm giác âm u lạnh lẽo. Hóa cốt thảo là vật kịch độc, trực tiếp dùng sẽ hòa tan xương của ngươi. Tuy nhiên, đồng thời dùng cùng chân long chi huyết, vừa lúc hai tướng trung hòa, đánh tan bá đạo trong chân long chi huyết, phát huy ra hiệu lực trong đó. Hỏa thần lô nói. Vậy đi tìm hóa cốt thảo ở đâu? Chu Hằng nhướng mày. Hóa cốt thảo cũng không phải thảo dược chân quý cỡ nào, nói không chừng ngươi ở có thể tìm nơi này. Hỏa thần lô nói. Bình thường như vậy. Chu Hằng có điểm không thể tin được. Cũng không thường gặp như vậy. Tuy nhiên loại môi trường không ánh sáng hiểm ác thật ra thích hợp hóa cốt thảo sinh trưởng, nói không chừng ngươi có thể tìm được một gốc cây ở trong này. Hỏa thần lô nói.
bổn tạo luyện hóa cho ngươi một chút, hóa đi uy áp phía trên, nếu không thần tính máu rồng sẽ sói mòn. Hỏa thần lô luyện hóa khối vảy này một chút, thời điểm trả lại cho Chu Hằng, quả nhiên không còn bất kỳ uy áp. Chu Hằng thu vảy rồng vào pháp khí không gian, bị hỏa thần lô luyện hóa như vậy, khí tức khủng bố phía trên đã hoàn toàn biến mất, có thể dễ dàng thu hồi. Khối vảy này, hẳn là rớt xuống khi đám tồn tại tối cao kia đại chiến, thuộc một tồn tại đáng sợ, nói không chừng chính là chân long. Nhưng vì cái gì phiến vảy rồng này rơi ở chỗ này không bị lấy đi? Tiên giới đại băng diệt là sự tình trăm vạn năm trước, nhưng Vũ Văn Kiếm lại thuộc loại nhân vật, ít nhất 300 vạn năm trước đều có thời gian đi thu thập chiến cuộc. Cổ quái! Chu Hằng thu thập tâm tình tiếp tục đi tới, tìm một vòng ở trong toàn bộ cổ thành sau, hắn lại phát hiện một khối mảnh sứ bể nát, nguyên thuộc loại món tiên khí chí cường. Chu Hằng có thể nhìn thấy mặt trên có một góc trận văn vỡ nát, tuy rằng tàn phá không chịu nổi, lại vô cùng phức tạp, mơ hồ còn có từng đạo đạo quang huy lưu chuyển. Năm đó chàng đại chiến tuyệt đối vô cùng kịch liệt, một cái chân long bị đánh rơi xuống vảy, vết thương lớp lớp, một món bảo khí bị đánh tan, rơi rụng ở trên mảnh đại lục này. Ngự Long Điện, Hóa Long Cửu Trảm, đều mang chữ long, có phải có liên quan cùng rồng hay không? Chu Hằng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Năm đó nhất định đã xảy ra một trận đại sự khiếp sợ toàn bộ tiên giới, đáng tiếc, bởi vì tiên giới băng diệt, tiền sử ghi lại cũng bị mất. Mảnh vỡ bảo khí đã tàn phá không chịu nổi, Chu Hằng vận chuyển linh lực kích phát cũng không dùng được, khí linh trong đó đã sớm tiêu diệt. Tuy nhiên mặc dù bảo khí hủy, nhưng uy áp vẫn còn, chỉ là ở trình độ không kịp khối vảy rồng kia. Thình lình lấy ra dọa người nói không chừng có thể đưa đến kỳ hiệu. Món bảo khí này khi đầy đủ tất nhiên là cấp bậc sáng thế cảnh, nhưng dù như thế nó vẫn bị đánh nát. Có thể thấy được đại chiến lúc trước có bao nhiêu khủng bố. Tuy rằng loại chiến đấu tầng thứ này xa xa không thể so sánh cùng tiên giới băng diệt trăm vạn năm trước, nhưng cũng tuyệt đối không phải Chu Hằng bây giờ có khả năng sánh bằng. Chu Hằng muốn thu khối mảnh vỡ bảo khí này, không ngờ phát hiện hắn căn bản không thu được vào không gian đan điền. Từng đạo uy áp dao động thật sự quá cường đại, nếu mạnh mẽ thu vào đan điền, chỉ sẽ hắn sẽ vỡ nát. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra hỏa thần lô. Uy, xú tiểu tử ngươi làm gì thế lại quấy rầy bổn tạo nghỉ ngơi? Hỏa thần lô bất mãn nói. Đựng đồ. Chu Hằng mở nắp lò, ném khối mảnh vỡ bảo khí đi vào. Phẩm bậc cái lò luyện đan này tuyệt đối không thấp, hẳn có thể chấn áp mảnh vỡ. Như thế nào đi nữa, đây cũng chỉ là một góc mảnh vỡ bảo khí thôi. Uy, ngươi ném cái gì vào trong thân thể bổn tạo vậy? Bổn tạo đốt nó thành tro là giải quyết xong. Hỏa thần lô kêu to. Đừng đốt, còn có dùng. Chu Hằng nói. Phi, loại tài liệu cấp thấp này, đặt ở trong thân thể bổn tạo quả thực chính là sỉ nhục đối với bổn tạo. Hỏa thần lô kháng nghị nói. Ít méo mó, nếu không dùng phù văn. Xem như ngươi lợi hại. Hỏa thần lô vẫn thu hồi bảo khí mảnh vỡ, bên trong nó tự thành không gian, thực ra bỏ ít đồ vào căn bản không sao cả, chỉ là bắt chẹt mà thôi. Có món bảo vật này chấn áp mảnh vỡ tiên khí, Chu Hằng thuận lợi thu hỏa thần lô vào trong cơ thể. Hắn dạo qua cổ thành một vòng, lại không thu hoạch được gì nữa liền lui ra ngoài. Hội họp với con lừa đen cùng băng tú lan. Mau, có tìm được bảo bối gì hay không? Con lừa đen lập tức tiến lên đón. Cổ thành sớm đã vỡ nát, có thể lưu lại cái gì? Chu Hằng nói, không phải hắn keo kiệt, mảnh vỡ bảo khí căn bản không phải con lừa đen có thể thừa nhận. Một cỗ uy áp có thể làm nó vỡ nát, mà con lừa đen lòng tham, phỏng chừng cũng đợi không được hóa cốt thảo sẽ ăn vụng máu rồng, kết quả cũng đồng dạng bị bành trướng nổ tung. Con lừa đen nửa tin nửa ngờ. Nhìn chằm chằm Chu Hằng, đầu con lừa đê tiện này tràn đầy hoài nghi. Chu Hằng chấn định tự nhiên, giấu giếm một tia dị sắc. Nơi này không thú vị, đi thôi. Băng Tú Lan thúc giục. Hai người một con lừa tiếp tục ra đi. Lại vài ngày sau, bọn họ đi tới phía trước một tòa hồ nước. Bọn họ cũng không phải là người thứ nhất tới đây. Đã có mấy nhóm người vây quanh bên hồ. Xem bộ dáng của bọn họ rõ ràng là đang câu cá. Nơi này, có cá. Hoặc là nói, nơi này có sinh linh. Người tới nơi này đều tìm kiếm cơ duyên, không ai làm chuyện nhàm chán. Chu Hằng đi tới, chỉ thấy phiến hồ nước này tản ra ánh sáng, mà trong hồ không ngờ có thật nhiều con cá ở du động, cá thân màu bạc, toàn thân không vảy. Gì, khả năng là ngân long ngư. Băng Tú Lan nói. Có ích lợi gì? Chu Hằng hỏi. Tác dụng lớn. Đây chính là bảo dược, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi, còn có thể gia tăng cảnh giới lĩnh ngộ. Truyền thuyết loại linh cá này hấp thụ máu thần long mới ẩn sanh ra. Thật sự quý báu. Băng Tú Lan nhìn chằm chằm trong hồ, có vẻ động ý, con lừa đen càng không cần phải nói, chẳng những hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng cũng sắp chảy thành sông, bốn vó muốn lao xuống. Chu Hằng vung tay ra nhấn con lừa đen xuống. Làm gì thế? Chu tiểu tử nhanh buông bổn tạo ra. Con lừa đen nóng nảy, há mồm muốn cắn người. Con lừa thúi ngươi muốn chết a?
Chu Hằng lắc lắc đầu. Không thấy nhiều người như vậy cũng chỉ ở đứng ở bờ sông, ngươi cho là bọn họ đều là sợ ướt thân thể. Lúc này con lừa đen mới nghiêm nghị, nhưng nó lại là con vịt chết mạnh miệng, nói. Bổn tạo đã sớm biết, chỉ là muốn khảo nghiệm ngươi một chút, thử xem phản ứng của ngươi. Chu Hằng lấy ra một hòn đá nhỏ ném tới trong hồ, thông một chút, đá rơi xuống nước, nhưng cũng không như hắn nghĩ dập nát hoặc là biến mất, mà là chìm xuống với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Trong hồ này hẳn không có cấm chế, nhưng tính dính lại cường đại đến thái quá, người đi vào thật giống như lâm vào vùng lầy, hành động chậm vô số lần, dĩ nhiên càng không có khả năng đuổi theo kịp những ngân long ngư kia. Người xung quanh không xuống nước, không phải không dám, mà là đi xuống càng không bắt được. Này, ngươi làm cá của ta sợ chạy, nên bồi thường thế nào? Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mang biểu tình âm trầm trên mặt đi tới hướng Chu Hằng. Nghe được câu này, con lừa đen cùng băng tú lan đều nổi giận. Chu Hằng ném tảng đá tuy rằng tạo nên một ít gợn sóng, nhưng cách người thanh niên kia ít nhất 10 trượng, cho dù có ảnh hưởng cũng cực kỳ hữu hạn. Người nọ rõ ràng không có năng lực bắt ngân long ngư, mượn cớ khi dễ Chu Hằng. Thật sự đáng ghét. Tiểu tử ngốc, ánh mắt ngươi sinh trưởng ở trên gáy. Con lừa đen lập tức mắng. Đúng thế, ngu ngốc mắt mù. Băng Tú Lan cũng cười hì hì nói. Người trẻ tuổi trầm sắc mặt xuống, như bọn Chu Hằng suy nghĩ, hắn không bắt được cá căn bản không phải bởi vì Chu Hằng ném tảng đá, mà là những ngân long ngư này thật sự quá mức linh hoạt, hắn không thể đắc thủ, trong lòng hoảng mới mượn cớ khiêu khích. Hai Nguyệt Minh Đế, một Nguyệt Minh Vương, ba người quả thực yếu thái quá, tuy rằng hắn đồng dạng là Nguyệt Minh Đế, nhưng phía sau còn có Thăng Hoa Vương trong gia tộc áp trận, bởi vậy hắn tìm ba người bọn hắn hạ nhục. Về phần ý nghĩ của bọn Chu Hằng, thật có lỗi, Thăng Hoa Vương lo lắng suy nghĩ của con kiến sao. Nhưng những tiểu nhân vật này lại dám trái lại chất vấn hắn, đây không phải là phản. Thật to gan, đã quấy rầy cá của ta, còn dám trả đũa, các ngươi muốn chết sao? Hắn nghiêm nghị nói, trong ánh mắt nhảy lên sát ý. Chu Hằng thở dài. Ánh mắt nhìn thanh niên kia, giống như nhìn một người chết. Hắn nhìn về phía những người khác. Cất giọng nói, đây là tiểu tử nhà ai, chạy nhanh trở về nhìn cho thật kỹ, chờ ta làm thịt hắn cũng đừng hối hận. Khẩu khí thật lớn a, mọi người đang bắt cá đều ngẩn ra, Nguyệt Minh Đế lại dám hô quát hướng bọn họ như thế. Nên biết rằng trong bọn họ có không ít Nhật Diệu Vương, thậm chí còn có một hai tồn tại mạnh hơn, chỉ là bị áp chế cảnh giới mà thôi, muốn trấn áp Nguyệt Minh Đế khác gì chơi đâu. Những người này đều im lặng không lên tiếng, người trẻ tuổi khiêu khích Chu Hằng lập tức tăng dũng khí gấp bội, biết cường giả gia tộc ở sau lưng duy trì chính mình. Hắn vươn một ngón tay điểm Chu Hằng, lãnh đạm nói, quỳ xuống cho ta. Liếm giày. Sát khí trong mắt Chu Hằng nhảy dựng, sải bước qua. Thấy hắn lại đây, người trẻ tuổi kia lại nghĩ là mình nói tạo nên tác dụng. Chu Hằng lại liếm giày hắn, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hơi vươn một cái chân phải. Chu Hằng đã đi đến, triệu hoán hắc kiếm ra. Soạt, kiếm phong hiện lên, đầu người trẻ tuổi kia đã bay ra ngoài. Chỉ là Nguyệt Minh Đế cũng dám đối đầu với hắn. Bởi vì bị chết quá nhanh, trên mặt người trẻ tuổi kia hãy còn mang theo cười lạnh, nhưng xuất hiện ở trên một cái đầu chặt. Làm thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Thình thịch. Lúc này, thân thể người trẻ tuổi kia mới nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ai, nói sớm phải quản thật tốt, không nên tùy tiện cắn người, gặp báo ứng đi. Con lừa đen nghiêm trang nói, nhưng nói xong không nhịn được cười ha ha. Khốn nạn. Mỗi người trẻ tuổi thuộc gia tộc đều phẫn nộ, mỗi một người đều dừng động tác bắt cá, nhao nhao vây quanh Chu Hằng. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng là ba cái Nhật Diệu Vương, còn có chín Nguyệt Minh Đế. Cộng cả phía trước vừa vặn 10. Những Nguyệt Minh Đế này chỉ sợ là đi lịch lãm, nếu không chiến lực Nguyệt Minh Đế ở trong này cũng không có công dụng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không phải mỗi người đều biến thái giống như Chu Hằng. Ba đại Nhật Diệu Vương cũng có địa vị cao thấp phân rõ ràng, đi ở chính giữa hiển nhiên có được khí thế mạnh hơn. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng khả năng đây là một Thăng Hoa Vương, đây chỉ là một khối pháp tướng của đối phương. Hắn không quan tâm, ở trong này quản ngươi là Thăng Hoa Vương hay Sáng Thế Đế, cảnh giới đều áp chế đến Nhật Diệu Vương. Hơn nữa nơi này có cấm chế, pháp tướng cùng chân thân vị tất có thể liên hệ, chỉ cần làm thịt pháp tướng, chân thân căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tử to gan lớn mật, dám giết người của Liễu gia ta. Một Nhật Diệu Vương đi ra, phía sau Diệu chuyển ba vầng mặt trời đỏ, vừa xuất hiện dùng khí thế tuyệt đối áp đảo Chu Hằng. Thật sự thật quá mức, một cái con kiến dám thương tổn người Liễu gia bọn họ, quả thực chính là tạo phản. Giết thì giết, ngươi muốn như thế nào? Chu Hằng xách hắc kiếm, sát ý trong ánh mắt càng tăng lên. Giết chóc cũng sẽ thành đạo, tuy rằng hắn không thích giết chóc, nhưng cũng tuyệt đối không sợ giết chóc. Đã có người muốn dâng lên tu vi, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Giết người thì thường mạng. Nhật Diệu Vương Ba Luân đưa ngón tay ra điểm Chu Hằng,
Băng Tú Lan cùng con lừa đen. Dùng mệnh ba người các ngươi bồi thường. Gì? Con lừa đen lập tức kêu lên. Bổn tạo không ra tay, tại sao bổn tạo phải đền mạng? Chu tiểu tử, đánh hắn. Làm càn. Nhật Diệu Vương Ba Luân giận dữ, vung tay chụp tới con lừa đen. Hắn bây giờ hãy còn đối hận con lừa đen hơn Chu Hằng. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thân hình thoáng động, hưu, tấn vân lưu quang bộ phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trước người của Nhật Diệu Vương Ba Luân, tay trái ngưng. 30 đạo mảnh vỡ phù văn ngưng kết, quả đấm của hắn hóa thành một mảnh thần mang màu vàng. Đây là tiểu phù văn công kích. Đánh ra, Nhật Diệu Vương Ba Luân đầu tiên là cả kinh, không nghĩ tới tốc độ Chu Hằng không ngờ cực nhanh như thế, chớp mắt một cái đã đánh ra công kích. Nhưng hắn lập tức chấn định lại, không có việc gì, đối phương dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một gã Nguyệt Minh Đế, tốc độ nhanh có ích lợi gì, lực lượng mới quan trọng. Hắn lộ ra một tia cười lạnh, vươn tay nghênh đón quả đấm của Chu Hằng. Hắn có tin tưởng một bàn tay đập nát Chu Hằng. Thình thịch, một tiếng trầm trọng vang, ánh sáng vàng bắn ra, chỉ thấy quyền trái Chu Hằng không ngờ dễ dàng đánh bể bàn tay Nhật Diệu Vương Ba Luân, thế không thể chắn tiếp tục đánh xuống, đánh vào vai phải của hắn. Lập tức, máu tươi bắn ra tung tóe, toàn bộ vai trái Nhật Diệu Vương Ba Luân lại bị đánh gãy. Đúng lúc này, Chu Hằng mới đánh ra sát chiêu chân chính, hắc kiếm tay phải xẹt qua, hất lên từ vai trái Nhật Diệu Vương Ba Luân. Phốc, hắc kiếm vô kiên bất tồi, xương cốt của Nhật Diệu Vương là cái gì, chỉ cần có đầy đủ lực lượng duy trì, nó thậm chí có thể dễ dàng mở ra thân thể một gã sáng thế đế. Khuôn mặt Nhật Diệu Vương Ba Luân bị cắt đứt một mảnh, nửa bên mặt bị chém bay, vẫn như cũ còn mang theo biểu tình cười lạnh. Không sai biệt với người trẻ tuổi lúc trước, hai người đều mang theo cười lạnh mà chết, một màn này làm cho người xung quanh xem trong lòng hốt hoảng. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, Nguyệt Minh Đế làm sao có thể một kích đánh giết một gã Nhật Diệu Vương Ba Luân. Phương diện này quả thật có Nhật Diệu Vương Ba Luân sơ suất ở bên trong. Nhưng dù sơ ý thì người ta cũng là Nhật Diệu Vương A, cảnh giới áp chế ở đằng kia. Tiên giới thiết luật, Nhật Diệu Vương có thể tùy ý tra đạp Nguyệt Minh Đế, hiện tại đột nhiên có người đánh vỡ cái thiết luật này. Mỗi người đều có loại cảm giác bị cường bạo khó có thể nhận. Làm sao có thể? Căn bản không khả năng a. Chu Hằng thu kiếm mà đứng, hắc kiếm không dính một tia vết máu, hắn cũng không dính một tia máu tanh, tâm tính bình thản, dường như căn bản không ý thức được chính mình vừa mới tạo ra công tích lớn đủ để chấn động tiên giới. Ta đã biết, hắn nhất định chính là Chu Hằng trên Hồ Mị Yến hội. A, thì ra là hắn. Trừ hắn ra, còn có ai có thể chém ngược Nhật Diệu Vương? Hắn há chỉ đơn giản như vậy, nghe nói hắn đánh một trận cùng Hàn Xương Công Tử. T, đánh một trận cùng Hàn Xương Công Tử lại không chết, tên này quả thực chính là yêu quái A. Nghe nói hắn khả năng có chút quan hệ cùng Vạn Cổ Tà Tôn. Cái gì, có quan hệ cùng Vạn Cổ Tà Tôn? Dù giết hắn cũng sẽ rước lấy phiền toái vô cùng. Ha ha ha, dù sao mặc kệ chuyện của bọn chúng, để Liễu gia đi đau đầu đi. Mấy đạo nhân mã khác đều nghị luận ầm ĩ. Ở ngạc nhiên thán phục Chu Hằng cường đại mà cũng không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Một cường giả pháp tướng Liễu gia hư hư thực thực nhướng mày, nói: "Ngươi chính là Chu Hằng?" Chu Hằng mỉm cười, nói: "Không sai." Cường giả kia hơi hơi nhắm mắt, quanh thân có khí thế cường đại lưu chuyển, vẻn vẹn chỉ một lát sau, hắn mở hai mắt hiện ra một đạo sát khí lạnh thấu xương. "Không ai có thể giết người của Liễu gia ta còn có thể, như không có chuyện gì xảy ra." Lưu lại hai cái tay, hắn nói: Hắn rất muốn đánh chém Chu Hằng, nhưng Chu Hằng liên lụy nhân quả quá lớn, Vạn Cổ Tà Tôn dễ trêu sao. Bởi vậy hắn để lại một đường, hai nhân mạng đổi hai cái tay. Cứ ghi nhớ trước, nếu ngày sau Tuyệt Tiên Thành đánh Vạn Cổ Tà Tôn nhất mạch sắp chết, hắn tự nhiên không ngại sẽ đòi lại khoản này. Chu Hằng cười ha ha, cầm hắc kiếm trong tay dương lên, lẫm nhiên nói. Lão già, muốn để ta lưu lại hai tay, ngươi có tư cách này sao? Tôn cường giả thiếu chút nữa tức chết. Hắn là loại thân phận nào? Đúng vậy, hắn là một tôn thăng hoa vương. Ở bên ngoài, một ánh mắt có thể chừng chết Chu Hằng. Nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại một cái Nguyệt Minh Đế không ngờ cũng dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn. Phi, tuy rằng chân thân hắn không tiến vào, hắn không chịu nổi hậu quả ngã xuống. Hơn nữa, dù sao cảnh giới bị áp chế Nhật Diệu Vương, chân thân cùng pháp tướng cũng không có cái gì khác. Nói đến thế này, nếu hắn buông tha Chu Hằng, đó chính là đang tát chính mình. Giết! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.